Chương 41 Chương 41 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sài Đức Vũ cười ha hả hỏi lúc, hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên ngừng tạm. Bất quá bởi vì đang cúi đầu nhìn về phía nhị hoàng tử, không ai phát hiện khác thường. Thẩm chương thì âm thầm hướng lão tam chỗ sốc hạ mí mắt. Sài Đức Vũ cái này đại thái dám lòng nghi ngờ rất nặng, tại cơ hồ không có gì dấu vết để lại mà theo sự tình bên trên, đều có gì thường nhạy cảm cùng nghi kỵ thẩm chương nhìn xem đang đứng tại hoàng đế bên cạnh thẩm thanh tuân không khỏi nhớ tới vừa đem đứa nhỏ này ôm trở về đi thời điểm năm đó hoàng đế sẽ nghĩ tới đem tam hoàng tử giao cho hắn chính là bởi vì hòe nhi khi đó chính mang thai nhi tháng cũng rất lớn như thế ngược lại có thể đem đứa nhỏ này xen lẫn trong trong đó coi như mình cùng diêu hòe tân sinh nhi tử lúc trước không khỏi làm cho người sinh nghi hắn ôm trở về tam hoàng tử về sau còn đặc địa đem hài tử tại hầu phủ nhiều ẩn giấu tầm 10 ngày, để dịch ra tam hoàng tử sinh nhật. Tuy nói cũng lo lắng qua đứa nhỏ này sau khi lớn lên, hình dạng đủ loại sẽ dẫn tới hoài nghi. Nhưng cũng may thẩm thanh tuân dung mạo tính tình, cùng hoàng đế cũng không phải là 10 phần giống nhau. Những năm gần đây, hoàng đế bệnh sau càng dễ trông có vẻ già thái, sớm cùng hắn lúc tuổi còn trẻ có khác biệt lớn. Thẩm thanh tuân mặt mày sẽ càng giống ôn quý phi một chút nhưng mà ôm quý phi mất sớm thấy qua người cũng không nhiều dù vậy đối đầu sài đức vũ cái này thiến nô lúc thẩm chương vẫn là hết sức cẩn thận sài đức vũ phái ra người tự tay đâm xuyên qua cái kia tả lót cũng xác nhận tam hoàng tử đã chết tin tức truyền về trong cung bệ hạ vạn phần bi thống nghiêm lệnh tra rõ hết thảy đều như hắn sở liệu nhưng hắn lại vẫn cảm thấy bệ hạ trên thân có cái gì nói không ra địa phương Sài Đức Vũ có nghi ngờ trong lòng, âm thầm phái người tra xét ngày đó trước sau trong kinh thành ra ngoài sinh anh hài. Người này tâm tư nặng lại tặc, dần dần cũng đối thanh tuân lên nghi. Một lần lại vẫn vụng trộn tìm cơ hội lấy máu dạng đưa vào cung, tùy thời so với. Còn tốt hoàng thượng phát hiện kịp thời, âm thầm làm cho người làm đổi. Sau đó hắn mới bỏ đi ngờ vực vô căn cứ. Giờ phút này thẩm chương gặp hắn lời nói thăm dò, chính là muốn nói cái gì. Thẩm Thanh Tuân đã đem tiễn đưa cho một bên cấm vệ, liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói. Đi ngang qua. Sài Đức Vũ lâu dài nghe quen người khác định nọc lấy lòng ngữ khí, hiếm khi đụng tới có người đối với hắn loại thái độ này. Cười ở trên mặt cứng lại, mới lại lần nữa triển khai. Nghĩ thầm định an hầu cái này tiểu nhi tử tính tình, thật sự là so trước kia thấy còn thúi hơn. Vừa mới hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái kia đạo chợt lóe lên suy nghĩ, cũng bị một trận này không nhanh che đậy qua. Sài Đức Vũ trầm thấp cười hai tiếng, mở ra cái khác mắt không có lại nhìn hắn, trở lại hành thích sự tình bên trên. Nhị hoàng tử hiển nhiên bị dọa, vội vàng muốn phụ hoàng tin tưởng hắn. Hắn tính tình mềm e sợ, từ nhỏ không tranh không đoạt lại hiếu thuận, hoàng đế trong lòng càng tin tưởng không phải hắn làm. Mà hai nơi chứng cứ lại quá rõ ràng tận lực, nhìn qua, ngược lại càng giống là đại hoàng tử có thể làm ra tới sự tình sai đức vũ tưởng tượng cũng đoán là đại hoàng tử hắn ngay trước mặt ngụy liễm ngầm ý phúng cười một hai chỉ là đoán về đoán lại là không có chứng cớ xác thực cũng không tiện minh sách ngụy liễm sắc mặt quả thực không dễ nhìn hắn cũng không cảm kích thầm nghĩ đại hoàng tử kia ngu dốt đầu óc thật sự là tự tác chủ trương hành thích hoàng đế như một cái sơ sẩy không biết muốn bị liên lụy vào bao nhiêu nhất thời không ra được kết quả cuối cùng hoàng đế chỉ có thể trước mệnh giam lỏng nhị hoàng tử, lại tra rõ việc này. Mà Thẩm Thanh Tuân cứu giá có công, lập tức luận thưởng. Thẩm Thanh Tuân cảm ơn thưởng sau liền xoay người rời đi, thần sắc lạnh lùng, tự hồ đối với những sự tình này không có mấy phần hứng thú. Trở về lúc, hắn nhớ tới kia phóng tới tiễn thế, xem ra đối phương cũng không phải là chỉ là nghĩ đơn giản vu hãm, Là thật dự định lấy phụ hoàng tính mệnh đại hoàng tử cho là hắn thân ở kinh thành liền có thể đem mình cho hái ra ngoài. Nếu quả thật hành thích thành công, hắn liền có thể thuận thế trong cung cầm giữ ở kinh thành, lại lấy hoàng trường tử thân phận kế vị. Thẩm thanh tuân cười lạnh. Không giữ được bình tĩnh gia hỏa. Đáng tiếc một thế này bàn tính đánh cho lại vang lên, trên cổ đỉnh vẫn là khỏa vô dụng đầu óc. Tống sơ miễu sinh nhật hai ngày trước lên, phủ thượng liền lục tục ngo ngoe thu chút lễ tại tống tướng quân vừa hồi triều lúc vẫn có phần lớn người chưa đem hắn để ở trong lòng nhưng qua nhiều như vậy thời gian trong triều nhiều lần gặp tống an dục thân ảnh lại có định an hầu ở bên dốc hết sức tướng rất nguyên bản không coi trọng tống gia cũng dần dần sửa lại ý nghĩ thêm nửa lúc trước cô thiền yến hậu cùng bên ngoài tự mình truyền ra tin tức cũng đều biết tống gia cô nương rất được ngoại tổ nhà coi trọng thừa dịp tống sơ miễu sinh nhật thời gian chuẩn bị điểm lễ đưa lên cũng coi là đi cái quen mặt. Cô nương nhìn xem cái này. Tố Hạ mở ra một kiện mới đưa tới lễ. Hôm nay lại đưa tới một chút, Tố Hạ ôm thư đến phòng, tại cô nương trước mặt vừa nhìn vừa quản lý. Chỉ là một ít đồ chơi thì thôi, như lễ đưa đến nặng, liền lại mô phỏng tờ đơn trở về chuẩn bị lễ. Những này đều muốn theo cô nương ý tứ tới làm. Thu thập xong trên tay, Tố Hạ lại cầm cái cuối cùng đen như mực hộp gấm tới hộp gấm nhìn phổ thông ngột ngạt, có chút không giống sinh nhật nên tặng lễ, cũng không biết bên trong trang cái gì, cầm lên có bàn một góc lớn như vậy. Ngay tại tố hạ chính mở khóa chụp lúc, cửa phòng lại đột nhiên bị người bỗng nhiên đẩy ra. Tống sơ miễu lúc đầu chấp nhất bút tại mô phỏng đơn, tay run hạ lôi ra thật dài một đầu bút tích. Nàng kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn lại gặp nguyên là huynh trưởng. Mà tố hạ nhịn không được thấp giọng hô một tiếng, tay đẩy hộp gấm mở hơn phân nữa. Tống thừa lễ sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hấp tấp giống như đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang muốn nói cái gì, lại cúi đầu trông thấy tố hạ trong tay đã bị mở ra hộp, biến sắc, tiến lên một cước đá ra ngoài. Tống an dục trước kia đau lòng nữ nhi không cho học võ, nhi tử lại không bực này đãi ngộ. Khi mở hộp bị tống thừa lễ một cước thẳng tắp đá vào nơi hẻo lánh. Tố hạ tay đều chấn tê, nhất định thần nhìn lại lúc, lại là ngay cả toàn bộ da đầu đều tê dại. Ngoài viện làm công việc hai tên nha hoàng cũng đi theo vào, vừa mới thiếu gia xông tới quá nhanh, các nàng cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Nhưng nhìn thanh sau sắc mặt trắng bệch, cũng không có so tố hạ tốt bao nhiêu. Chỉ gặp từ hộp gấm kia bên trong lít nha lít nhíp leo ra ngoài một mảng lớn trắng kiến độc trùng. Còn có lớn con trùng rắn, vừa bò bên cạnh tại nuốt ăn cái khác tiểu trùng kiến. Tố Hạ nghĩ tới vừa nàng còn ôm vật kia, liền bỗng nhiên sợ run cả người. Nếu không phải Tống Thiếu Gia kịp thời, những này độc trùng lúc này nên ở trên người nàng bò đầy. Mà lại nàng an vị tại cô nương bên người, những này độc trùng leo cực nhanh, đảo mắt liền có thể bò lên trên cô nương thân thể. Nhiều như vậy độc trùng, đảo mắt bò đầy thư phòng một góc. Cô nương gia gặp nhất định là sợ. Tống sơ miễu vội vàng đứng dậy, bị tống thừa lễ giúp đỡ một chút, lộ ra thư phòng. Thần sắc hắn nặng nề, lòng còn sợ hãi, gặp muội muội chỉ là thụ điểm kinh hãi, không có cái gì khác, mới tính yên tâm. Hắn lại tranh thủ thời gian mệnh hạ nhân tìm cách đi thu thập, trong tay áo thì siết chặt vừa lấy được tin, khí lực chi đại năng đem giấy cho trực tiếp vặn nát. Trước đây uy hiếp hắn thì cũng thôi đi, lại vẫn làm loại này bị ổi thủ đoạn. Thực sự kinh người quá đáng. Tống sơ miễu sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến huynh trưởng chạy đến kịp thời tự hồ biết chút ít cái gì nhưng huynh trưởng không muốn nhiều lời nàng cũng liền không hỏi nữa nàng về trước trong phòng mình tố hạ tức giận vô cùng đi lật sách danh mục quà tặng phát hiện là xen lẫn trong cái khắc phủ thượng lễ bên trong đưa vào trong thư phòng rắn rết bọn hạ nhân xử lý hai ba canh giờ mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ còn có hạ nhân không cẩn thận bị cắn lây nhiễm trùng độc Tranh thủ thời gian mời đại phu đến xem. Tống An Dục biết được sau thần sắc u ám, hỏi một chút Tống thừa lễ mới biết nguyên do. Tống thừa lễ trước đây cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng đã dính tới muội muội, hắn cũng liền cáo tri phụ thân. Hai cha con cũng không tính việc này cứ như vậy quá khứ. Chỉ bất quá đáng tiếc gia hòa bây giờ không tại trong kinh. Hoàng nữ lại như thế nào, chờ thánh giá một nhóm hồi kinh, bọn hắn nhất định phải bẩm báo ngự tiền thay miễu miễu ra khẩu khí này. Ngày thứ hai chính là tống sơ miễu sinh nhật, bọn hắn cũng liền không còn sách những cái kia việc khó chịu. Tống phủ bày gia yến, trên bàn bày đều là tống sơ miễu thích đồ ăn. Gia yến về sau, nàng lại cùng cha cùng nhau đi bái mẫu thân. Tống sơ miễu đã rất thỏa mãn. Cái này sinh nhật qua, liền cùng nàng suy nghĩ đồng dạng. Cùng người nhà cùng một chỗ, vô cùng đơn giản thuận tiện. Đến sách trời ngầm hạ lúc, tống sơ miễu trong phòng trang trước gương đã bày đầy người nhà cho sinh nhật hạ lễ đến không sai biệt lắm nên tắm rửa canh giờ tố hạ ra ngoài sai người nấu nước nóng đi tống sơ miễu ngồi tại phía trước cửa sổ trong mắt hiện lên mấy phần bối rối tọa hạ lúc bên hông rơi lấy đeo sức tại mép bàn thượng nhẹ nhàng va vào một phát tống sơ miễu cúi đầu nhìn lại chạm rỗng đeo sức bên trong bị hách liên sĩ trước khi đi lấp một cây tinh tế tiểu quản cái kia lúc động tác nhanh cũng không biết làm sao làm đi vào còn cùng nàng nói là tinh khói như gặp gỡ phiền toái gì kéo động sau hắn nửa chén trà nhỏ bên trong liền sẽ xuất hiện tống sơ miễu túng mấy lần không có lấy ra thì cũng thôi đi nhìn thấy cái này về sau nàng không khỏi nhớ tới hách liên sĩ hôm đó tới nàng nhịn không được đang nghĩ biểu ca lúc này ở làm cái gì đây đúng lúc này trước mặt đóng chặt cửa sổ đột nhiên bị ba tiếng gõ vang. Thẩm Thanh Tuân kéo ra cửa sổ, đối diện thượng tiểu cô nương chống đỡ cái cầm đang ngẩn người bộ dáng, mấy ngày liền đi đường mệt mỏi đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt vui vẻ. Tống sơ miễu vừa mới nghĩ đến biểu ca, chỉ hơi chớp mắt, biểu ca lại liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Nàng sửng sốt nửa ngày, lại thấp đầu, đưa tay dụi dụi con mắt. Lại lúc ngẩng đầu lên, Ngoài cửa sổ biểu ca cũng không biến mất, vẫn mang theo cười ôm hòa ý đang nhìn nàng. Tống sơ miểu tim đột nhiên hung hăng nhảy mấy lần. Nàng đứng người lên, trong mắt bỗng nhiên ở giữa tràn đầy mừng rỡ. Thẩm thanh tuân khó được sinh ra chơi tâm, tận lực giảm thấp xuống âm thanh. Vụn trộn ẩn vào, đừng để người phát hiện. Tống sơ miểu nhẹ nhàng hé miệng cười, từ bút đặt nâng lên bút viết. Ngươi đã nói không ở Kinh Thành. Thẩm thanh tuân nói chạy về hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu cô nương đầu gấp trở về hạ chút miễu miễu sinh nhật lần này hắn học được một lần tần nguyên minh không muốn mặc thầm nghĩ chính hắn chính là đưa cho nàng sinh nhật lễ nhưng vẫn là sợ nói như vậy sẽ hù đến tiểu cô nương chỉ lắc đầu nói lúc trước hỏi nói không muốn cho nên không có sinh nhật lễ tiểu cô nương thật không thèm để ý nàng từ một bên bắt mấy khỏa đường đặt ở thẩm thanh tuân trong tay. Viết mấy chữ về sau, cười nhẹ nhàng xem hắn. Vậy ta đưa biểu ca nha. Nếm thử, rất ngọt. Thẩm thanh tuân nắm chặt nhận lấy, thầm nghĩ không có cái gì so với nàng càng ngọt. Tống sơ miễu đem đường đưa cho biểu ca về sau, cảm nhận được sợi tóc ở giữa, còn có biểu ca lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ. Nàng hậu tri hậu giác mới nhớ tới cái gì tới. Hách liên sĩ hôm đó nói, biểu ca chỉ là coi nàng là thành hài tử đồng dạng coi chừng. Tống sơ miễu có chút uống lên khóe miệng trong chốc lát liền nhấp bình. Nàng cắn cắn môi dưới, sau đó cúi đầu nghiêm túc viết câu nói đưa cho hắn nhìn. Biểu ca, ta không phải tiểu hài tử. Thẩm thanh tuân trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Chợt lại bị ý cười cho lượt nhiễm. Hắn nhìn xem trước mặt lại cũng sẽ bắt đầu không phục tống sơ miễu, thầm nghĩ tiểu cô nương cũng còn chưa kịp kê đâu nhưng hắn chỉ là trầm thấp từ một tiếng. Tống sơ miễu nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không biết biểu ca phải chăng minh bạch. Sau một khắc, biểu ca đã thò người ra vượt qua cửa sổ, đưa tay đưa nàng nắm ở. Tống sơ miễu sững sờ, bên hông bị mang theo hướng phía trước một nghiêng, thoáng ngẩng đầu chính là biểu ca tấm kia cực kỳ đẹp để dung nhan. Thật là gần thật là gần A. Thẩm thanh tuân thay nàng đem mũ trùng mang tốt. Miễu miễu sinh nhật cũng đừng buồn bực hỏng. Mang ngươi ra ngoài giải sầu như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Hách liên sĩ. Không rất được không có thể. Cảm tạ sở minh đồng ý dịch dinh dưỡng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Chương 42 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tố hạ đốt nóng quá nước trở về, gặp cửa sổ mở rộng, trong phòng không có một ai, dọa đến trong lòng một lột bột. Có kia chất đầy rắn độc độc trùng hạ lễ phía trước, nàng sợ là ai đối cô nương bất lợi. Đang định muốn đi hô người, chợt nhìn thấy cô nương bàn thượng chữ. Bút tích vẫn là mới. Tố hạ xem xét, đoán được nguyên là tam thiếu gia trở về. Dẫn theo tâm lúc này mới trả về. Lúc này tống sơ miễu đã không tại tống phủ, nàng tại ban đêm kinh thành giữa không trung. Biểu ca chỉ nói với nàng âm thanh đừng sợ, tống sơ miểu cũng cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, dưới chân rời đất. Gặp nàng ở viện tử đang dần dần đi xa, tống sơ miểu dọa đến đóng mắt, chỉ một đôi tay nắm thật chặt thẩm thanh tuân vạt áo. Biểu ca khoát lên nàng bên hông keo kiệt thực hữu lực, tống sơ miểu mặc dù biết biểu ca sẽ không buông nàng ra, nhưng vẫn lo lắng cho mình muốn ngã xuống. Bản năng càng hướng trong ngực hắn thẳng đi. Gặp tống sơ miểu chăm chú dựa vào hắn, Thẩm Thanh Tuân không thể che hết khóe miệng ý cười. Bất quá lo lắng nàng quá sợ hãi, vẫn là chậm rãi chậm tốc độ. Như vậy nhát gan, từ nhỏ nhưng lại yêu đến cuốn lấy hắn, thật là một cái cổ quái tiểu cô nương. Mở mắt. Tống sơ miễu cảm giác biểu ca ngừng lại, dưới chân cũng có thể dẫm lên thứ gì. Nàng nghe biểu ca ngoan ngoãn lặng lẽ mắt về sau, cúi đầu mắt nhìn thân ở chỗ, hai tay nắm chặt, đem hắn áo bào đều bắt nhíu bọn hắn đứng địa phương thật cao thật cao bốn phía tất cả đều giống như tại dưới chân của nàng giấu đi nhìn xem dạng này chưa từng thấy qua cảnh tượng tống sơ miễu im lặng há to miệng tăng thêm biểu ca đưa nàng tóm đến rất ổn nàng an tâm dưới trong lúc nhất thời đã quên đi sợ hãi cách đó không xa là rộng lượng ngự đường phố hướng phía trước đầu nhìn là một mảng lớn nhà cao cửa rộng lúc này đều lên đèn lấm ta lấm tấm như tấm lụa trải ra, như mộng như ảo. Tống sơ miễu lại sau này nhìn lại, kia là trong cung phương hướng. Màu son thành cung lại cao lại thâm sâu, nhưng ở cao như vậy địa phương, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong đi. Kia là hoàn toàn khác biệt một bức cảnh tượng, không giống trước mặt sáng tỏ, nhìn qua trang chính yên tĩnh, hướng nơi xa kéo dài mà đi không thấy cuối cùng. Một vòng huyền nguyệt liền treo ở trên đỉnh đầu, lại gần lại sáng, không thấy tinh vân những này hoàn toàn không nhất trí cảnh vật đều tại bọn hắn đứng địa phương giao hòa tạo thành một đạo cực đẹp lại đặc biệt cảnh sắc tống sơ miễu chính nhìn nhập thần nghe thấy biểu ca ở bên tai nói bay thời điểm sợ cao như vậy nhưng lại không sợ nàng ngẩng đầu nhìn hắn có lẽ là chỗ này cách mặt đất quá xa ngay cả biểu ca thanh âm đều bồng bềnh miễu miễu biết biểu ca là đang trêu ghẹo nàng lại vạt áo đều bị nàng tóm đến vo thành một nắm Tống sơ miễu có chút xấu hổ buông lỏng tay. Thẩm thanh tuân biết nơi đây chỗ cao, có một phen đặc biệt cảnh trí, xác nhận tiểu cô nương sẽ thích. Thế là suy nghĩ cùng một chỗ, liền mang theo nàng ra. Thẩm thanh tuân hỏi. Rất là ưa thích. Tống sơ miễu dùng sức chút gật đầu. Rất đẹp, đẹp đến mức giống mộng. Mà trong mộng biểu ca, thành trong mắt nàng rõ ràng nhất sáng tỏ tồn tại. Cao như vậy địa phương, gió cũng không nhỏ thẩm thanh tuân có chút một bên thân, liền thay nàng ngăn trở hơn phân nữa. Gió thổi tiểu cô nương một bên khác mũ trùng che đi hé mở khuôn mặt nhỏ, thật dài sợi tóc vẫy tại cần cổ hắn. Vừa mềm lại ngứa. Tống sơ miễu tại ngửa đầu nhìn hắn. Nơi này ánh trăng vừa ấm lại sáng, rơi xuống dưới, biểu ca quanh thân giống như vây quanh vần sáng nhàn nhạt. Nàng có một lát thất thần, nhịp tim thanh âm như gió, tại trong thân thể của nàng gào thét du tẩu. Tống sơ miễu bỗng nhiên có chút lòng tham, muốn tới gần biểu ca, lại tới gần một điểm. Dạng này tham niệm cùng một chỗ, gặp gió mà dài, nhưng thật giống như rốt cuộc tiêu không nổi nữa. Không chỉ là biểu ca bên người càng ấm áp, có thể thay nàng trắng gió tránh rét. Mà là... Tống sơ miễu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Mà là... thích. Mà cái này thích, nhưng thật giống như không phải thích tố hạ cùng cha như thế thích. Tống sơ miễu trong đầu vang lên hách liên sĩ những lời kia, không ngừng oanh quanh quẩn quấn, vung đi không được. Nàng khi đó nghe hách liên sĩ nói, trong lòng còn tại mê hoặc, nàng thích biểu ca, lại là loại nào thích. Mà cái này mê hoặc đột nhiên ở giữa tán đi lúc, tống sơ miễu tâm cũng càng nhảy càng nhanh, nhanh đến nàng nghĩ xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Có chút ê ẩm sưng, còn có chút khó chịu. Thẩm thanh tuân gặp tiểu cô nương đột nhiên ngẩn người ra, khuôn mặt cũng ửng đỏ, cho là nàng là cảm thấy lạnh sợ nàng mỏi mòn chờ đợi xuống dưới chịu lấy lạnh liền hỏi nàng cần phải hồi phủ đi tống sơ miễu tâm loạn thành một đoàn buông thõng đầu lung tung gật đầu vừa ra một lần đã qua rất nhiều thời điểm tống sơ miễu khi trở về tố hạ sớm tựa ở gian ngoài nhỏ trên giường đợi đến ngủ thiếp đi thẩm thanh tuân gặp canh giờ đã muộn để nàng sớm đi nghỉ ngơi quay người dự định đi đem tố hạ đánh thức dẫm lên thực địa về sau, tống sơ miễu này lại cũng đã bình tĩnh lại. Nàng coi là biểu ca cái này muốn đi, đưa tay kéo tay áo của hắn. Sau đó viết chữ hỏi hắn. Biểu ca còn rời kinh sao? Tiểu cô nương đang nhìn hắn. Trong mắt cất giấu một tia không bỏ. Nàng giống như so trước đó lại càng dính người chút. Thẩm thanh tuân bị nàng dạng này mắt lom lom nhìn, tâm cũng mềm đến không được. Hắn nói. Không rời kinh liền nghĩ tới cái gì, hỏi nàng. Mấy ngày nữa có thể nghỉ xuất phủ. Ta tới đón ngươi đi một nơi. Tống sơ miễu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Tố hạ vốn là ngủ được cạn, này lại nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh. Xem xét, quả nhiên là tam thiếu gia trở về. Lúc trước đốt nước đã lạnh, nàng nói muốn một lần nữa để cho người đi đốt liền đi ra. Đợi đến biểu ca rời đi, tống sơ miễu mới níu chặt áo choàng thượng rơi tuệ nghĩ thầm, nàng nguyên lai, like, vui vẻ biểu ca a. À. Tống sơ miễu cúi đầu nhìn chầm chầm mũi chân, ý thức được về sau, thần sắc lại kinh ngạc. Biểu ca đãi nàng tốt như vậy, nhưng cũng chỉ là huynh trưởng như vậy, đưa nàng coi là muội muội đang chiếu cố thôi. Tỉnh tỉnh mê mê tiểu cô nương, giờ khắc này mới rốt cục khó khăn lắm khai khiếu lại là trước nếm gặp một loại ê ẩm chắc 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 tư vị. Nàng nhớ tới mình tình trạng như vậy, chăm chú nhấp môi dưới biểu ca hắn tốt như vậy. Nàng không xứng với. Như bị hắn biết mình tâm tư, có lẽ liền rốt cuộc sẽ không để ý đến nàng. Tố hạ mới đi ra khỏi đi, lại nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian gãy trở về. Còn tốt gặp được đang muốn rời đi tam thiếu gia. Tố hạ sớm quên mình trước kia, phàm là gặp tam thiếu gia, ngay cả mắt cũng không dám nhiều nhất. Nàng này lại bận biệu chạy tới tam thiếu gia trước mặt, giận đùng đùng, cáo trạng lúc trước được đưa vào phủ món kia lễ, Tố Hạ không biết là người phương nào gây nên. Tuy nói Tống Lão Gia nói giao cho hắn đến xử lý, nhưng đã Tam Thiếu Gia trở về, nàng tự nhiên là muốn nói cho Tam Thiếu Gia. Phải biết, như lúc ấy chậm hơn một bước, cô nương nói không chừng liền bị trắng bị thương trúng độc. Thẩm Thanh Tuân nghe xong, chỉ chọn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là đáy mắt lạnh ý ung tùng, hàng khí bức người. Nửa đêm, định an hầu phủ, một cái tuổi trẻ ám vệ trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. Nghe xong hồi bẩm, quả nhiên cùng hắn đoán không sai. Dần tinh chính lặng chờ lấy chỉ thị, đột nhiên cảm giác bên người đột nhiên lạnh. Khi là đến từ tam hoàng tử trên thân lạnh lùng sát ý. Từ khi miễu miễu tại tô gia trang tử xảy ra chuyện về sau, thẩm thanh tuân liền đã động sát tâm. Chỉ là gia hòa từ cái này sau vẫn trốn ở cung trong không ra. Bất quá dưới mắt, nàng còn tại hành cung bên trong. Thẩm Thanh tuôn đáy mắt sơn lạnh, thấp giọng ra lệnh. Dần Tinh quỳ một chân trên đất. Dần Tinh nghe lệnh. Đêm nay, hành cung gia hòa công chúa ở trong điện. Gia Hòa sau khi tắm, choàng một thân rộng lớn ngủ áo, đối phục vụ cung nhân khu tay nói: "Tất cả đi xuống đi." Cung nhân thối lui về sau, sau một lúc lâu, cửa bị gõ vang. Gia Hòa lông mày đuôi vẫy một cái, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, một thân hình cao gầy nam tử cúi đầu, bước nhỏ tiến đến quỳ gối nàng bên chân hô điện hạ. Âm thanh đuôi dương lên, trắng nõn nà, có thể đem người thân thể cho nghe mềm nhũng. Gia hòa có chút mong đợi để hắn gần chút, bốc lên hắn cái cầm tường tận xem xét. Tướng mạo vô cùng tốt, là nàng thích. Vẫn là hoàng huynh tốt, lần trước cùng hắn đề nhất lên, cái này sai người cho nàng tìm cái nam sủng tới. Còn nói là chỗ này địa giới nam tử, cùng nàng trước kia thấy qua những cái kia không thú vị khác biệt. Gia Hòa ôm lấy cái cầm của hắn đứng lên nói. Phục vụ tốt, sau này liền để ngươi đi theo bên cạnh ta. Nam tử ứng, cũng không đợi nàng phân phó, vừa đứng lên liền từ sau ôm nàng, cử động cường thế đưa nàng ôm đi bên giường. Gia Hòa rất kinh hỉ, nhìn gầy yếu, đúng là cái hữu lực. Xem ra Hoàng Huynh là thật hiểu nàng thích lắm dần tinh đứng ở ngoài điện trên nọn cây, thân ảnh lâm vào bóng cây bên trong. Hắn mặt không biểu tình nghe bên trong truyền đến vui cười âm thanh, cùng trong điện bốn phía nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Cái kia nam sủng đem ôm công chúa tiến giữa giường về sau, chính đưa tay muốn rơi xuống rèm che, khóe mắt liếc qua quét qua, nhìn thấy cái gì. Hắn nhìn kỹ lại, hai mắt trừng lớn, mặt soát đến liền không có huyết sắc chỉ gặp trong điện cũng không biết từ nơi nào toát ra đếm không hết trùng rắn bò kiến có nôn hạnh trượt trắng có mảng lớn mảng lớn phun trào sâu kiến còn có cấp tốc bò bọ cạp xem xét đuôi bọ cạp liền biết tức dấu cự độc nọc độc, độc còn có còn lại đủ loại chín lít nha lít nhíp từ trong điện các nơi nơi hẻo lánh bên trong bò lên ra hướng bên giường mà tới nam sủng trong nháy mắt đứng lên một thân lông tơ sợ hãi kêu lấy mắng một tiếng gia hòa bị nam tử ôm vào giường tâm tư chính kiều diễm, không phòng hắn đột nhiên kêu to, sắc mặt không vui nói. Hô cái gì hô? Nam sủng chỉ vào trên mặt đất, quay đầu vừa muốn mở miệng, đã thấy trên cục giường viện một con rắn chậm rãi vòng quanh trượt xuống. Hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống địa, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Gia hòa sững sờ, tiếp lấy lên cơn giận dữ. Chỉ nói chỉ là một cái hầu sủng nam nhân dám như thế đối nàng mà nam tử kia đã nhanh muốn điên rồi hắn mới đưa ôm công chúa lên giường trong điện liền đảo mắt bị những này trùng rắn bò đầy chỉ coi đây đều là gia hòa nuôi cái gì công chúa sợ không phải cái gì hút nhân tinh phách yêu tinh mà chờ hắn đi ra ngoài về sau mới nghe được sau lưng trong điện truyền ra công chúa một tiếng hoảng sợ thét lên tới bước chân hắn dừng lại nhìn không thấy những thứ đó lúc này mới hơi tỉnh táo một chút nghe trong điện động tỉnh chẳng lẽ không phải công chúa nuôi? Có thể coi là không phải, hắn vừa mới không để ý công chúa mình chạy đến, cũng đã đem nàng đắc tội. Mà lại nhiều như vậy độc hạt trùng rắn, hiển nhiên không thể nào là mình bò vào. Nếu là hắn quay trở lại đi, mặc kệ cuối cùng là đem việc này tính tại trên đầu của hắn, vẫn là bị độc trùng chỗ vây, chỗ tốt còn không có hưởng đến, cuối cùng muốn ngay cả tính mạng đều bồi lên. Nam tử khẽ trắng môi, cũng không dám đi hô người, quay đầu liền hướng lúc đến phương hướng chạy trốn ngay tại cái kia nam sủng chạy ra ngoài điện lúc gia hòa đã tức giận ngồi dậy muốn hô người đem hắn trói về mới mới mở miệng đã thấy trước mắt xuất hiện một con đầu rắn rắn phun hạnh còn tại trên mặt nàng dính một chút gia hòa toàn thân mắt lạnh huyết dịch nghịch hành trong đầu trống rỗng chờ phản ứng lại lúc sợ hãi kêu lấy muốn từ trên giường né tránh nhưng cúi đầu xuống mới giật mình trong điện đã bò đầy một chỗ trùng bò cạp, không chỗ đặt chân. Không ít đã thuận bên giường tại trèo lên trên. Gia hòa lập tức như bị điên vừa sợ lại gọi, lớn tiếng hô người, ôm lấy ngọc chẩm liều mạng đập, ngay cả hất lên ngủ áo tảng đều không rảnh bận tâm. Nàng hỗn loạn đạp mấy cước, đột nhiên hai cái đùi đều bị chân giường trèo lên mấy con rắn chăm chú cuốn lấy. Ngay tại nàng không cách nào động đậy thời điểm, dưới thân ván giường lại cùng không chịu nổi, đột nhiên một hãm. Hãm mở ván giường dưới đáy, lại là một cái thật sâu trùng hố. Gia hòa liền âm thanh cũng không kịp phát ra, cả người liền bị nhúc nhích độc trùng triệt để chôn vào, chỉ còn lại một con dãy dụa cánh tay dơ lên cao cao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Chương 43 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cung nhân sáng sớm ngày thứ hai tới hầu hạ lúc, mới phát hiện gia hòa công chúa lại chết tại trên giường. Trước một đêm cả điện xà hạt độc trùng đều đã không thấy tung tích, chỉ có một con chết đi rắn độc quấn ở gia hòa bên người. Mà gia hòa một thân sưng, mặt mũi mơ hồ, gần như sắp nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Chỉ là trừng mắt mắt vô cùng hoảng sợ, giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Thái y điều tra về sau, xác nhận công chúa là chết bởi trùng rắn chi độc. Đại khái là hành cung này sở kiến chi địa nhiều rắn rết quan hệ, công chúa ở trong điện bị một hai con rắn cùng độc hạt xâm nhập. Trùng độc rắn mảnh liệt, cuốn lấy cắn xé nhiều chỗ, mới lộ ra thi thể bộ này hình dạng. Đây không phải việc nhỏ, huống chi chết là cái hoàng nữ, tin tức tại hành cung bên trong truyền ra, đã đầy đủ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Các thái y lập tức liền làm đuổi rắn trùng thuốc bột, phân phát đến tất cả mọi người trong tay gia hòa chết là cái ngoài ý muốn. Nhưng chết một cái không được sủng ái lại điêu hoa hoàng nữ, kỳ thực cũng không có người nào sẽ thật lưu ý. Ngược lại là trước chỉ hướng nhị hoàng tử hành thích, chỉ chớp mắt gia hòa công chúa cũng đã chết. Đám người âm thầm đều nói chuyến này có chút suối quẩy, hành cung này sợ là không đã lâu ở. Nghĩ khuyên hoàng đế sớm đi hồi kinh đi. Hành cung bên trong có chút hỗn loạn thời điểm, những tin tức này còn chưa không có truyền về trong kinh càng gần cửa ải cuối năm kinh thành bốn phía liền một ngày sau một ngày càng náo nhiệt thẩm thanh tuân đến tống phủ lúc còn có chút sớm tống sơ miễu còn chưa tỉnh hắn không có để đánh thức tiểu cô nương tại chính sảnh đợi một hồi chờ tống sơ miễu tỉnh lại biết được thu thập một chút quá khứ lúc chỉ gặp biểu ca cùng cha không biết đang nói cái gì trò chuyện vui vẻ dáng vẻ tống an dục bây giờ cảm thấy thẩm thanh tuân hiểu chuyện ổn trọng tính tình bình thản tóm lại cái nào cái nào đều tốt. Hắn đầy mặt ý cười, gặp nữ nhi tới mới đứng dậy, quan tâm một hai liền để miễu miễu theo hắn đi ra cửa. Thẩm thanh tuân hỏi nàng nếm qua đồ ăn sáng không có, tống sơ miễu thần sắc như thường ngày, cũng chi tiết trung phía dưới. Đêm đó phát giác được điểm này tâm ý, nàng đều đã lặng lẽ ẩn nấp cho kỹ. Nàng hôm nay ngủ qua canh giờ, lo lắng biểu ca muốn đợi lâu, mới thu thập xong lại tới. Thẩm Thanh Tuân sợ nàng bị đói, mang nàng trở về phòng trước ăn ít đồ. Tống Sơ Miểu lại đem nấu xong thuốc uống, lúc này mới đi theo biểu ca sau lưng ra cửa. Vịnh tiểu cô nương lên xe ngựa lúc, nàng uống thuốc sau ngậm đường còn không có ăn xong. Quay hàm một bên nho nhỏ phồng lên, khí tức mềm mềm ngọt ngào. Tống Sơ Miểu không biết là đi đâu, đến sau xuống xe ngựa xem xét, trước mắt là chỗ u tĩnh Phật tự. Thẩm Thanh Tuân gặp phụ hoàng một mặt không khỏi nhớ tới chút chuyện cũ hồi kinh về sau hắn liền có đến hoàng tự một chuyến nhìn xem dự định vốn chỉ là nghĩ mình tới chỉ là đêm đó tiểu cô nương dắt lấy hắn lúc ánh mắt nai còn giống như cất giấu không bỏ thẩm thanh tuân trong lòng xúc động nghĩ đến nàng bây giờ thân thể rất nhiều tổng đợi trong phủ sợ là dễ buồn bực nhân tiện nói muốn dẫn nàng cùng nhau đến đây hoàng tự trừ bỏ thánh nhân giá lâm sẽ bế chùa còn lại thời điểm cũng không hạn chế ra vào người thân phận. Vào chùa lúc gặp nàng nghi hoặc, Thẩm Thanh Tuân nói. Có một vị quen biết đại sư ở đây, tới gặp thấy một lần. Nguyên lai like biểu ca là tới gặp bạn bè. Tống sơ miễu gật đầu, lại sợ hoàng tự dạng này lớn, bất lưu thần liền sẽ đi rời ra. Một đường đều theo sát tại biểu ca bên cạnh. Tống sơ miễu nghĩ thầm chờ một lát, nàng cũng muốn đi bên trong dân một nén nhang vừa vặn sinh nhật hôm đó còn cùng cha nói qua nàng muốn đi trong chùa cho mẫu thân cầu phúc hôm nay trong chùa người không nhiều đi qua mấy bọc hậu thì càng ít lại vào bên trong khách hành hương liền không thể vào một tiểu tăng thấy hai người khí chất đều không bình thường tiến lên đây hỏi biết nguyên là định an hầu phủ công tử liền đưa tay mời vào không làm ngăn cản định an hầu phủ hộ quốc yên thế là có công đức người Thẩm Thanh Tuân thì hỏi kia Tiểu Tăng. Xin hỏi Tiểu Sư Phó, ấn thật to lớn sư có đó không? Tiểu Tăng hơi kinh ngạc, niệm tiếng niệm Phật sau nói. Nguyên là ấn thật sư thúc bạn bè. Sư thúc hành tung bất định, người trước lại ít lộ diện, biết cách khắc hào người ít càng thêm ít. Tiểu Tăng nói ra. Sư thúc mấy tháng trước liền ra ngoài dạo chơi. Thẩm Thanh Tuân hơi kinh ngạc, hỏi. Hắn khi nào trở về? tiểu tăng về cái này sư thúc dạo chơi trước cũng có nói lên đạo không phải sáu bảy năm không về thẩm thanh tuân thầm nghĩ một hai xong tiểu tăng vuốt cầm nói đa tạ tiểu tăng vỗ tay hai vị xin cứ tự nhiên thẩm thanh tuân nhìn bốn phía nhớ tới hắn kiếp trước lần thứ nhất gặp gỡ ấn thật lúc vừa lúc cũng ở chỗ này khi đó còn chưa không biết đối phương là hoàng tự cao tăng chỉ nghe hắn từ bên cạnh trải qua lúc trong miệng thở dài một tiếng, trầm thấp nói câu cầu không được. Khi đó hắn vừa tìm về miễu miễu, trên người nàng cơ hồ không thấy sinh cơ. Sau đó hắn đăng cơ làm đế, đem tống sơ miễu tiếp tiến cung bên trong chiếu cố chữa trị những năm kia, cũng thường xuyên sẽ đến hoàng tự. Nhưng mỗi một lần, ấn thật thấy hắn, đều chỉ có cái này ba chữ. Cầu không được. Ác mộng, rơi vào tâm hắn bên trên, xé xác lăn róc thịt biết được là trong chùa cao tăng về sau, Thẩm Thanh Tuân cũng nhiều lần xin hỏi qua. Ấn thật to lớn sư trừ này ba chữ bên ngoài, lại cũng không lại nhiều nói. Chỉ là nhìn hắn trên khuôn mặt, có không giống thế gian từ bi mẫn nghi ngờ. Thẩm Thanh Tuân liền lại không tới đây. Hắn là đế vương, có vô thượng khí vận. Đã có thế bảo đảm đại việc bách tính trăm năm an bình, nhưng vì sao không thể phân cho âu yếm nữ tử. Hắn không tin thẳng đến hắn lại một lần nữa đi vào hoàng tự khi đã là miễu miễu sau khi đi ngày thứ bảy sát phạt quả đoán chưa từng đối với người nào thấp quá mức đế vương cứ như vậy quỳ gối phật tượng trước lấy tráng để địa khóc không thành tiếng ấn thật không biết khi nào đi vào phía sau hắn nhìn qua phật tượng thương xót rũ xuống xem như có điều suy nghĩ thẩm thanh tuân lúc đó tâm niệm đã xám ấn thật to lớn sư ta đã biết cầu không được a à. mà một lần kia lại là ấn thật duy nhất một lần không có nói với hắn ra ba chữ kia hắn trước khi đi chỉ nói chớ có lãng quên hứa có cơ duyên dưới mắt hắn trùng sinh một thế mà tiểu cô nương cũng tốt tốt đợi ở bên cạnh hắn đây cũng là hắn nói tới cơ duyên tiểu tăng rời đi về sau tống sơ miễu gặp biểu ca giống như đã xuất thần cũng không biết đang suy nghĩ gì Thế nhưng là bởi vì vị đại sư kia không tại. Là cùng biểu ca rất quen biết bạn bè sao. Tống sơ miễu tiến lên một bước, vương tay tại biểu ca trước mắt nhẹ nhàng vung một chút. Thẩm thanh tuân nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, là tiểu cô nương cặp kia trong veo con ngươi. Hắn cong lên khóe môi. Vô sự, đã hắn không tại, chúng ta liền theo chỗ xem một chút đi. Thẩm thanh tuân tìm đến ấn thật to lớn sư, chính là muốn hỏi một câu hắn lần này hắn khả năng cầu được một đường đi tới lúc hắn trên mặt không hiện nhưng trong lòng thì thấp thỏm thậm chí đang lo lắng đem tống sơ miễu cũng mang đến sẽ hay không không ổn hắn sợ hãi được nghe lại ma yểm kia ba chữ đến lúc đó ở trước mặt nàng giấu kín không ở cảm xúc nhưng giờ khắc này thẩm thanh tuân nhẹ nhàng thở ra hắn đã đã hỏi tới theo kiếp trước biết ở thời điểm này ấn thật to lớn sư tòng chưa ra ngoài dạo chơi qua đây chính là biến hóa. Như là một thế này, từ hắn đem miễu miễu cứu ra lúc, hết thảy tất cả đều đang phát sinh lấy cải biến. Lúc này không biết từ chỗ nào bay tới trầm thấp tụng niệm âm thanh. Tống sơ miễu gặp biểu ca nói có thể khắp nơi đi một chút, liền muốn muốn đi cho mẫu thân cầu phúc. Tiểu cô nương quỳ gối bồ đoàn bên trên, từ từ nhắm hai mắt, hai tay vỗ tay. Thuần túy lại thành kính nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt đã không giống vừa trở về lúc như thế tái nhật. Thật dài quyển quyển lông mi theo nhẹ nhàng hô hấp, vũ sợi thô đồng dạng rung động. Đây chính là câu trả lời tốt nhất. Từ hoàng tử bên trong rời đi, trở về thời điểm sẽ trước thuận đường đến định an hầu phủ. Định an trong hầu phủ còn tại vội vàng trù bị thẩm lịch quân việc hôn nhân. Xe ngựa trải qua thời điểm hầu phủ trước cửa vừa đưa đến một nhóm đồ vật, phủ thượng hạ nhân chính dẫn đi đến nhất. Thẩm Thanh Tuân nhìn sang lúc, nhìn thấy Diêu Hòe thân ảnh. Hắn dưới lập tức trước, khẽ gọi âm thanh. Nương. Diêu Hòe chính tự mình đang nhìn, chợt nghe gặp lão tam thanh âm. Quay người lại, trước hết thấy được dừng sát ở cái khác xe ngựa. Diêu Hòe không cần đoán đều biết lập tức ngồi trên xe ai, trên mặt chợt lóe lên hiểu rõ thần sắc. Thẩm Thanh Tuân mấy ngày trước đột nhiên hồi kinh, hôm nay lại trước kia đi ra ngoài, còn tưởng là làm cái gì đi thì ra là thế. Tống sơ miễu phát hiện xa ngựa dừng lại tới, bên ngoài nghe tới cũng náo nhiệt, cuối người xốc màn xe nhìn ra ngoài. Trước mắt là định an hầu phủ đại môn. Cậu nương gặp nàng, cười xong nàng vẫy vẫy tay. Tống sơ miễu xuống xe ngựa, mới đi quá khứ, liền bị diêu hòe kéo tay. Hỏi đi nơi nào trở về, lại hỏi nàng có mệt hay không có đói bụng không, nhưng có cái gì muốn ăn. Diêu Hòe cũng biết nàng không cách nào nói chuyện, là chọn mấy hạng đến hỏi. Tống sơ miễu chỉ cần gật đầu lắc đầu là được rồi. Chờ tống sơ miễu kịp phản ứng lúc, nàng đã bị cậu nương lôi kéo vừa nói vừa tiến vào hầu phủ. Diêu hòe nửa đường quay đầu nhìn lão tam một chút. Thẩm thanh tuân sững sờ, lập tức đã hiểu nương ý tứ, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhấc chân đi vào. Phủ thượng vì thẩm lịch quân thành thân làm bố trí, nhìn so sánh với khi trở về muốn càng nhiều. Các nơi chi tiết đều có thể nhìn ra định an hầu phủ đối tương lai con dâu dụng tâm. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến có thế gã tiếng định an hầu phủ cô nương là làm người hâm mộ. Diêu hòe kéo tống sơ miễu đi nàng trong phòng nghỉ ngơi. Lại gọi người lên cô nương gia thích trà bánh tới. Cậu nương luôn luôn là đại nàng tốt. Chỉ là bây giờ tống sơ miễu không có mẫu thân về sau, Diêu hòe hỏi hang ân cần liền lộ ra càng khiến người ta thân cận. Diêu Hòe uống hớp trà nói. Lịch quân đứa bé kia, trước kia một mực vô tâm thành thân. Vừa muốn thành thân, thời gian lại định đến như thế gấp. Ta trà đều không rảnh uống một ngụm, thực sự có chút bận không qua nổi. Tống sơ miễu nghe, liền nhớ lại mình lần trước đến, kết quả chuyện gì cũng không có làm. Nàng có chút xấu hổ, liền viết hỏi. Cậu nương, ta khả năng giúp đỡ chút gì sao? Diêu Hòe cười một tiếng đương nhiên là có ta nhìn ngươi không bằng ngay tại đám này ta một trận tống sơ miễu chỉ coi là ngẫu nhiên tới giúp một tay tay liền chăm chú gật đầu diêu hòe vỗ vỗ tay nàng phản đạo tốt cứ quyết định như vậy đi một hồi ta phái người đi tống phủ nói một tiếng liền còn ở như tân viện kia đi trước ngươi sau khi đi chỗ ấy liền không chút động đậy nói diêu hòe chiêu người đến phân phó đi cho tống lão gia đưa cái tin liền nói miễu miễu muốn tại hầu phủ ở đến lịch quân thành thân lại trở về mặt khác lại sai người nhanh lên đem viện tử làm một chút thu thập đem lửa thang đều đốt bên trên chờ tống sơ miễu kịp phản ứng lúc cậu nương đã đem tất cả tất cả an bài xong nàng tỉnh tỉnh hơi chớp con ngươi có chút ít gấp nhẹ nhàng lôi kéo diêu hòe cánh tay nàng cũng không phải là muốn tại hầu phủ ở lại ý tứ a trước đó cha không có khi trở về nàng đã tại định an hầu phủ quấy rầy thật lâu khi đó nàng còn ngốc hề hề cũng không tâm lực suy nghĩ nhiều cái gì hiện tại cảm thấy dạng này giống như cũng không tốt diêu hòe gặp miễu miễu hình như có lời gì cười hỏi nàng làm sao tống sơ miễu ngước mắt nhìn xem cậu nương lại nhất thời cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt a à đúng ngươi ngoại tổ mẫu gần đây thường sách nói muốn ngươi một hồi theo ta đi vấn an đi nàng phải biết ngươi sẽ tại cái này ở một đoạn thời gian không chừng cao hứng bao nhiêu tống sơ miễu nhếch môi nghe phát hiện mình giống như đã không có cách nào lại cự tuyệt cuối cùng đành phải gật đầu nàng có chút buông thõng đầu vừa nghĩ tới những ngày tiếp theo nàng muốn ở tại định an hầu phủ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn thấy biểu ca nàng lặng lẽ thu thập xong tâm bình tĩnh lại bắt đầu nhảy dồn dập lần này lại là có cái gì không đồng dạng tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Chương 44 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tống sơ miễu tại định An Hầu Phủ ở một trận sự tình cứ quyết định như vậy đi. Thừa dịp viện phòng còn tại thu thập, diêu hòe trước lôi kéo tống sơ miểu đi lão phu nhân chỗ ấy hầu lão phu nhân bởi vì cháu trai muốn thành thân việc vui gần đây trên mặt đều muốn so dĩ vãng mềm mại rất nhiều lại gặp miểu miểu tới trong lòng cũng không càng cao hứng tống sơ miểu bên ngoài tổ mẫu kia chờ đợi một chút thời điểm hầu phủ bọn hạ nhân cũng đem viện tử đều thu thập xong diêu hòe hô thẩm thanh tuân đến để hắn đưa tiểu cô nương quá khứ hai người trước khi đi nàng còn lặng lẽ xông lão tam chọn lấy hạ lông mày chỉ bị thẩm thanh tuân nhìn ở trong mắt trong lòng bật cười mà lúc này đi đưa nói hạ nhân cũng từ tống phủ trở về định an hầu phủ muốn lưu nữ nhi ở một trận tống an dục rất là yên tâm cũng không có gì tốt không đáp ứng hôm nay tống sơ miễu đi theo thẩm thanh tuân đi ra ngoài tố hạ xảo nhi đều không cùng vừa nghe nói cũng vội vàng thu thập xong cô nương ngày bình thường sử dụng vật vội vàng chạy đến thẩm thanh tuân đem người đưa vào trong nội viện nàng ban đầu ở tống phủ bị ác nô khi dễ hắn dưới cơn nóng giận liền đem nàng tiếp trở về tiểu cô nương lại ngoan lại nghe lời chỉ cần hắn gọi nàng liền cái đuôi nhỏ giống như nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn hiện tại nàng đều trưởng quản lấy tống phủ điểm ấy quen thuộc lại như cũ không thay đổi bất quá lần này ngay tại thẩm thanh tuân ngừng bước chân lúc tống sơ miễu lại không giống trước đó như thế cẩn thận nhìn đằng trước, cũng đi theo hắn dừng lại. Tiểu cô nương không biết cúi đầu đang suy nghĩ gì, một chút đụng phải biểu ca kiên cố phía sau lưng. Mềm mềm tráng dập đầu một chút, có chút đau, còn xô ra một điểm nước mắt hoa. Thẩm thanh tuôn nhíu mày, cuối người thay nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ. Đang nhìn chỗ nào? Không cẩn thận như vậy. Tiểu cô nương mơ hồ, còn thích đi ở phía sau. Biểu ca trong lòng bàn tay ấm áp, Tống sơ miễu gương mặt cũng không nhịn được dần dần nổi lên đỏ tới. Nàng sợ bị biểu ca nhìn ra chút gì, một chút né tránh về sau, liền xoay người bước nhanh tiến vào trong phòng. Giống như là bất lưu thần cào người một trảo, lại quay đầu chạy thoát mèo con. Thẩm thanh tuân rời đi về sau, vừa lúc ở nương ngoài cửa viện, đối diện đụng tới mới từ tổ mẫu kia ra, trong tay lại tại bận biểu lên đại ca việc hôn nhân Diêu Hòe. Diêu Hòe quá khứ lúc không nhìn thấy hắn, thẩm thanh tuân liền kêu lên nương diêu hòe ứng thanh quay đầu từng thẩm thanh tuân chợt phát hiện đã nhiều năm như vậy nương giống như đều không có thay đổi gì tự mình thời điểm thu hồi cẩn thận dáng vẻ còn cùng hắn khi còn bé thấy cũng một điểm không thấy già thẩm thanh tuân nói đa tạ nương nương kia thay hắn quan tâm ý đồ rõ ràng như thế hắn đâu còn có thế không rõ diêu hòe cười một tiếng đi đều là nhi tử chung thân đại sự sao có thể chỉ quan tâm lão đại ngay tại quay người muốn đi lúc thẩm thanh tuân lại gọi lại nàng hắn mấy bước đến gần về sau hỏi một cái kiếp trước không biết nên như thế nào đến hỏi cũng chưa kịp hỏi nghi hoặc năm đó nương cái thứ tư hài tử thế nhưng là bởi vì ta diêu hòe chấn động có chút kinh ngạc lại thấy hắn thần sắc chăm chú khẽ mỉm cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao từ nhỏ tâm tư cứ như vậy nặng? Ta khi đó tuy là ba đứa hài tử mẹ, nhưng vẫn là không hiểu lắm sự tình. Ỷ vào thân thể mình lưu loát, trả hết chạy xuống nhảy, liền chưa từng hảo hảo nuôi qua thai." Diêu hòe thần sắc có chút tiếc nuối. "Ta há lại sẽ bởi vì người khác mà lấy chính mình hài nhi tính mệnh không để ý người." Khi đó cùng cha ngươi hợp lại mà tính vốn định đưa ngươi coi như xong đẻ con hạ. Chỉ là đưa ngươi ôm trở về lúc đến, ta trong bụng còn sớm tháng phần. Việc này kéo không quá lâu, liền định thử trợ sản. Âm thầm mời đại phu đến, kết quả xem xét, ta trong bụng không ngờ là không quá đi. Lần này không sinh cũng định đến sinh, nhưng cuối cùng hài tử hay là không có. Cũng là chính ta chủ quan, không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm thanh tuân nghe nghe, trong lòng tích tụ nơi nào đó thẳng đến lúc này mới dần dần thoải mái. Hắn hơi gật đầu, lại nghe mẫu thân nói. Ta vốn là nhất định không có đứa bé kia, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một cái ngươi. Diêu hòe có chút hất cầm lên, như là mang theo nàng lúc tác chiến tự tin, nói. Cho nên nói, mệnh định ngươi nên làm nhi tử ta. Tống sơ miễu ngày hôm đó lúc ra cửa, cũng không ngờ tới mình không ngờ tại định an hầu phủ ở còn vẫn là lúc đầu chỗ này viện tử thẩm vệ thông vừa được biết liền mừng thấp khởi chạy tới nhìn biểu muội từ tống sơ miễu về tống phủ về sau trong lòng của hắn quan tâm biểu muội cũng thỉnh thoảng sẽ đi tống phủ nhìn nàng chỉ là đến cùng không giống ở tại một chỗ trong phủ đệ thuận tiện thẩm vệ thông thấy một lần dân tấu chương muội ngay tại bên cạnh vây quanh nàng chuyển không phải hỏi hang ân cần chính là chọn trong kinh chuyện lý thú tới nói nghĩ đùa biểu muội cao hứng. Biểu muội khí sắc so vừa ở tại hầu phủ lúc muốn tốt, cũng liền càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Như thế kiều xảo mỹ mạo, độc diễm quần phương cô nương, thế nhưng là hắn thẩm vệ thông muội muội Chỉ cần nghĩ đến đây cái, hắn liền kiêu ngạo đến không được. Mà thẩm vệ thông người này, vừa được ý vong hình, liền dễ dàng ném đi đầu óc. Hắn quan tâm tới biểu muội thân thể tình trạng về sau, hơi cảm thấy tiếc nuối thở dài biểu muội ngươi làm sao còn không thể nói chuyện a à? tố hạ ở bên nghe hiểm bị mình một hơi nghẹn chết nàng hiện tại chỉ hy vọng nhị thiếu gia không có việc gì có thể nói ít vài câu cô nương tâm tật sự tình người bên cạnh đều là trong lòng hiểu rõ nhưng xưa nay không ngay trước cô nương mặt sắc chính là tiết đại phu đến chẩn trị thời điểm cũng đều là né qua không nói chỉ vì cái này câm chứng như không tốt đẹp được cố gắng chính là cả đời Cô nương là tâm bệnh, viết đại phu nói tâm bệnh bất trị. Dược vật châm cứu chờ biện pháp đều khó có hiệu quả. Không tìm chuẩn bệnh kết, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Càng là miễn cưỡng bức bách, ngược lại có khả năng sẽ dẫn xuất cái khác không ngờ trước được triệu chứng. Thẩm vệ thông nói xong còn không có ý thức được, nói thầm lấy không biết đến cùng có thể hay không tốt, bị tới thẩm lịch quân nghe thấy được. Thấy đại ca hướng hắn lắc đầu lại gặp biểu muội nháy con ngươi hơi nhiễm ảm sắc, thẩm vệ thông mới phản ứng được mình lanh mồm lanh miệng. Nhất thời không biết nên làm sao bổ cứu, đành phải vỗ bàn tay một cái cho chính mình miệng chặn lại. Thẩm lịch quân cũng là biết được đến xem biểu muội Người gặp việc vui, tinh thần nhìn liền so trước kia muốn tốt. Gần đây phủ thượng tất cả đều bận rộn hôn sự của hắn. Một chút lập gia đình bên trong tiêu điểm, thẩm lịch quân cái này làm quen huynh trưởng, mới đầu còn có chút không quen. Nhưng nhìn nương trù bị khởi kình, một bộ rất có niềm vui thú dáng vẻ, hắn cũng liền không nhúng tay nhiều. Mà phủ thượng nhân thủ đầy đủ, hạ nhân cũng đều là đắc lực tài giỏi, sao có thể thật bận đến nhất định phải biểu muội ở tại định an hầu phủ hỗ trợ. Chuyện chung thân của hắn, còn muốn làm phiền biểu muội một cái tiểu cô nương đến thay hắn quan tâm trù bị, người bên ngoài không cảm thấy như thế nào, hắn lại là có chút khó chịu thẩm lịch quân trước kia chưa từng gần nữ sắc. Mà bây giờ định cái cô nương, cô nương kia hắn thấy qua, văn tỉnh đoan trang, bị nàng nhìn trúng một chút, tâm đều có thể biến mềm. Hắn rất thích, cũng liền dần dần nếm đưa ra bên trong tư vị tới. Bởi như vậy, tự nhiên cũng liền phát giác lão tam vấn đề. Hồi tưởng lại, lão tam đối đại biểu mỗi lúc thái độ cử động, từng ly từng tí nhìn như bình thường, nhưng lại lộ ra không tầm thường. Lão tam như thế để ý, vẻn vẹn bởi vì tống sơ miểu là biểu muội sợ không hẳn vậy mới phát hiện việc này thẩm lịch quân cũng không biết nên cảm khái vẫn là phải cao hứng bất quá nương đang suy nghĩ gì vậy liền không cần nói cũng biết chờ hai vị biểu ca rời đi về sau tống sơ miểu cũng càng xác định nàng đáy lòng cất giấu điểm này nổi lòng nàng đối mặt đại biểu ca cùng hai biểu ca lúc tâm tình liền hoàn toàn khác biệt chỉ là thanh tuân biểu ca hắn là không giống nhớ tới hôm đó hách liên sĩ hỏi nàng có biết cái gì là thích tống sơ miễu ôm ngực nghĩ nàng biết a à. diêu hòe lưu tống sơ miễu ở lại về sau lúc đầu cũng không có thật dự định để nàng làm những gì nhưng lo lắng tiểu cô nương không có chuyện để làm suy nghĩ nhiều hai ngày này nghĩ đến nếu không cho con dâu tương lai theo cái dạng liền hô tống sơ miễu tới tống sơ miễu không am hiểu cái này phàm là cô nương gia trong nhà phần lớn đều sẽ mời người đến giáo tập nữ công nhưng nàng chỉ ở khi còn bé đi theo nương làm qua tống sơ miễu sẽ chỉ đơn giản nhất còn thỉnh thoảng phải từ từ hồi tưởng chỉ cảm thấy mình hảo hảo vụng về diêu hòe trước kia cũng sẽ không về sau gả cho thẩm chương hậu học học không có trong dự đoán mâu thuẫn không chịu ngồi yên đến đều ném đi đứa bé lại đem thẩm thanh tuân nuôi dưỡng ở phía sau người nàng tính tình trầm tĩnh lại làm nhiều làm cũng liền quen tay hay việc thế là nàng gặp tiểu cô nương cắn môi có chút ảo não tiện tay nắm tay dạy nàng tống sơ miễu thông minh một điểm liền rõ ràng diêu hòe liền cười bảo nàng theo cái hầu bao thử một chút thế là tống sơ miễu liền theo cậu nương bỏ ra cả một ngày theo tốt một cái đơn giản hầu bao diêu hòe nhìn sau khen không ngừng lại hỏi nàng đã theo tốt nhưng có nghĩ đến đưa cho ai Tống sơ miễu sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nàng đem hầu bao thu vào. Xấu quá, bị biểu ca nhìn thấy, nhiều mất mặt nha. Thẩm thanh tuân hai ngày này, ngoại trừ đi bồi tiểu cô nương bên ngoài, còn lại thời điểm đều tại thư phòng vội vàng. Trên bàn phủ lên rất nhiều thư tín, trung toàn không phải không thấy ảnh, chính là vội vàng mà tới nghe mệnh mà đi. Thẩm thanh tuân một bận rộn, cũng là nửa khắc không rảnh rỗi mặc kệ là củi ngụy những cái kia ngoài sáng trong tối vây cánh. Vẫn là trong triều thế lực cùng những cái kia trí thân sự ngoại thế gia đại tộc. Chuyện cần làm quá nhiều, còn muốn đề phòng biến số, không thể chủ quan. Này lại thẩm thanh tuân xem hết phong thư báo, vuốt vuốt cái trán về sau, đứng lên. Cho dù những cái kia kiếp trước làm qua sự tình an bài cũng rất thuận lợi. Nhưng cũng có làm hắn tâm phiền không thôi sự tình. Hắn đi đến một đống đặc thả tạp thư trước, từ đó rút ra một quyển đặt ở phía trên nhất bức tranh. Nhán một cái triển khai, treo ở trên tường. Vẽ lên chính là hắn một mực tại phái người tìm, lại như cũ không có chút nào tin tức tần giao. Thẩm thanh tuân nhíu mày, nhìn chầm chầm chân dung lâm vào trầm tư. Đến tột cùng nên như thế nào tìm tới nàng? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đến cùng kiếp trước đồng dạng thời điểm, nàng mới có thể chủ động xuất hiện? Vậy sẽ là mấy năm sau, Ai ngờ miễu miễu lạnh chứng lại kéo lên mấy năm sẽ như thế nào? Hắn không dám chờ. Khi đó, thẩm thanh tuân tất cả tâm tư cơ hồ đều đặt ở tống sơ miễu trên thân. Lại trừ bỏ quản lý quốc sự, hoàn toàn không có tâm lực đi chú ý những chuyện khác cùng người. Cho nên đối với tần giao, chỉ nhớ rõ nàng là miễu miễu một lần bệnh nặng, tất cả thái y thúc thủ vô sách lúc, gấp ứng hoàng bản vào cung, đem người cứu tỉnh nữ thầy thuốc. Thẩm Thanh Tuân chỉ biết nàng gọi Tần Giao, y thuật cao minh, nhưng không biết sư thừa người nào, phương nào nhân sĩ, từ đâu mà tới. Mà lúc đó nàng có thể cứu miễu miễu, những này liền đều không trọng yếu. Ám vệ xác minh nàng vào cung xác thực không cái khác mục đích về sau, hắn liền lưu lại Tần Giao tại tống sơ miễu bên người chăm sóc nàng. Thẩm Thanh Tuân tâm đều trên người tống sơ miễu, đối Tần Giao người này cũng không hiểu rõ. Nhưng mà bây giờ càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy phải có cái gì là cùng nàng mật thiết tương quan, chỉ là bị hắn cho không để ý đến. Nàng y thuật cao siêu, cũng không chút nào giống như là yêu thích danh lợi người. Hắn mời nàng nhập sĩ Thái Y Viện bị cự tuyệt, ban thưởng vàng bạc cũng không thèm để ý. Khi lúc trước tại sao lại bóc hoàng bản, ứng thưởng tiến cung. Chỉ là thầy thuốc nhân tâm. Nhưng ban sơ nàng một cứu tỉnh miễu miễu, liền nói thẳng nàng ngày giờ không nhiều. Giọng điệu sơ lãnh, không hề giống cái một lòng muốn cứu tử đỡ tổn thương đại phu. Cứu tỉnh tống sơ miễu về sau, nàng liền tính toán xuất cung. Thẩm thanh tuân tự nhiên không có khả năng thả nàng đi. Chỉ bất quá về sau, cường ngạnh cấm lưu lại nàng một đoạn thời gian về sau, tần giao cũng dần dần thích tống sơ miễu. Nàng đau lòng miễu miễu, lúc này mới vô ý lại rời đi, dốc sức mà vì, thẳng đến nàng qua đời. Thẩm thanh tuân nghĩ thầm, người làm một chuyện, luôn có toan tính lúc trước, nàng muốn cái gì? Thẩm Thanh Tuân cúi đầu trầm tư, từ tầng giao vào cung lúc bắt đầu hồi ức, không bỏ sót hắn còn nhớ rõ tất cả chi tiết. Thật lâu, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, phút chốc mở mắt. Hắn nghĩ tới cái gì, quay người bước nhanh rời đi. Tại Thẩm Thanh Tuân rời phủ không lâu sau, Tống Sơ Miễu cất lò sưởi tay tiến vào biểu ca viện tử. Cậu nương nói có chuyện gì muốn tìm biểu ca, muốn cho nàng hỗ trợ đến hô biểu ca quá khứ đã cậu nương nói như vậy tống sơ miễu cũng liền mình đến đây thẩm thanh tuân trong viện hạ nhân ít thấy là biểu tiểu thư đến cũng sẽ xa xa lui ra càng sẽ không ngăn cản biểu tiểu thư đột nhiên tới tất nhiên là tìm tam thiếu gia cửa sân chỗ ngay tại quét sạch gã sai vặt cúi đầu nói thiếu gia tại thư phòng thẩm thanh tuân lúc rời đi thân pháp cực nhanh trong viện hạ nhân đều không có lưu ý đến tống sơ miễu đứng tại thư phòng trước đưa tay gõ gõ cửa nhưng bên trong không người đáp lại nàng nghi hoặc nheo lại mắt đưa tay lại gõ cửa một chút không đóng chặt cửa mình liền mở ra tống sơ miễu nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra chút có chút thăm dò đầu đã thấy trong thư phòng giống như là không có một ai nàng trừng mắt nhìn đang nghĩ biểu ca đâu thế nhưng là tại thư phòng phía sau nghỉ ngơi tống sơ miễu nghĩ đến liền đi vào đi vài bước ánh mắt lại bị chính diện treo trên tường một bộ nữ tử đồ hấp dẫn đi. Nàng dơ lên đầu nhìn xem, ngơ ngác lại hơi chớp con ngươi. Tế Nguyễn Long Mi run rẩy, Là biểu ca bút tích. Là cái rất đẹp nữ tử. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai chính điểm cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Chương 45 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vẽ lên nữ tử bút vẽ cẩn thận, dung mạo rõ ràng Là cái nhìn rất đẹp người Mặc dù ngoại trừ hình dạng bên ngoài, còn lại cũng không tinh tế miêu tả Nhưng nhìn cũng là thân hình thon dài, linh lung tinh tế Tống sơ miễu biết biểu ca chữ viết mạnh mẽ đẹp mắt Nguyên lai like hắn vẽ nữ tử đồ cũng như vậy đẹp Tống sơ miễu đối vẽ lên người nhìn một hồi lâu, lại vô ý thức cúi đầu nhìn một chút chính mình. Che phủ thật dày một đoàn nhỏ. Bởi vì bị đói nhiều năm, nội tình thua lỗ, hoàn toàn không có cô nương gia nên có đường công viễn chuyển. Nàng bưng lấy ấm lò sưởi tay tay không khỏi nắm chặt. Vẽ lên nữ tử lạ lẫm, tống sơ miễu chưa từng thấy qua, cũng không biết là ai. Nhưng đã là biểu ca tự tay vẽ, lại coi trọng như vậy treo ở trong thư phòng nên là biểu ca thích cô nương a à. như vậy suy nghĩ về sau nàng lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy biểu ca người như vậy cũng nên là ưa thích vẽ lên dạng này nữ tử sao có thể là giống nàng dạng này nhưng tống sơ miễu đưa tay đè lên tim lại cảm thấy chỗ ấy ê ẩm trướng trướng thật không thoải mái đột nhiên cảm thấy đóng cửa sổ trong thư phòng cũng buồn buồn khó mà thở tống sơ miễu quay người bước nhanh đi ra ngoài tiến đến nhìn qua, biểu ca cũng không trong thư phòng. Khi nàng trở về cùng cậu nương nói một tiếng. Quay người đi được nhanh, trong tay một chút không có cầm chắc, lò sưởi tay rớt xuống đất, đập ra chút. Lần này để nàng tỉnh táo lại. Nàng ngồi xuống nhặt lên, một lần nữa ôm tốt, ra lúc thay biểu ca đem cửa thư phòng quan trọng. Giống như là cũng không có chuyện gì. Nàng sau khi trở về cáo tri cậu nương, biểu ca tự hồ không tại phủ thượng diêu hòe lại không phải thật tìm lão tam có việc bất quá là nghĩ đến cho hai người cơ hội để miễu miễu đem mới theo hầu bao đưa ra ngoài thôi ai nghĩ thẩm thanh tuân khi nào lại đi ra ngoài tống sơ miễu trở về về sau luôn luôn ném thần diêu hòe đương nàng là mệt mỏi thời điểm cũng không còn sớm liền để nàng trở về nghỉ ngơi tống sơ miễu sau khi trở về vẫn đợi trong phòng tố hạ ẩn ẩn cảm thấy cô nương có gì không đúng nhưng nghĩ đến buổi chiều gió bắt đầu thổi chỉ nói cô nương là sợ lạnh gặp ban đêm phòng bếp nhỏ đưa thức ăn tới cô nương đều dùng ăn đến không ít cũng liền không có lại lo lắng tống sơ miễu xác thực không có việc gì chỉ là ban đêm có chút ngủ không được cũng không muốn cái gì chỉ là tim ê ẩm trướng trướng cảm giác tiêu không đi xuống giống như là bị mài thạch chậm rãi ép một vòng lại một vòng không biết nên như thế nào mới có thể để nó dừng lại Tống sơ miễu nhìn qua đen nhánh bóng đêm, ánh mắt mờ mịt. Đã chậm, tố hạ bên ngoài ở giữa ngủ. Tống sơ miễu đứng lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, đi ôm con thỏ trở về. Con thỏ ngủ bị nàng đánh thức, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vẫn là rất ngoan nằm sấp ở trên người nàng. Không biết có phải hay không cảm thấy lạnh, còn hướng trong ngực nàng chui chui. Tống sơ miễu vuốt con thỏ nhu nhu nhuyễn nhuyễn lông, trong lòng lúc này mới dễ chịu chút ngồi tại bên giường tiểu cô nương cuộn tròn lấy đầu gối bọc lấy chăn mền hé mở khuôn mặt nhỏ đều chôn ở lông thỏ dưới lông cọ sát hạ nghĩ thầm con thỏ cũng là biểu ca đưa nàng có thật nhiều thật nhiều đồ vật đều là biểu ca đưa nàng nàng có thế ở chỗ này hảo hảo mà không phải trong núi thụ tra tấn cũng là bởi vì biểu ca tống sơ miễu nghĩ biểu ca đãi nàng quá tốt rồi nàng vẫn còn nghĩ hy vọng xa vời càng nhiều Nàng thật là một cái lòng tham xấu cô nương. Tại thiên tướng sáng thời điểm, Thẩm Thanh Tuân mới từ bên ngoài trở về. Cùng lúc trời đi khác biệt, mặc dù vẫn là hắn như thường bộ kia mặt lạnh lùng sắc, nhưng vạn kết lông mi đã giãn ra, còn hiện ra một tia nhẹ nhõm. Như này về suy nghĩ không sai, vậy hắn đã tìm tới tầng giao lúc trước muốn đồ vật. Hắn trong viện phục vụ hạ nhân sớm quen thuộc Tam thiếu gia đột nhiên không gặp người, lại sẽ ở cái nào đó thời khắc đột nhiên trở về. Làm tam thiếu gia chỗ đã phân phó khẩn yếu sự tình, hạ nhân đi đầu bẩm báo biểu tiểu thư tới qua sự tình. Thẩm Thanh Tuân biết được tiểu cô nương tới qua, lập tức liền muốn đi gặp nàng. Chỉ là dương mắt nhìn trời một chút, còn sớm. Sơ sáng chân trời là nhàn nhạt xám trắng, đem thiên địa hết thảy đều bao phủ ở bên trong, mông lung có một loại không chân thiết cảm giác. Nàng thân thể hư, ngủ cũng so người khác muốn lâu. Lúc này cách nàng tỉnh lại còn sớm lấy mấy canh giờ thẩm thanh tuân quay người dự định về phòng trước trải qua bên ngoài thư phòng lúc hắn đang suy nghĩ cái gì một chút ngừng bước chân miễu miễu không biết hắn đi ra hạ nhân nói từng tiếng vào thư phòng tìm hắn cái này không có gì chỉ là thẩm thanh tuân cảm thấy hắn bỏ sót thứ gì hắn đẩy cửa tiến vào thư phòng trong thư phòng hay là hắn lúc rời đi dáng vẻ chỉ là trên mặt đất một chỗ nhìn thấy một điểm than xám thẩm thanh tuân cúi đầu xem xét xác nhận lò sưởi tay bên trong vung lại ngẩng đầu đập vào mắt chính là hắn treo trên tường họa rời đi vội vàng quên thu hồi hắn mặt mày có chút chìm chìm thẩm thanh tuân trở về thời điểm cùng hắn suy nghĩ khác biệt tống sơ miễu là tỉnh dậy nàng chờ đến lúc một lần thần mới phát hiện bên ngoài hơi sáng đều xuyên qua trong phòng con thỏ sớm đã từ trong ngực nàng nhảy ra cuốn tại góc giường thông minh ngủ. Nửa đường trong mơ hồ có lẽ là ngủ qua một lần, chỉ cảm thấy bốn phía đều là loan lỗ bát bát bóng cây. Tỉnh nửa đến, liền nhìn lên trời sắc từ hắt chuyển sáng, nàng lại cũng không cảm thấy buồn ngủ. Tống sơ miễu có chút mê hoặc, không biết mình đây là thế nào. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, lẳng lặng mặc quần áo đem mình thu thập xong, đẩy ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời trong khoảnh khắc lại so vừa rồi sáng lên chút nàng nguyên bản có thể dễ dàng nấp kỹ tâm tình bỏ ra cả đêm khí lực lại không làm được vừa nghĩ tới nguyên lai biểu ca trong lòng thả thích nữ tử còn vì nàng vẽ tranh khi mài thạch lại bắt đầu tại trong lòng của nàng vừa đi vừa về ép biểu ca đều có thể đãi nàng tốt như vậy hắn tại thích nữ tử trước mặt lại là loại nào bộ dáng cũng không biết kia là nhà ai cô nương theo cậu nương nói chờ biểu ca thành thân về sau nàng có phải hay không liền thật gặp không lên biểu ca mấy lần. Tiểu cô nương nháy ngây thơ lại luống cúng con ngươi, dùng sức nhấn xuống tim vị trí. Giống như dạng này liền có thể ít khó chịu một chút. Nhưng nàng không hiểu phải làm gì, không biết nên cùng ai nói. Cuối đầu lúc, treo đeo sức nhoán một cái, nàng thoáng nhìn bên trong nhét tinh khói. Nàng cầm lên loay hoay, nhớ tới hách liên sĩ. Hách liên sĩ nói hắn là cái hiệp khách, kiến thức rộng rãi, còn có thể hiểu rất nhiều nàng không hiểu sự tình. Hắn có thể hay không biết, nàng là xảy ra vấn đề gì. Tống sơ miễu kinh ngạc nghĩ đến, trong tay không tự giác loay hoay đeo sức. Nghĩ ra được thần, đầu ngón tay không cẩn thận nhất câu, kéo đến cái gì. Cơ quan tuy nhỏ, lại cực linh mẫn, kéo một phát động trong nháy mắt từ đó phá xuất một sợi tinh khói. Nàng hơi kinh hãi, nhìn lại kia sợi từ cửa sổ bay tán loạn đến chân trời liền phiêu tán đỏ sậm tinh khói ngây ngẩn cả người tại định an trong hầu phủ thoát ra một đạo nội tình không rõ tinh khói mặc dù thư này khói im ắng cũng không coi là nhiều dễ thấy vừa vào không đã tán nhưng vẫn là trong nháy mắt liền đem toàn bộ định an hầu phủ hộ vệ đều kinh động thẩm thanh tuân mới từ thư phòng ra một chút phát giác ngẩng đầu nhìn thấy cái kia đạo đỏ sậm tinh khói thần sắc hắn rung lên còn chưa kịp suy đoán liền phát hiện kia là tống sơ miễu chỗ ở phương hướng. Mà định an bên ngoài hầu phủ, hách liên sĩ nặc thân ở một chỗ cao cao ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, nhai lấy miệng bên trong không ăn xong một khối nhỏ màng thầu. Tinh khói thoát ra vẫn chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn liền thuận gió phiêu đảng mà tới. Khi là hắn lưu cho tiên tử muội muội tinh khói, hách liên sĩ thấy một lần liền chạy đến. Còn lo lắng tiên tử thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? sau đó đến phát hiện, trước mắt lại là định an hầu phủ. Tinh khói cũng là từ định an trong hầu phủ phát ra. Đem miệng bên trong nuốt vào, hách liên sĩ lại một tay nắm tay chống đỡ lấy cái cầm. Nhìn xem định an hầu phủ cửa phủ tường cao. Có chút đau đầu. Tiên tử muội muội vì sao ở chỗ này kéo động tinh khói. Nàng tại định an trong hầu phủ, chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm gì? Hách liên sĩ ngày đó trước khi đi, cho Tống Sơ Miễu lấp một ống nhỏ tinh khói. Lúc ấy ý nghĩ, cũng không phải cảm thấy tiên tử muội muội hảo hảo sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là nghĩ nàng cố gắng lúc nào sẽ gặp gỡ việc khó. Nếu muốn tìm hắn lúc, như thế liền có thể tùy tiện tìm tới hắn. Hách liên sĩ còn muốn, nếu là kia thẩm tam công tử ở bên thì tốt hơn. Đây chính là tiên tử muội muội chủ động tìm hắn, coi như thẩm thanh tuân ghen giống muốn giết hắn, cũng không thể ngay trước tiên tử muội muội mặc động thủ. Tức chết hắn. Nhưng hiển nhiên Hách Liên Sĩ không nghĩ tới còn sẽ có loại tình huống này. Lắng nghe Định An trong hầu phủ động tĩnh, hắn chăm chú cảm thấy, cái này đã không phải tiếng, hoặc là không tiếng vấn đề. Đây đại khái là sinh, vẫn là chết vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Vì triết học gia Hách Liên Sĩ đoạn chương cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Chương 46 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com khách liên sĩ vẻn vẹn suy tính một lát, liền có quyết đoán. Khóe miệng của hắn nghiêng nghiêng câu lên cười một tiếng. Nếu là tiên tử muội muội tìm hắn, liền xem như núi đao biển lửa hắn cũng phải đi a. À. Bằng không hắn tại tiên tử muội muội trong mắt, chẳng phải là thành cái nuốt lời người bất tín. Lại nói, ai nói định an trong hầu phủ liền nhất định là an toàn. Không chừng cái kia thẩm tam công tử mong mà không được, khởi sướng điên đến khi phụ nàng đâu. Nghĩ như vậy, hách liên sĩ liền lập tức không chờ được. Hắn cảm giác hạ phong hướng, thân thể theo thoáng nhoáng một cái, chớp mắt đã ẩn vào định an hầu phủ. Tống sơ miễu tinh khói phát không bao lâu, liền có hộ vệ tìm đến đây, vào trong nội viện. Chỉ là phát hiện đây là tống gia biểu tiểu thư ở viện tử về sau, có chút khó khăn, nhưng cũng không tiếp tục áp sát. Lúc này thẩm thanh tuân đã bước nhanh mà đến, hộ vệ nghe theo tam thiếu gia ra hiệu, tạm thời hầu tại chỗ cũ. Tống sơ miễu phát tinh khói về sau, cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lại nghe thấy trong viện tự hồ có động tĩnh, đẩy cửa ra vừa vặn trông thấy biểu ca xuất hiện ở trong viện. Nàng tim nặng nề mà nhảy một cái. Thẩm Thanh Tuân cũng trông thấy tiểu cô nương, không muốn cái này canh giờ, nàng đúng là tỉnh dậy. Hắn mấy bước đến tống sơ miễu trước mặt, nghiêm mặt thấp giọng hỏi. Miễu miễu có sao không, nhưng phát sinh cái gì rồi? Tống sơ miễu lắc đầu. Thẩm Thanh Tuân gặp nàng sắc mặt không tính rất tốt, có chút lo lắng, đưa tay đụng đụng trán của nàng tống sơ miễu thì ngơ ngác nhìn xem hắn nháy như nước trong veo mắt có một tia ngu đần lại nghe biểu ca hỏi nàng nhưng có thấy cái gì cổ quái người còn có kia sợi khói đỏ nàng lúc này mới nắm xuống trong tay tinh khói tiểu quản biểu ca nguyên là nhìn thấy kia khói đỏ tới tống sơ miễu nhếch môi có chút thả xuống đầu cũng không biết làm sao đã cảm thấy mình giống như làm chuyện sai lầm cho biểu ca thêm phiền phức lúc này trong nội viện lại xuất hiện động tỉnh khác. Hách liên sĩ tìm nhập định an hầu phủ. Ngay tại hắn tiếp cận tống sơ miễu vị trí lúc, tự nhiên cũng liền bị đã sớm kinh động bọn hộ vệ phát hiện. Hắn thân ảnh vừa xuất hiện, liền bị phủ thượng hộ vệ bao bọc vây quanh. Hách liên sĩ cũng không thèm để ý, ánh mắt quét qua, liếc mắt liền nhìn thấy tiên tử muội muội. Hắn hướng nàng cười một tiếng. Tiên tử muội muội ngươi tìm ta a, à, ta tới lại gặp thẩm thanh tuân tại nàng bên cạnh, thu cười chỉ một ngón tay hỏi. Hắn có phải hay không khi dễ ngươi rồi? Hách liên sĩ vừa xuất hiện, tống sơ miễu liền ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn thật có thể tại nửa chén trà nhỏ bên trong xuất hiện. Lại nghe gặp hắn hỏi lên như vậy, vội lắc lắc đầu. Biểu ca làm sao lại khi dễ nàng? Tống sơ miễu tuy là trong lúc vô tình kéo động tinh khói, nhưng cũng chỉ là trù trừ, còn không có nghĩ kỹ. Kỳ thực trong lòng là muốn tìm hách liên sĩ. Nàng có rất nhiều nghi vấn mê hoặc, không biết nên làm thế nào mới tốt, muốn mời hắn giải hoặc. Hách liên sĩ còn không biết, mình đã mất hình bên trong bị hắn hâm mộ tiên tử muội muội, trở thành có thế kể ra phiền não tâm sự bản thân. Nhưng gặp nàng không có việc gì, không thể tốt hơn. Về phần tại sao lại phát động tinh khói, cũng không phải để ý như vậy. Thẩm Thanh Tuân tại nhìn thấy Hách Liên Sĩ xuất hiện lúc, liền mắt sắc lạnh lẽo. Hắn nhận ra người. Hách Liên Sĩ mấy lần ban đêm xông vào hầu phủ, bị hắn chặn. Hắn lại đối tiểu cô nương có kia tâm tư, nói những lời kia. Tại lập tức, Thẩm Thanh Tuân đúng là động sát tâm. Nhưng cũng không trở thành vừa nhìn thấy người liền không nói hai lời động thủ. Lúc này gặp hắn dám ngay trước mặt lại xâm nhập hầu phủ, quả nhiên là không biết sống chết đang muốn chất vấn, lại nghe được hắn đối tiểu cô nương tra hỏi. Mà miễu miểu còn đối với hắn có chỗ đáp lại. Hai người dường như quen biết. Hắn khóe môi hướng xuống đè ép nhấp bình, mắt sắc sơn sâu, bên trong trong nháy mắt lăn lộn lên lệ sắc cùng nguy hiểm. Tam thiếu gia đột nhiên uy hiếp áp lực, ngay cả chung quanh bọn hộ vệ đều cảm thấy. Hách liên sĩ cảm giác được ung tùng sát ý, phía sau lưng có chút mắt lạnh. Hắn cảm thấy thẩm gia Tam công tử thật đúng là cái quái nhân, bằng chừng ấy tuổi lại có thể cho người gấp bội cảm giác áp bách. Hắn cười nói: Thẩm Tam thiếu gia, là tiên tử muội muội gọi ta tới. Ngươi không phải là muốn ngay trước tiên tử muội muội trước mặt đem ta giết đi à? Thẩm Thanh Tuân từ Hách Liên sĩ trong mắt nhìn thấy mấy phần khiêu khích, ngược lại là có can đảm. Nhưng Hách Liên sĩ một câu cũng nhắc nhở hắn. Miễu Miễu còn ở lại chỗ này. Hắn sau một khắc liền thu liễm khí tức, trong mắt nhìn nàng. Tống sơ Miễu đang đứng tại bên cạnh hắn, một đôi liễm diễm con ngươi sợ hãi nhìn qua hắn. Vừa mới biểu ca sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, bên người giống rơi xuống băng sương khó mà tới gần, nàng có chút bị dọa. Thẩm thanh tuân ngày bình thường chỉ là lãnh đạm lạnh lùng, mà đối nàng lúc, liền ngay cả cổ này lạnh đều thu lại. Mới lấy giận về sau, hắn nhất thời sơ sẩy, thả ra nội tức. Tiểu cô nương lại không hiểu võ, đứng ở bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Tống sơ miễu không biết gọi là sát khí. Chỉ biết là biểu ca nhìn thấy hách liên sĩ, tự hồ rất tức giận. Tay nàng không tự giác lôi kéo càng chặt, tăng thêm bị nội tức ảnh hưởng, trong lòng không biết làm thế nào. Thẩm thanh tuân lúc này mới trông thấy tiểu cô nương trong tay giống như nắm chặt cái gì. Nhìn kỹ mắt về sau, lạnh lùng liếc mở ánh mắt. Như thế nói đến, hách liên sĩ cũng không nói láo. Cái kia đạo tinh khói là miễu miễu phát. Chỉ là chẳng biết tại sao tiểu cô nương trong tay sẽ có hách liên sĩ đồ vật. Thẩm thanh tuân nhớ tới hách liên sĩ nói thẳng vui vẻ tiểu cô nương kia lời nói. Trong lòng một lời ngột ngạt khô út cuồn cuộn khó nhịn. Thẩm thanh tuân thở sâu, mới ngưng được mình suy nghĩ nhiều. Lại thu liễm sát ý, mắt sắc lạnh lẽo nhìn xem hách liên sĩ, trục nhân chi ý hết sức rõ ràng hách liên sĩ trên mặt cười khẽ kỳ thực khẽ buông lỏng khẩu khí đã xuất thân mỏng mồ hôi hắn xem như phát hiện một hồi trước thẩm thanh tuân lại vẫn không tính toàn lực nếu ngươi không đi thẩm tam công tử như phát cái điên không chừng thật muốn cùng hắn động thủ hách liên sĩ thấy qua rất nhiều người nhưng hiếm có người nào thật có thể như thế đối với hắn có uy hiếp nếu không phải lo lắng tiên tử muội muội hắn cũng không muốn cùng thẩm thanh tuân ngạnh bính bên trên. Đã gặp tiên tử muội muội vô sự, hắn một chút cân nhắc, cũng chỉ đành nên rời đi trước. Tiên tử muội muội, lần sau hắn không tại lại tới tìm ngươi. Hách liên sĩ cười một tiếng, hướng tống sơ miễu khoát tay nói đừng, lại như lúc đến đồng dạng như gió bắt đi. Hộ vệ gặp tam thiếu gia vô ý, cũng không làm ngăn cản, đều thối lui. Trong viện người tới lúc, tố hạ liền tỉnh, sau vừa lại kinh ngạc xem gặp hách liên sĩ dưới mắt gặp người tán đi tam thiếu gia trên thân khí thế quá đủ nàng cũng liền xa xa lui ra trong nội viện chỉ còn lại tống sơ miễu cùng thẩm thanh tuân hai người thẩm thanh tuân là cực tức giận ít có sinh khí đến mức ngay cả tiểu cô nương đưa tay đến nắm chặt hắn tay áo cũng không phát hiện nói câu để nàng nghỉ ngơi thật tốt quay người lại liền cũng không quay đầu lại đi ra viện tử một đường đi ra rất xa, khí loạn tâm thần, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn mạnh mẽ dừng bước, chậm hạ sắc mặt, hung hăng nhíu mày. Sau đó quay người lập tức trở về tìm tống sơ miễu. Hắn thật sự là bất tỉnh thần, có thể nào hướng nàng đưa khí. Mới sát khí vốn là kinh lấy nàng. Hắn ảo não mình mất phân tất, lo lắng sẽ hù đến tiểu cô nương. Thẩm thanh tuân càng thêm hối hận, bước chân tật nhanh chóng tiếng viện tử lại không gặp lại người không biết tống sơ miễu đi đâu hắn cau mày trong lòng lo lắng đang muốn vào phòng bên trong đi tìm nàng lúc cửa phòng tại trước mặt lại bị đẩy ra tiểu cô nương trong tay không biết thăm dò cái gì đẩy cửa sau khi ra ngoài cũng không nghĩ tới biểu ca liền đứng tại trước mặt nàng xoa nhẹ hạ mắt ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn qua hắn sửng sốt một chút thẩm thanh tuân tâm một chút liền mềm nhũng Hận không thể nghĩ cúi đầu hôn nàng. Tống sơ miễu ngay người sẽ mới phản ứng được, biểu ca trở về. Nàng chớp chớp giống như ngậm lấy sương mù con ngươi, cuốn lên môi nhàn nhạt cười, tiếu dung lại ngọt vừa mềm. Sau đó đưa trong tay nắm lấy mấy khỏa đường hướng hắn chuyển tới. Nàng vừa mới cảm giác được biểu ca giống như tức giận, gặp hắn đi, chân tay lún cuốn đứng tại chỗ cũ. Trong lòng không chỉ có là khó chịu, còn có chút níu lấy đau nàng sợ biểu ca cũng còn không có thành thân đâu, liền sẽ không lại để ý đến nàng. Nghĩ nghĩ, nàng bận biểu trở về trong phòng, muốn tìm chút gì. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm được đường. Ngay cả áo choàng cũng quên mặt, chạy đến, đã nhìn thấy quay trở lại tới biểu ca. Thẩm thanh tuân đưa tay nhận lấy, mở ra lòng bàn tay, là nàng bình thường ép khổ thuốc uống đường. Tiểu cô nương ngoan ngoãn hướng về phía hắn cười. Hắn khẽ giật mình, hiểu được. Miễu miễu đây là tại, hống hắn. Bởi vì hách liên sĩ mà lên nóng nảy út cùng ngột ngạt, cứ như vậy bị nàng mấy khỏa đường một hống. Phúc chốc vô ảnh vô tung. Chỉ cần là tống sơ miễu, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều là dễ dụ. Tống sơ miễu kéo trong lòng bàn tay hắn viết. Biểu ca không tức giận. Tiểu cô nương viết cẩn thận, thẩm thanh tuân thì càng buồn bực vừa rồi mình. Hắn thấp giọng xin lỗi nói ta không đối ngươi sinh khí. Thế nhưng là hù dọa miễu miễu rồi. Tiểu cô nương cắn môi dưới, sau đó cười lắc đầu. Nhìn một chút hắn về sau, ra hiệu mình muốn nghỉ ngơi, liền xoay người trở về phòng đi. Thẩm thanh tuân nhìn tiểu cô nương bóng lưng, bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn mấy bước tiến lên, đến tống sơ miễu trước mặt. Tiểu cô nương chỗ nào còn cười, một đôi mắt đỏ rừng rực, ướt sủng dính lấy nước mắt. Thẩm Thanh Tuân toàn thân chấn động, cả người đều loạn, hắn cúng quyết đưa tay đi lau, có một viên nước mắt thuận tiểu cô nương gương mặt liền lăn xuống tới, nhỏ tại tay hắn trên lưng. Sáng rực đến bỗng tiến vào hắn thực chất bên trong. Thẩm Thanh Tuân tâm trong chốc lát cũng phải nát. Miễu miễu. Hắn trong cổ siết chặt, trong lòng không từng có qua bối rối. Trước đó nàng khổ sở, không đúng lúc, cũng chỉ là ướt hốc mắt, ngậm lấy nước mắt nào giống dưới mắt dạng này, cắn môi dưới, nước mắt một viên một viên rơi xuống. Không khóc, là biểu ca không tốt. Hắn cương bắt đầu, đi thay nàng gạt lệ. Nghĩ đến tiểu cô nương rõ ràng là khổ sở sợ hãi, vẫn còn mình chịu đựng, dơ lên cười đến hống hắn. Thẩm Thanh Tuân đã cảm thấy mình sống vô dụng rồi hai đời. Nàng làm sao lại khéo léo như thế, ngoan đến làm cho lòng người đau. Tống sơ miễu cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ là trong đầu nắm chặt cực kỳ thật là khó chịu hách liên sĩ tới nàng cũng không thể hỏi hắn nàng phải làm gì còn hại biểu ca tức giận nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem biểu ca muốn nói cái gì nhưng nàng còn nói không ra nói muốn ngừng dưới lại ngăn không được là ta hù dọa ngươi là lỗi của ta thẩm thanh tuân chỉ cảm thấy tiểu cô nương nước mắt xoa cũng xoa không hết dính một tay nước mắt cũng mất hắn bình thường tỉnh táo. Đã từng trên mặt lạnh lùng, là chưa từng từng có kinh hoàng bất an. Mà tiểu cô nương thì hướng hắn lắc đầu. Ánh mắt lộ ra mông lung nước mắt nhìn qua, không nháy mắt chỉ thấy hắn. Mà từ cặp kia doanh lấy thủy sắc trong mắt, nhưng dần dần hiển lộ ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tình cảm. Thẩm thanh tuân đối đầu tiểu cô nương như thế ánh mắt, thay nàng lau tay trong nháy mắt dừng lại. Hắn lúc này mới đã nhận ra cái gì, một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Tiểu cô nương đôi mắt luôn luôn trong veo. Nàng không làm che lấp lại, cho dù ngẫu nhiên phiền lòng, không cao hứng, đó cũng là thật đơn giản mắt sắc. Không giống giờ phút này, bên trong tựa hồ ẩn giấu rất nhiều nỗi lòng cùng lời nói. Có ủy khuất, gặp nạn qua, có không muốn xa rời, cùng toát ra đối với hắn kia phần tình cảm. Như là đóng băng lấy cốt đóa dần dần tràn ra. Cứ việc mắt đỏ, ngậm lấy nước mắt, lại sinh ra một loại khác biệt vẻ đẹp, đẹp đến làm hắn khí tức cứng lại. Thẩm thanh tuân nhếch môi mỏng, dưới khiếp sợ, trong lòng cũng là trước nay chưa từng có khẩn trương. Đã đau lòng lo lắng, nhưng lại ẩn ẩn có vẻ mong đợi cùng vui sướng. Nguyên bản mặt kệ nàng không thèm để ý, thẩm thanh tuân đều dự định giải thích với nàng. Nhưng bị hách liên sĩ đánh đoạn, nhất thời mới không có nhớ tới. Thẩm thanh tuân nhẹ nhàng án lấy tống sơ miễu hai vai, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi nói ra mặt khác ta thư phòng kia vẽ lên nữ tử chỉ là tại thay ngươi chỗ tìm đại phu ta cùng cô gái trong tranh không cái gì liên quan tống sơ miễu nghe vậy liền giật mình chấp chấp con ngươi muốn trượt xuống một giọt nước mắt cũng treo tại khóe mắt nàng bừng tỉnh bừng tỉnh đang nghĩ nguyên lai kia vẽ lên lại không phải biểu ca thích cô nương sao tống sơ miễu phản ứng như vậy càng là dẫn tới thẩm thanh tuân tâm phanh phanh đập mạnh. Nàng để ý. Nàng đúng là để ý a à. Thẩm thanh tuân trong cổ ngạnh xuống, tiếp theo nhẹ giọng hỏi. Miễu miễu, thế nhưng là bởi vì nàng tại khổ sở. Thế nhưng là, Dấm rồi. Nàng cố gắng muốn giấu đi tâm tư, lại cứ như vậy từ biểu ca trong miệng nói ra. Tiểu cô nương trường quyển lông mi lập tức run rẩy, mang mang nhiên không biết như thế nào cho phải trong lúc nhất thời ngay cả nước mắt đều quên rơi vô ý thức cũng đừng mở mặt nhưng tiểu xảo vành tai lại là dần dần phấn nộn tống sơ miễu không tự giác có chút xấu hổ lại sợ biểu ca sẽ chán ghép dạng này mình không dám nhìn hắn thẩm thanh tuân nhấp bình khóe miệng lại ức chế không nổi dơ lên càng là ngay cả toàn bộ mặt mày đều nhiễm lên ý cười mà trong lòng thì vừa tức vừa đau hận không thể đưa nàng nước mắt đều hôn lấy hết hắn ngốc cô nương a à nếu không phải bị dọa, cảm xúc mất không mới hiển lộ ra. Nàng còn muốn vụn trộn giấu đến khi nào mới khiến cho hắn biết được. Hắn cũng khí mình, vì sao mới ý thức tới. Thẩm thanh tuân án lấy tiểu cô nương đầu vai tay nắm chặt, trong lời nói không khỏi ngậm lấy cười hỏi. Miễu miễu thích biểu ca, đúng hay không? Tống sơ miểu không muốn biểu ca có thể như vậy ngay thẳng nói ra. Đầu rũ xuống đến thấp hơn, môi dưới cắn ra cạn ngấn như thế thẩm thanh tuân còn có cái gì không hiểu còn có cái gì tốt cố kỵ lo lắng hắn chậm rãi đem tiểu cô nương ôm gần cái trán chống đỡ lấy nàng thanh âm trầm thấp lại lộ ra mấy phần ngầm câm ta cũng vui vẻ miễu miễu a à. tại ngươi không có thích ta thời điểm ta liền yêu ngươi thậm chí tại ngươi cái gì cũng không biết thời điểm ta liền có thể đem mệnh đều giao cho ngươi tác giả có lời muốn nói cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Chương 47 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Biểu ca thanh âm, ngay tại bên tai của nàng, từng chữ từng chữ, đầy đủ rõ ràng. Tống sơ miễu thân thể rung lên, cả người đều ngây dại. Biểu ca sát lại nàng gần như vậy, chấp mũi tất cả đều là hắn mắt lạnh khí tức. Tống sơ miễu cương lấy thân thể, chậm rãi dơ lên đầu nhìn hắn. Một chút, liền chạm đến biểu ca đáy mắt lửa rừng rực. Tiểu cô nương vũ tiệp một cái một cái, cảm thấy mình giống như liền muốn hòa tan tại biểu ca trong ánh mắt. Dường như sợ nàng không nghe rõ, thẩm thanh tuân lại thật sự nói một lần. Sau đó nhìn tiểu cô nương chỉ ngây ngốc, lại thính tai đỏ bừng bộ dáng. Trầm thấp địa, thoải mái cười ra tiếng quá gần. Vừa nhấc mắt chính là biểu ca tấm kia có thể để nàng mê luyến dung nhan. Tống sơ miễu không nhận khống, giống như là muốn mê hãm ở bên trong. Rốt cuộc ra không được, cũng vĩnh viễn rơi không tới đáy. Thẩm thanh tuân đem tâm ý của mình nói thẳng hai hồi. Tống sơ miễu cho dù lại ở lại, cũng nên biết mình không có nghe lầm. Tiểu cô nương tại rất nhiều chuyện bên trên, lá gan cũng không lớn. Thẩm thanh tuân sợ nói đến nhiều, sẽ hù đến nàng, phản làm nàng sinh ra trốn tránh tâm tư tới. Hắn ngồi dậy, nắm tiểu cô nương đi đến phòng đi. Tống sơ miễu tùy theo biểu ca kéo một phát, theo hắn tiến vào. ngẩng đầu nhìn hắn bóng lưng lúc, tâm dần dần an bình, lúc này mới chậm hoàng hồn, bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ vui vẻ. Cho nên là thật sao? Nàng thích biểu ca, lại cũng là thích nàng. Thế nhưng là giống nàng dạng này, từng ném qua, thân thể lại nhuộn bệnh, còn không thể nói chuyện cô nương. Biểu ca lại ưu thích nàng cái gì đâu. Tiểu cô nương còn cảm thấy không chân thiết, liền bị thẩm thanh tuân mang về trong phòng, ấn lấy ngồi xuống. Hắn lại đi một bên lấy làm khăn trở về, ngồi ở trước mặt nàng, cẩn thận thay nàng lau mặt. Tống sơ miễu vừa khóc đến lợi hại, trên mặt còn dính lấy chưa khô nước mắt. Hốc mắt cũng còn đỏ lên, nhìn vô cùng đáng thương. Thẩm thanh tuân nhìn xem đều đau lòng, thả nhẹ động tác, giống như là tại che chở cái gì trân bảo. Trước kia hắn sợ tiểu cô nương không thích hắn, biết được cái kia dạng tâm tư ngược lại sẽ không còn dám tới gần. Mà giờ khắc này không có lo lắng, hắn ngày thường những cái kia khắc chế đều thu vào. Đối nàng lưu ý cùng tình cảm, cũng càng không còn che giấu. Tống sơ miễu nhìn xem dạng này biểu ca, tâm cũng càng nhảy càng lợi hại. Trước kia chỉ cảm thấy, biểu ca rất tốt, đãi nàng cũng rất tốt lại nguyên lai, like, hắn sở dĩ sẽ đãi nàng tốt như vậy, là bởi vì hắn thích nàng A. À. Nghĩ như vậy, tống sơ miễu ngay cả non miệng cổ cũng nổi lên đỏ. Nàng vội vàng đem khăn từ biểu ca trong tay đánh tới, mình xoa. Thẩm thanh tuân để tùy lấy được, sau đó nhìn xem nàng cười yếu ớt. Hắn tiểu cô nương lớn, biết thẹn thùng. Tống sơ miễu mở ra khăn, xoa xoa khóe mắt. Lấy xuống một chút lúc, ánh mắt chính tiếng đụng vào biểu ca mỉm cười nhìn xem nàng sơn sâu con ngươi. Tiểu cô nương tay run một cái, bận biểu đem khăn lại dời đi lên. Nguyên lành bay sượt về sau, ánh mắt lại vụn trộn giấu ở khăn phía sau nhìn ra ngoài. Biểu ca vẫn là như thế không hề chớp mắt, con môi cười nhìn lấy nàng. Tống sơ miễu hai tay thổi phòng, lần này lại là liên tiếp khăn một khối đem mặt che, không còn dám buông ra. Tiểu cô nương bản thân sát sát, liền đem mình cho vùi vào đi nàng bộ này xấu hổ nhỏ bộ dáng dẫn tới thẩm thanh tuân đáy lòng đều đang run sau một lúc lâu gặp tiểu cô nương còn không để xuống sợ nàng muốn che hỏng mình thẩm thanh tuân tranh thủ thời gian đưa tay đem khăn rút ra sau đó liền gặp tiểu cô nương khẽ mở miệng thơm nháy sương mù mông lung nước mắt hít một hơi thật sâu không ngờ là thật sự suýt nữa muốn đem mình nhịn gần chết tiểu cô nương khai khiếu lại ngược lại tăng thêm ngu đần thẩm thanh tuân một mặt bất đắc dĩ vừa bực mình vừa buồn cười bấm tay nhẹ nhàng gõ xuống nàng đầu cực nhẹ không thương tống sơ miễu chịu dưới lại nhếch môi cười lên tiếu dung kiều kiều mềm mềm nhếch lên khóe miệng ép cũng ép không được nàng mới phát hiện nguyên lai like nàng so với nàng suy nghĩ còn muốn thích biểu ca là rất tự tư thích chỉ muốn muốn biểu ca có thế một mực một mực đều hầu ở bên cạnh nàng hách liên sĩ cho tin khói im ắng lại là tại sáng sớm ngày mới sáng thời điểm là lấy diêu hòe cùng thẩm lịch quân là bởi vì phủ thượng hộ vệ dị động mà tỉnh lại cũng không biết phát sinh cái gì sau khi đứng dậy từ trong viện ra đưa tới hộ vệ hỏi một chút mới biết một hai từ tin khói nhập không đến hách liên sĩ nhập phủ lại rời đi kỳ thực trước sau cũng không vượt qua bao lâu diêu hòe đứng dậy hỏi lúc tống sơ miễu trong viện hộ vệ từ lâu tán đi như là đã từ thẩm thanh tuân giải quyết, Diêu Hòe cũng tạm thời không hỏi thêm nữa. Nhưng nghe hộ vệ nhấc lên, nói lão tam tự hồ rất là lấy giận, nhiều ít vẫn là không yên lòng. Nghĩ nghĩ liền hướng tống sơ miễu chỗ ở viện tử đi. Nàng là biết lão tam phát lên tính tình lúc, là như thế nào. Mặc dù hiểu được hắn nên biết phân tất, nhưng dù sao còn trẻ. Vạn nhất lỗ mãn, dọa còn nhỏ cô nương, nhìn hắn sau này như thế nào khóc đi thẩm lịch quân cũng lên, gặp nương muốn đi qua, liền đi theo phía sau nàng. Thẩm thanh tuân bị miểu miểu cười đến trong lòng mềm mại, đang muốn nói cái gì lúc, hai người đã đến. Tống sơ miễu trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên tới cậu nương cùng đại biểu ca. Diêu hòe liếc thấy gặp miễu miểu một đôi mắt đều hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc qua. Lại đều đem người chọc cho khóc. Thế là thẩm thanh tuân liền bị trầm mặt diêu hòe cho đuổi ra ngoài. Thẩm lịch quân thì vỗ vỗ tam đệ vai. Thẩm thanh tuân. Diêu hòe mặc dù hỏi tống sơ miễu, thẩm thanh tuân có phải hay không khi dễ nàng lúc, tiểu cô nương chỉ là lắc đầu. Nhưng nàng cũng chỉ cho là miễu miễu quá hiểu chuyện, bị chọc khóc còn thay lão tam nghĩ đến. Tiểu cô nương bộ dáng ngày thường xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ khóc qua về sau, để cho người nhìn đều đau lòng. Diêu hòe trấn an nàng một hồi, trước khi đi biểu thị muốn thay nàng hảo hảo nói một chút lão tam cậu nương rời đi về sau mặc dù sắc trời đã là sáng rõ nhưng tống sơ miễu lại có chút không chịu nổi nàng vốn là cơ hồ một đêm không ngủ cho dù khi đó không cảm thấy khốn thân thể lại là chịu không được bình thường nữ tử chịu suốt cả đêm đều chịu không nổi huống chi nàng lớp vải lót hoàng hư cảm xúc trước sau chập trùng đến kịch liệt còn khóc một trận lúc này buông lỏng chỉ cảm thấy khí lực đều rút lấy hết đi trên giường hơi dính gối liền ngủ thật say. Thẩm Thanh Tuân sau khi ra ngoài liền bị Nương gọi đi. Diêu Hoè nói hắn lúc, Thẩm Thanh Tuân cũng đều nhận. đúng là hắn hại tiểu cô Nương bị kinh sợ dọa cùng ủy khuất là hắn làm không tốt. vừa nghĩ tới nếu không phải hắn ý thức được sai, kịp thời quay trở lại, tiểu cô Nương có lẽ là sẽ tự mình vụng trộn trốn đi khóc. Thẩm Thanh Tuân liền đau lòng đến muốn mạng. Diêu Hòe cũng là lo lắng hắn không hiểu làm sao đối thích cô nương tốt. Tuy nói cái kia tầng thân phận, sau này như thế nào cũng không phải nàng có thế lời nói. Nhưng ít ra tại định an hầu phủ thời điểm, nàng là không cho phép con trai mình khi dễ cô nương gia. Diêu Hòe gặp hắn nghe lọt được, cũng không nói thêm lời, ngược lại hỏi buổi sáng sự tình. Hách liên sĩ là chuyện riêng của hắn, cùng định an hầu phủ không quan hệ. Thẩm thanh tuân nhân tiện nói không có việc gì, hắn sẽ xử lý hắn đã nói như vậy diêu hòe cũng không nhiều hỏi thẩm thanh tuân ra lúc vừa vặn trông thấy tố hạ vội vàng tới hắn gặp tố hạ thần sắc không đúng sầm mặt lại hỏi nàng thế nào tố hạ có chút nóng nảy thấy là tam thiếu gia bước lên phía trước nói nàng gặp cái này canh giờ liền chuẩn bị tốt đồ ăn sáng trở về phòng tìm tới cô nương lúc lại phát hiện nàng lại ngủ cô nương sau khi tỉnh lại muốn nghỉ cũng là đến buổi chiều mới nghỉ. Tố Hạ cảm thấy có chút không đúng, lại nghĩ đến cô nương muốn ngủ, cũng muốn ăn trước chút gì, miễn cho bị đói đối thân thể không tốt. Hoáng cô nương vài tiếng, lại là không gọi tỉnh, lại sắc mặt cũng không lớn tốt. Nói còn chưa dứt lời, tam thiếu gia đã bước nhanh mà đi. Cũng lạnh giọng phân phó, để nàng để cho người đi mời tiết đại phu tới. Tống sơ miễu giấc ngủ này, chính là cả một ngày khi tỉnh lại bên ngoài trời đều là ngầm trong phòng lóe lên nến rõ ràng lắc lư vừa tỉnh lại nàng còn có chút mơ hồ dường như đã làm một ít mộng vừa tỉnh nhưng lại không nhớ rõ nàng nhẹ nhàng lật người hướng ra ngoài dụi dụi mắt một chút liền nghĩ tới buổi sáng sự tình nhìn xem ánh nến lắc lư ra cái bóng tống sơ miễu thậm chí có chút hoài nghi kia kỳ thật cũng là mộng thẳng đến nàng nghe thấy trong phòng vang lên thanh âm gì tiếp lấy trông thấy biểu ca tự mình bưng bồn nước nóng tiến đến. Thẩm Thanh Tuân sau khi để xuống, đem khăn vạn ướt. Vào ban ngày tiết đại phu tới qua về sau, chỉ nói tống sơ miễu là quá mệt mỏi, cộng thêm có chút bị cảm lạnh. Không có phát nhiệt chứng, đã rất khá. Nàng thân thể so người khác yếu, giấc ngủ này liền lâm vào ngủ say, liền giống như là đối với ngoại giới không còn tri giác. Lúc này mới đem tố hạ dọa cho lấy. Tiết đại phu nói nghỉ ngơi thật tốt liền có thể. Thẩm thanh tuân lúc này mới an tâm, tại bên giường trong nàng một ngày. Vặn tốt khăn, thẩm thanh tuân vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tiểu cô nương nháy sáng sáng con ngươi, đang len lén nhìn hắn. Hắn không nhịn được cười một tiếng, đi đến trước giường ngồi xuống. Tỉnh ngủ. Tống sơ miễu lúc này mới thanh tỉnh chút ít. Đối đầu biểu ca nhuộm ấm ý ánh mắt, tiểu cô nương đầu hướng trong chăn rụt lại không phải là mộng đâu cảm thấy thế nào nhưng có khó chịu thẩm thanh tuân vẫn còn có chút lo lắng nàng thân thể tống sơ miễu lắc đầu nàng lại đưa tay xoa bóp một cái mắt còn muốn lại vào lúc lại bị biểu ca cầm tiểu cô nương khóc qua một lần ngủ tiếp một ngày một đôi mắt cũng còn sưng sẽ khó chịu cũng là tự nhiên một mực vò sợ muốn đem mắt vò hỏng tống sơ miễu cảm thấy hai mắt có một chút trướng ngứa biểu ca còn không cho nàng vò, chính khó chịu, chỉ thấy biểu ca lấy ra ấm ướt khăn, muốn giúp nàng thoa một chút. Nhắm lại. Tống sơ miễu nghe biểu ca, ngoan ngoãn đem con mắt đóng lại. Vừa tỉnh ngủ miễu miễu, lộ ra một cổ làm cho người ta sinh yêu ngu đần. Lúc này nằm nghiêng, có chút dơ lên mặt, lại nhắm mắt lại. Không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Thẩm thanh tuân tay dừng lại, lại là rơi không nổi nữa hắn trong cổ khẽ động, nhịn không được, bỗng nhiên hơi cúi thân, tại tiểu cô nương trên mắt vụn trộn hôn một cái. Cực nhẹ cực nhẹ, cơ hồ giống như là không có đụng phải. Đang gọi nàng có chỗ phát giác trước, đã nhẹ nhàng buông xuống khăn, thay nàng trường nóng. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tống sơ miễu từ từ nhắm hai mắt, tự nhiên không biết biểu ca làm cái gì. Chỉ cảm thấy khăn ấm áp, rất là dễ chịu thẩm thanh tuân chờ khăn lạnh sau lấy đi tiểu cô nương lặng lẽ mắt cảm thấy tốt hơn nhiều liền đứng dậy ngồi dậy nằm xuống khi đó nàng vây được quá lợi hại chỉ thoát nhất bên ngoài y phục bên trong vốn nên còn rất tốt mặt một bộ bất quá về sau tiết đại phu đến xem qua nói để nàng nghỉ ngơi thật tốt trong phòng lại sinh lửa thang tố hạ sợ nàng dạng này khó chịu sẽ khó chịu nhẹ chân nhẹ tay thay nàng giải tống sơ miễu ngủ được quá nặng là không rõ ràng. Này lại một tay nắm lấy chăn mền ngồi xuống, một tay chống đỡ, nửa nghiêng thân thể. Đầu vai tùng tùng tán tán áo trong liền trượt ra một chút. Nàng quả thật có chút thụ lạnh, mượt mà đầu vai không có che chắn, da thịt bị lạnh ý một kích, thân thể rung động xuống. Toàn thân khí tức mềm mềm thơm thơm, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười ý. Tiểu xảo cao thẳng cái mũi hồng hồng. Tống sơ miễu hít mũi một cái, cảm thấy trên môi cũng đã làm không tự giác liền liếm lấy một chút thẩm thanh tuân mắt sắc tối sầm lại hung hăng cắn răng rễ nếu không phải biết tiểu cô nương là như thế nào tính tình thẩm thanh tuân thật muốn cảm thấy nàng là cố ý hắn nhíu mày đưa tay dắt chăn mền đem tiểu cô nương hảo hảo quấn chặt lấy tống sơ miễu thất thần nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía biểu ca đừng có lại bị cảm lạnh thẩm thanh tuân chậm chậm bình tĩnh tiếng nói bị cào người tiểu cô nương ảnh hưởng, ngữ khí cũng hơi có vẻ cứng nhắc. Mê người mà không biết tiểu cô nương hiển nhiên không có minh bạch, biểu ca vì sao đột nhiên thay đổi ngữ khí. Hơi có chút hung nhân. Nàng thân thể trượt xuống, ngoan ngoãn đem nửa gương mặt đều vùi vào trong chăn đầu. Tống sơ miễu cái này một giấc, ngủ được tóc đều loạn, giống con lăn loạn mau mau mèo con. Thẩm thanh tuân nhìn nàng bộ dáng, trong lòng buồn cười, hỏi nàng. Nhưng đói bụng bị biểu ca nhắc nhở nàng mới phát giác được trong bụng trống không cái đầu nhỏ điểm một cái thẩm thanh tuân đứng dậy đi ra bưng ăn khi trở về tiểu cô nương đã đem mình từ trong chăn giải ra đơn giản mặc quần áo thu thập qua tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng rủ xuống tại bên tóc mai yên tĩnh ngồi tại bên giường chờ lấy hắn bộ dáng sao bình thường thấy còn muốn ngoan tống sơ miễu trông thấy biểu ca trở về cũng nghe thấy hương khí càng thấy đói bụng nàng ngủ cả một ngày thứ gì cũng không ăn nghĩ tới điều gì tiểu cô nương vụn trộn sở trường đè lên bụng liền sợ bụng sẽ bị mùi thơm câu phải gọi để biểu ca nghe thấy nhiều mất mặt nha thẩm thanh tuân nghĩ đến nàng chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh đồ ăn cũng làm người ta một mực ấm này lại lôi kéo tiểu cô nương ngồi ở bên bàn lẳng lặng nhìn xem nàng ăn nàng sử dụng đồ vật lúc tinh tế chậm rãi giống đạo lịch sự tao nhã vui mắt cảnh nếu là 7 phần đồ ăn, từ nàng dùng, đạo giống như là có 10 phần tư vị. Tống sơ miễu vùi đầu ăn đến chuyên chú, chờ ăn đến có chút đã no đầy đủ lúc, mới phát hiện biểu ca một mực tại bên cạnh nhìn xem nàng. Nàng một bên quai hàm hơi trống, trên môi dính lấy một chút xíu bóng loáng, nhìn xem ánh sáng trơn bóng. Để cho người ta nhìn lên một cái, đều sẽ nhịn không được hoài nghi, nàng ăn cái này một ngụm có bao nhiêu hương nồng. Thẩm thanh tuân cảm thấy, từ khi biết được tâm ý của nàng về sau định lực của hắn tựa hồ tại kịch liệt đến yếu bớt tiểu cô nương hết lần này tới lần khác còn đẩy một bàn đến hắn trước mặt ánh mắt giống như hỏi thăm mà nhìn xem hắn nàng cũng không biết biểu ca dùng cơm xong không muốn hay không cũng ăn một chút thẩm thanh tuân liễm thần bình phục một hai mới thấp giọng nói ta không đói bụng tống sơ miễu mỗi ngày bị tố hạ chiếu cố muốn ăn cũng so trước kia tốt hơn nhiều lắm nguyên bản gầy gò nho nhỏ gương mặt có chút lớn mấy phần thịt lộ ra càng thêm kiều mị động lòng người ăn no về sau nàng ngắm nhìn bên ngoài đen như mực sắc trời này lại rõ ràng là nên đi ngủ canh giờ nhưng nàng cũng đã ngủ đủ thẩm thanh tuân cũng biết nàng nhất thời bán hội sẽ không lại khốn chậm rãi đem chén dĩa thu thập xong lấy ra lại hững hờ mà hỏi thăm cái kia hách liên sĩ miễu miễu là như thế nào nhận biết hách liên sĩ sự tình còn một mực ngạnh trong lòng của hắn. Chỉ là buổi sáng dưới loại tình hình kia, loại kia người không liên hệ tự nhiên không có gì tốt sách. Đã hiện tại tiểu cô nương ăn no rồi, cũng ngủ đủ, không có chuyện để làm vậy liền vừa vặn đến trò chuyện chút. Đột nhiên nghe biểu ca nhất lên hách liên sĩ, tống sơ miễu không khỏi nhếch lên môi, trong mắt có chút ấy nấy. Buổi sáng là bởi vì nàng, mới náo động lên động tĩnh lớn. Ngoại trừ biểu ca, về sau ngay cả cậu nương cùng đại biểu ca đều bị kinh động đến đây. Thẩm Thanh Tuân gặp tiểu cô nương không biết nghĩ đến đâu đi, cầm kéo gãy gãy nến tâm. Ngữ khí giống như tùy ý nói. Miễu miễu. Ta giấm. Hắn đương nhiên sẽ không là trách cứ nàng. Chỉ là tống sơ miễu trong tay lại có hách liên sĩ tinh khói, vậy làm sao có thể để hắn không thèm để ý. Khi hách liên sĩ dụng tâm không thuần, hiển nhiên là tận lực tới gần miễu miễu. Hắn tiểu cô nương đơn thuần lại dễ bị lừa, nếu là bị loại này không biết ngọn ngành người lừa gạt nên làm thế nào cho phải? Tống Sơ miễu nghe vậy chậm rãi hơi chớp mắt. Nghe rõ ràng về sau, mặt phản phất là bị cắt sáng lên ánh nến chiếu, tăng thêm hồng nhuận. Còn tưởng rằng biểu ca lúc ấy là bởi vì nàng tùy tiện làm cho người vào phủ, mới có thể sinh lớn như vậy ký. Lại nguyên lai, like, đúng là giấm. Trước kia nàng không hiểu giấm là như thế nào một loại tư vị. Nhưng hưởng qua một lần nàng, hiện tại tự nhiên là biết đến. Minh Bạch qua đi, nàng không có lại nhìn biểu ca, coi như muốn đi lấy ngọn bút, vội vàng đứng dậy tránh đi biểu ca ánh mắt. Nhưng mà lộ ra bên cạnh cái cổ lại lặng lẽ bò lên trên đỏ ửng, Đáng yêu cực kỳ. Đối với hách liên sĩ, tống sơ miễu là cực thản nhiên. Phản bởi vì biểu ca một câu kia giấm, mà trong lòng trồi lên nhàn nhạt vui vẻ nàng đem như thế nào nhận biết hách liên sĩ sự tình đều nói cho biểu ca. Bất quá chỉ là đã giảm bớt đi kia một vài đoạn hách liên sĩ hướng nàng cho thấy tâm ý. Lúc ấy hách liên sĩ cùng nàng giải thích như thế nào thích. Tống sơ miễu thuận suy nghĩ một chút, cảm thấy kia nàng cũng không thích hắn nha, thế là liền cự tuyệt hách liên sĩ. Hách liên sĩ cũng không muốn mình dời tảng đá đánh lên chân của mình, tự làm tự chịu buồn khổ không chỗ sắp đặt cuối cùng chỉ ở trước khi đi cưỡng ép lưu lại quản tinh khói cho nàng thẩm thanh tuân biết được về sau ở trong lòng cười lạnh cái kia dị tộc nhân lại cầm loại này bất nhập lưu trò vặt lừa gạt hắn tiểu cô nương khi biết tiểu cô nương tâm đã đặt ở trên người hắn về sau thẩm thanh tuân này lại ngược lại đối hách liên sĩ không có để ý như vậy hắn nhắc nhở một câu người này tâm tư không thuần ngươi sau này đừng có lại phản ứng hắn Tống sơ miễu cảm thấy hát liên sĩ giống như là người tốt. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Nàng dưới mắt đã ở nghĩ đến chuyện khác. Đầu ngón tay tại trên ngòi bút không an phận mài đến điểm tới, ngòi bút treo lấy chậm chạp chưa rơi. Cuối cùng viết đến mấy lần, mới rốt cục thành câu. Phản phất dùng lớn lao khí lực. Tiểu cô nương là đang hỏi, biểu ca lại tại sao lại thích nàng. Thẩm thanh tuân mềm nhũng ánh mắt, thần sắc cực nghiêm túc nhìn xem nàng nói. Miễu miễu là thế gian tốt nhất cô nương, muốn thế nào mới có thể để cho ta không cảm mến. Tiểu cô nương cầm bút tay khẽ vung, suýt nữa không có cầm chắc, kiều kiều trên khuôn mặt tựa như nhiễm lên tươi thúy cây lựu nước. Đã hiểu tình tiểu cô nương, phản như thế dễ xấu hổ. Cũng đừng vì vậy mà né hắn mới là. Thẩm thanh tuân không chịu được mặt giãn ra mà cười, muốn đem dạng này miễu miễu hảo hảo giấu đi, không ai nhường ai nhìn lâu một chút hắn lại nhìn xem tiểu cô nương chậm lại ngữ điệu giống như là tùy ý một lời nhưng trong mắt lại lộ ra không chút nào nói đùa trịnh trọng tốt như vậy cô nương ta thế nhưng là chờ lấy tương lai muốn cưới về nhà tác giả có lời muốn nói khụ khụ thẩm đại lão phiền phức khống chế một chút chuyển vận hôm nay càng một vạn năm chia đều thành ba chương bộ dạng này ngày mai không điểm đi sau chương mới cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Chương 48 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tống sơ miễu dơ lên con ngươi, dường như rất kinh ngạc, nhất thời ngay cả ngượng đều quên hết. Nàng chỉ là ý thức được trong lòng đối biểu ca tình cảm, lại bởi vì phần này tình cảm lại có đáp lại, mà cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nàng cũng không từng muốn từng tới gã cưới tầng này. Biểu ca nói muốn cưới nàng về nhà thấp thuần tiếng nói, phản phất còn tại bên tai quanh quẩn. Từng cái chỉ va nhẹ tại trong lòng của nàng, tống sơ miễu lại cảm thấy nàng cả người đều bị đụng loạn. Thẩm thanh tuân dứt lời, chỉ thấy tiểu cô nương nhìn xem hắn có chút đần độn. Trên mặt nhàn nhạt đỏ ứng chưa cởi tận, bị ánh nến một chiếu, cả người đều giống như bao khỏa tại trong sương mù, khí tức nhu nhu. Giống như là cái không biết từ chỗ nào mà đến, lạc đường mới đi đến bên cạnh hắn nữ tử. Tống sơ miễu ngày bình thường, cũng sẽ không suy nghĩ như thế nào mình sau này việc hôn nhân. Quá hiểu chuyện tiểu cô nương, đã sớm biết mình không nên đối với chuyện này đi làm hy vọng. Nếu là bị nhấc lên, cũng sẽ vô ý thức liền tránh đi không nghĩ thêm. Hách liên sĩ ngày đó hướng nàng cho thấy cõi lòng lúc, tiểu cô nương còn không hiểu như thế nào tình đợi đến đã hiểu một sát na kia bên người cùng trong mắt lại đều chỉ có một cái thanh tuân biểu ca mà thôi nhưng dưới mắt nàng lại bởi vì biểu ca một câu không khỏi đang nghĩ thành thân hai chữ này nàng hàm nghĩa suy nghĩ nhiều tưởng tượng trong đầu loạn suy nghĩ tựa như lăng thành nhung cầu nàng chần chờ viết xuống một chữ tựa hồ dùng rất lớn khí lực ta giống nàng dạng này thẩm thanh tuân minh bạch nàng tại ngờ vực vô căn cứ lấy cái gì Tiểu cô nương trải qua những sự tình kia, trên mặt nhìn xem lại ngoan lại thoải mái, kỳ thực lại là dễ dàng bất an. Trước kia nàng bởi vì lạnh chứng ảnh hưởng, phần lớn thời gian luôn luôn bừng tỉnh thần, cũng liền không tâm lực suy nghĩ lung tung chút gì. Nhưng hôm nay nàng thân thể dần dần tốt, lại nếm gặp mới biết yêu tư vị. Không chừng liền sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều một chút. Muốn đem nàng cưới trở về, muốn cùng nàng chung kết liên lý cả đời không rời. Thẩm Thanh Tuân đã phán không chỉ một thế. Mặc dù ở thời điểm này, đối tiểu cô nương nói những này, còn vì thời thượng sớm. Thẩm Thanh Tuân cũng lo lắng hắn như thế nói thẳng, vạn nhất sẽ kinh lấy nàng. Nhưng hắn càng sợ nếu không nói rõ bạch, không đem tâm bày ra đến cho nàng nhìn, ai ngờ nàng cái nào ngày lại sẽ bởi vì một chút hiểu lầm, trốn tránh hắn vụn trộn khóc. Nàng nước mắt quá nóng bỏng, hắn chịu không nổi. Thẩm Thanh Tuân lấy xuống trong tay nàng nắm chặt bút, trông thấy đầu ngón tay dính điểm bút tích lấy ra khăn thay nàng lau sạch sẽ miễu miễu tương lai liền biết hắn còn phải đợi hắn tiểu cô nương lớn chút nữa lại minh bạch một chút chờ hắn đem con đường phía trước hết thảy đều bình định hắn sẽ đến nắm tay của nàng chậm rãi đi đưa nàng đưa lên thế gian nhất tôn vinh chỗ tại ta đến cưới trước ngươi không cho phép nghĩ nhiều nữa đừng đi ưu phiền thân thể của ngươi ta chắc chắn tìm tới có thể trị hết ngươi đại phu Biểu ca nói những lời này, Miểu Miểu có thể tin. Tống Sơ Miểu đưa tay thu hồi, nửa ngày mới gật đầu một cái. Nàng cảm thấy biểu ca có chút không giống. Trước kia hắn mặc dù đãi nàng tốt, nhưng cũng sẽ không giống dạng này, cùng nàng nói nhiều như vậy, còn lại như thế ngay thẳng. Liền liền nhìn lấy nàng lúc, ánh mắt như vậy, đều sẽ bảo nàng mặt đỏ tim rung. Tống Sơ Miểu nghĩ thầm, cho dù hắn là hống nàng, nhưng chỉ cần tại dạng này biểu ca trước mặt, nàng cũng là tin. Tống sơ miễu cũng không biết về sau mình lại là như thế nào ngủ thiếp đi. Chỉ là mới đầu không khốn lúc, biểu ca một mực tại bồi tiếp nàng. Về sau nửa đêm lại lên điểm điểm ủ rũ, lại bị biểu ca dỗ dành, trầm thấp như từ thanh âm làm cho người vô cùng an tâm, bất tri bất giác liền vào mộng. Thẩm thanh tuân tất nhiên là phải dỗ dành lấy tiểu cô nương ngủ. Như lại một đêm không ngủ, đến ba ngày tất nhiên quyện đãi chẳng lẽ lại nàng lại muốn ngủ lấy cả một cái ban ngày chẳng phải là thật thành con mèo đêm tống sơ miễu ngày thứ hai khi tỉnh lại đã nhanh gần buổi trưa biểu ca không tại là tố hạ ở bên hầu hạ sau khi tỉnh lại không lâu lại thay nàng mời tới tiết đại phu đến xem bệnh tiết đại phu tự nhiên không biết là phát sinh qua cái gì chỉ nhắc tới đến nàng thân thể mới tốt một chút sau này chớ có quá nhiều nỗi lòng chập trùng tống sơ miễu trên mặt ngoan ngoãn ứng với kỳ thực nhớ tới biểu ca đến có chút chột dạ cái này hơn nửa ngày tống sơ miễu đều không gặp dân tấu chương ca cái bóng cũng không biết hắn đi nơi nào như hỏi tố hạ nàng định cũng không biết nàng thầm nghĩ bất quá nhất thời bán hội gặp không lên nàng không ngờ kinh hội bắt đầu đọc lấy người nếu để cho biểu ca biết nên lại sẽ cười nàng buổi chiều uống thuốc tống sơ miễu không có chuyện để làm liền đi tìm cậu nương. Cậu nương chỗ ấy có chút náo, quản sự cùng bọn nha hoàng tới lui vội vàng. Bọn hạ nhân gặp nàng lúc đều cúi đầu xa xa thối lui, lo lắng va chạm. Hôm qua tiết đại phu bị vội vã đưa tới lúc, tam thiếu gia vậy sẽ sắc mặt, không ít người đều là gặp được. Bọn hắn đương nhiên không biết nguyên do trong đó, chỉ nói bọn hắn biểu tiểu thư bệnh tựa hồ lại nặng chút. Đột nhiên ngã xuống, cũng là rất thay nàng lo lắng. Diêu hòe hôm nay dường như càng bận rộn chút, cũng không rảnh dành thời gian đi theo dạng gì. Hôm qua nghe nói tiểu cô nương không có gì quan trọng, nàng tâm cũng liền để xuống. Nhưng không muốn tống sơ miểu lại vẫn sẽ tới. Nàng bận biểu thả tay xuống bên trong, lôi kéo nàng quan tâm vài câu, thuận đường của trách lão tam hai miệng. Tống sơ miểu nghe cậu nương đang nói rằng biểu ca không phải, tự liên tiếp lắc đầu. Diêu hòe gặp tiểu cô nương như thế che chở lão tam trong lòng cũng không khỏi vui sướng diêu hòe trong tay bày ra chút tờ đơn sổ tống sơ miễu mắt nhìn phát hiện không phải đang bận đại biểu ca thành thân sự tình mà là một chút năm gần đây quang lúc trong phủ cần thiết chuẩn bị nàng lúc này mới kịp phản ứng tính toán thời gian là cuối năm tới gần nha thẩm thanh tuân mặc dù tại tiểu cô nương trước mặt lời nói kiên định cam đoan nàng lạnh chứng nhất định có thể chữa khỏi nhưng trong lòng lại là gấp là lấy này lại hắn không tại phủ thượng, chính là vội vàng chuyện này đi. Ngày đó hắn cẩn thận hồi ức về sau, liền mơ hồ có mấy loại suy đoán. Sau vừa tối bên trong ẩn vào hoàng cung, tìm suy tư, từng cái điều tra. Lớn như vậy hoàng cung, với hắn mà nói lại là không thế quen thuộc hơn được. Đợi đến về sau lại hồi phủ lúc, Thẩm Thanh Tuân cũng đã lớn gây nên xác định tầng giao lúc ấy muốn đồ vật. Mặc dù không nhất định tận như hắn suy đoán như thế, nhưng trong tay cũng có có thể tìm tới tầng giao khả năng. Cho dù chỉ có 7 8 phần nắm chắc, cũng là muốn thử một lần. Có so đo, Thẩm Thanh tuân một khắc không có ý định lại kéo. Trong coi tiểu cô nương lại ngủ say về sau, hắn chỉ trở về nghỉ chân một hồi. Trước kia ra mặt, phân phó thủ hạ người, đem Định An hầu phủ có tầng giao muốn dược liệu tin tức, một chút xíu từ trong kinh bắt đầu, âm thầm hướng các nơi đều rải ra ngoài năm đó tần giao bóc hoàng bản vào cung. Lấy nàng độc môn y thuật, đem hôn mê bất tỉnh mấy ngày tống sơ miễu cứu tỉnh về sau, liền đưa ra muốn vì nàng chế dược. Thầy thuốc khai căng lấy thuốc, không thể bình thường hơn được. Nhưng nàng ngay lúc đó đơn thuốc bên trong, lại có một vị dược tài, là tuyệt thế hy hữu. Thẩm Thanh Tuân sẽ có ấn tượng, là bởi vì lúc ấy phụng mệnh đi lấy thuốc cung nhân, cuối cùng lại phát hiện độc kém cái này một vị thuốc, vội vàng chạy đến hồi bẩm, trong điện chờ lấy thái y nghe xong, đều rất là kinh ngạc. Thuốc này tài rất là hiếm có, ngay cả bọn hắn cũng đều hồi lâu không có nghe nghe, gần như chỉ ở trong sách có nhớ. Dường như từ vài thập niên trước lên, liền sớm đã tuyệt tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế gian này mặc dù có còn có người nào, nhất thời nữa khắc sợ cũng khó có thể tìm kiếm. Nói đến đây cái về sau, các thái y đều ngậm miệng, sắc mặt hoảng sợ ngược lại là về sau ngự hiệu thuốc bên trong một nhiều năm phụ trách thủ thuốc lão thái y đột nhiên nhớ tới dược liệu này cung trong là có hoàng gia một mực có mực tồn lấy một gốc mà thuốc này tài bởi vì không phải cái gì thần hiệu chi vật bình thường phương bên trong cũng không cần đến là lấy cỡ nào năm qua còn một mực tồn phóng cũng có thể nói trừ cái đó ra dược liệu này thế gian sợ không thứ hai gốc khi đó thẩm thanh tuân một lòng đều trên người miễu miễu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ may mắn cung trong còn có thuốc này tài. Liền hạ chỉ ý, để vậy quá y mau chóng đi lấy. Về sau tần giao lấy được tất cả dược liệu, lại muốn hôn từ dày vò chế dược. Thẩm thanh tuân liền cho nàng tại thái y viện bên trong trừ ra một khối thanh tịnh chi địa. Mọi việc như thế không tầm thường yếu điểm, thẩm thanh tuân ở trong lòng một suy nghĩ, đều là sinh ra nghi chỗ. Mà việc này nghi chỗ lớn nhất hắn chui vào trong cung về sau tìm được chấp quản cung trong dược liệu lão thái y sửa lại cải trang lại cầm theo cha hoàng kia có được đế lệnh giả ý tiếp cận về sau làm cho một chút lời nói cũng hiểu biết nên dược liệu lúc này xác thực mật tồn tại ngự hiệu thuốc bên trong nhưng theo thái y lời nói vị thuốc kia tài dược tính chí hàng mãnh liệt cùng tống sơ miễu thể nội lạnh chứng là hoàn toàn không tướng trị như tại tầm thường tình huống dưới Bụi dược liệu này cũng tuyệt không có khả năng dùng tại tống sơ miễu trên thân thuốc này tài lại có như thế trái ngược chỗ thẩm thanh tuân dư vị một hai lập tức liền đã hiểu cái gì nghĩ tới lúc trước tống sơ miễu tính bệnh hấp hối các thái y lại một cái cũng không được dùng dẫn tới hắn long nhan giận dữ mà ngoài cung khai ra tầng giao tại một phen cứu chữa dưới có thể để nàng hảo hảo đã tỉnh lại Tần giao lúc ấy cho dù muốn là chứa độc tính dược liệu, bị trách cứ vô năng các thái y, sợ cũng là không có mặt mũi dám lắm miệng. Liền xem như đã xảy ra chuyện gì, đó cũng là tần giao sai lầm. Huống hồ tống sơ miễu ngay lúc đó tình trạng, vốn là chỉ là treo lấy một hơi thôi. Nếu nói sẽ tùy thời đi, kia đều không đủ. Thẩm thanh tuân nghĩ, như cây thuốc kia tài, không phải lấy dược tính có đặc biệt tác dụng, vậy cũng chỉ có một cái khác khả năng thuốc này tài tần giao lấy đi về sau, cũng không dùng tại miễu miễu trong dược, mà là tự mình giấu đi. Có lẽ ngay từ đầu, tần giao chính là chưa từng biết nơi nào, biết được cung trong có dấu này gốc dược liệu tin tức. Về sau mới thừa cơ hội này tiến vào cung. Nàng vốn là cái người tâm tư kín đáo, lại là tại cùng hoàng gia liên hệ, cẩn thận chặt chẽ cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ là sợ hắn biết được, nàng là vì thế thuốc mà đến, ngược lại sẽ bởi vậy bị chụp xuống dược liệu. Dùng cái này tới yêu cầu nàng đem tống sơ miễu chứng bệnh chữa khỏi. Nhưng nàng thay tống sơ miễu xem bệnh về sau, lên đường nàng ngày giờ không nhiều, cũng không phải là thuận miệng nói. Vì cầu ổn thỏa, cho nên tần giao mới giả ý dùng cái này dùng tại tống sơ miễu trong dược. Bằng nhanh nhất phương thức, đạt được nàng muốn đồ vật. Như đúng như đây, tần giao cứu tỉnh miễu miễu về sau, hắn hứa nàng danh lợi đều không động dung, một lòng chỉ muốn rời khỏi. Cũng liền có dựa vào. Vậy cái này một lần, Thẩm Thanh Tuân liền dẫn chính nàng tới. Hắn cho phụ hoàng đi phong mật tính, giao cho dần tinh đưa đi hành cung. Về sau lấy phụ hoàng cần dùng thuốc danh nghĩa, để bên cạnh hắn chuyên môn thay hắn điều lý tâm phúc thái y mô phỏng phương, đem dược liệu xen lẫn trong trong đó, từ cung nội lấy ra. Hắn có thể ẩn vào cung nội, nhưng động thủ lấy thuốc cũng không phải là chuyện dễ như dẫn tới không cần thiết kinh động cùng phiền phức, bằng thêm ngờ vực vô căn cứ. Chờ dược liệu chủ động đưa ra cung, lại tìm cơ hội đưa vào định an hầu phủ, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm thanh tuân tính toán, là tần giao xác thực không phải thuốc này tài không thể. Cùng coi như so kiếp trước buổi sáng mấy năm, nàng cũng đã ở tìm chung quanh thuốc này. Đem đây hết thảy đều an bài tốt, xác định không để lại để lọc về sau, chân trời đã vẫy xuống dư huy thẩm thanh tuân hồi phủ lúc biết được tống sơ miễu sau khi tỉnh lại không lâu liền đi nương bên kia vốn là muốn về phòng trước cuối cùng vẫn là không tự giác chuyển bước chân nghĩ đến trong lòng người dự định hướng nương nơi đó đi nhìn xem không muốn làm đến nửa đường lại là trước nhìn thấy tiểu cô nương tống sơ miễu không phải từ cậu nương trong viện ra nửa canh giờ trước có hạ nhân đến bẩm nói là phủ thượng mới đến chút bố trí vui phòng đồ vật lúc trước đến một nhóm kia, Diêu Hòe có chút không lớn hài lòng địa phương, này lại mới đưa tới chính là muốn làm thay thế. Nàng gặp cậu nương nhất thời bán hội đi không được, liền thay cậu nương quá khứ trước nhìn một chút. Quản sự thấy là biểu tiểu thư tới, cũng không chút nào lãnh đạm. Đều biết nàng không nói nên lời, thế là hồi bẩm giải thích được cũng càng vì tường tận. Tống sơ miễu cầm tờ đơn đang nhìn, nhìn lại kia toàn cảnh là đỏ lúc không khỏi liền nghĩ đến biểu ca nói muốn cưới nàng tới. Còn tốt có cả phòng đỏ tươi chiếu đến, nàng cho dù khuôn mặt có chút nổi lên một tia nhuận đỏ, cũng sẽ không bị người phát giác. Nhìn thấy cuối cùng, cũng chỉ có hai thớt vải dạng không có định ra tới. Quản sự mà nói, phu nhân ở cái này cấp trên chọn lấy mấy lần, nhưng một mực chưa định xuống tới. Dù sao cũng là lần đầu có nhi tử muốn kết hôn, nàng tại nhỏ bé chỗ chọn một chút cũng đúng là bình thường. Tống sơ miễu nghĩ đến cái này nên do cậu nương tới làm chủ, liền lấy hai khối màu đỏ vải dạng về tới trước một chuyến. Thẩm thanh tuân nhìn thấy tiểu cô nương lúc, chỉ thấy nàng cúi đầu nhìn thấy trong tay vải dạng, cũng không biết nhìn đường. Một bộ mơ hồ bộ dáng, gọi hắn sắc mặt mềm nhũng. Tống sơ miễu đi tới đi tới, liền bị người cho chặn lại, dương mắt thấy một lần đúng là thanh tuân biểu ca. Thẩm thanh tuân ngẩng đầu lạnh lùng đảo qua một chút, phía sau cách đó không xa hai cái tiểu nha đầu liền vội vàng lui ra. Thẩm Thanh Tuân cũng không đợi tiểu cô nương kịp phản ứng, đã đưa nàng kéo lại mấy bước bên ngoài dưới hiên chỗ bí mật. Lãnh sắc một hóa, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười, cúi đầu hỏi nàng. Miễu miễu đang làm cái gì? Tiểu cô nương đôi mắt nước nước, dìu lấy điểm vải dạng phản chiếu ra đỏ nhạt, còn có dư huy lọc vào tới vần sáng. Nhìn tiếng đến, đẹp đến mức để cho người say mê nàng hơi chớp con ngươi, mới phát hiện phụ cận đã không có người bên ngoài, nàng còn cùng biểu ca cách gần như vậy. Biểu ca thân thể cao, cái bóng bị mặt trời lặn kéo một phát, chụp xuống đến, vừa vặn giống như là đưa nàng cả người đều ủng đi vào. Tống sơ miễu một tay cầm một tiết vải dạng, nàng cầm trong tay vải dạng chậm rãi thượng dời, ngăn trở mình hé mở dung nhan. Chỉ còn lại con mắt lộ tại bên ngoài, ngước mắt nhìn biểu ca lúc, đáy mắt liễm diễm thủy quan lắc nha lắc. Thẩm Thanh Tuân chỉ là nhìn thấy tiểu cô nương bộ dáng này, quá làm người khác ưa thích, không nhịn được nghĩ đùa nàng một chút. Nhưng lần này, lại cảm thấy mình muốn chết chìm ở bên trong. Tiểu cô nương nhất quán ăn mặc lịch sự tao nhã một mạc, váy lại chú trọng hộ ấm, thiên về dày đặc. Tại sắc mặt không tốt thời điểm, liền lộ ra mênh mang bạch bạch suy yếu. Nhưng bây giờ bị trong tay cái này hai đoạn rõ ràng sáng sáng đỏ chót lộ ra, tươi đẹp lại sáng rõ chỉ cảm thấy thiên địa cùng nàng so sánh đều mất nhan sắc. Nếu nàng một ngày, lấy cái này một thân đỏ tươi, nên không biết sẽ có rất dễ nhìn. Thẩm thanh tuân thầm nghĩ, còn tốt nàng ngày bình thường ăn mặc đều không minh yên. Hắn tiểu cô nương, tốt như vậy nhan sắc, thật sự là tuyệt không muốn được người khác nhìn lại. Người hôm nay thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Tống sơ miễu nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Khi tỉnh lại còn có chút chút đau đầu, uống rồi thuốc, cũng liền tốt hơn nhiều. Biểu ca khí tức đưa nàng lồng đến nghiêm nghiêm thật thật, tiểu cô nương lại cầm miếng vải liệu ngăn cản mặt. Tim nhảy một nhanh, thuận tiện hình như có chút không thở được. Nàng vụn trộn hướng bên cạnh dời một bước nhỏ. Nhưng là khẽ động, liền bị thẩm thanh tuân phát hiện. Hắn lại phụ cận một bước, lại tới gần chút, tiểu cô nương liền không có chỗ ngồi nhưng dời. Miễu miễu muốn đi đâu, sao không muốn để ý đến ta? nàng nào có không để ý tới tống sơ miễu ngừng đưa ra một cái tay chỉ chỉ cậu nương viện tử vị trí vừa chỉ chỉ đồ vật trong tay của nàng nàng có chính sự đâu làm gì ngăn đón nàng không cho nàng đi nha thẩm thanh tuân con ngươi đều sâu hắn cảm thấy tiểu cô nương thực sự quá mức mệt nhọc từ biểu lộ cõi lòng về sau cho dù nàng không phải cố ý nhưng nhất cử nhất động một hít một thở lại toàn năng vẫy tại hắn tâm trên ngọn. Mà hắn cầm hai đời định lực, liền có thể dạng này bị nàng dễ như trở bàn tay đánh tan. Mặc cho mình rơi vào đi, quả nhiên là muốn vạn kiếp bất phục. Hắn hướng tiểu cô nương mở ra tay, không hề chớp mắt nhìn xem nàng, nói khẽ. Cho ta. Tống sơ miễu muốn đi tâm tư nhẹ nhàng linh hoạt liền bị hắn mang theo nhất chuyển. Nàng không hiểu nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Không rõ biểu ca đột nhiên, là muốn hướng nàng muốn cái gì tiểu cô nương cúi đầu mắt nhìn mình chỉ có cầm trong tay hai đoạn vải dạng nàng suy tư thử thăm dò bỏ vào biểu ca trong tay sau đó liền gặp biểu ca biểu một cái môi rõ ràng cũng không hài lòng dáng vẻ tiểu cô nương sửng sốt một chút thầm nghĩ không phải muốn cái này sao khi là muốn cái gì đường a nhưng trên người nàng lúc này lại không có mang theo thế là trong tay bị lấp hai đoạn vải đỏ bởi vì bất mãn mà miếm chặt môi thẩm thanh tuân, tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp tiểu cô nương hơi có vẻ bất đắc dĩ hướng hắn mở ra hai tay. Lại ngoan vừa mềm lại vô tội nhỏ bộ dáng. Hắn toàn thân cứng đờ, trong cổ trì trệ, hàm răng chặt đến mức đều nhanh có thế phát ra mùi tanh tới. Hắn kéo qua tiểu cô nương hai tay, đem hai đoạn vải dạng đều nhét trở về trong tay nàng. Ai hướng nàng đến đòi những thứ này? Ngươi theo cho ta hầu bao đâu? Thẩm Thanh Tuân hôm nay trước khi ra cửa còn gặp qua nương, không biết vô tình hay cố ý, Diêu Hòe đề đầy miệng. Hắn cũng không liền cho ghi nhớ. Tống sơ miễu khẽ giật mình, tiếp theo bên tai cũng biến thành đỏ đỏ mềm mềm. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới bờ, ánh mắt cũng trốn tránh. Nào có cái gì hầu bao nha? Ai còn nói kia hầu bao là theo cho hắn rồi. Mà lại nàng theo thành dáng vẻ đó, tuyệt không đẹp mắt, đeo ở trên người há không muốn làm cho người ta trò cười. Nàng thoáng nhìn chân trời muốn tan hết dư huy, thật muốn đi. Đợi thêm một hồi, trời đều muốn tối. Đúng lúc này, cách đó không xa không biết truyền đến ai tiếng bước chân. Tống sơ miễu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hiển nhiên là hướng bọn hắn bên này. Biểu ca chẳng lấy nàng, cách lại gần như vậy, bị nhìn thấy tựa hồ không được tốt. Kỳ thật nàng cùng Thẩm Thanh Tuân từ trước đến nay đều là thân cận nhất. Thẩm Tam Thiếu Gia tự mình tìm đến nàng, lại đưa nàng mang về định An Hầu Phủ. Hắn đợi cái này biểu muội có thế tốt bao nhiêu, định An Hầu Phủ Thượng cũng là sớm kiến thức qua. Mới đầu còn có kinh ngạc, lâu cũng đều nhìn quen không trách. Hai người tại một chỗ, rõ ràng cũng không có gì. Nhưng tiếng bước chân kia hơi nặng, một chút một chút truyền đến lúc, lại không lý do có thể sinh ra một loại cấp bách khí tức tới. Tiểu cô nương trong lòng cũng có chút gấp. Nàng đều nghe thấy được, biểu ca hẳn là cũng nghe thấy được. Nhưng hắn lại ngăn tại trước mặt, một bộ lấy không được nàng hầu bao liền không cho nàng đi bộ dáng. Tống sơ miễu đi không được, liền gấp đưa tay đẩy hắn một chút. Nàng cảm thấy mình sử đại lực khí, nhưng theo thẩm thanh tuân, bất quá chỉ là nhẹ nhàng mềm mềm một chút. Đẩy tại lồng ngực của hắn, giống như là bị cào một móng vuốt tống sơ miễu cảm thấy biểu ca trên thân kiên cố vừa cứng giống như là lớp kính tường đồng dạng nàng đẩy cũng không nhúc nhích tí nào kỳ thật kia hầu bao trên người nàng vừa lúc là mang theo làm được đơn giản lại không tốt nhìn nguyên bản lúc trước đi tìm cậu nương lúc cũng là nghĩ lấy dành thời gian lại như thế nào đổi một chút khi chậm rãi đi tới không biết người nào đã có thế ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh tiểu cô nương khẽ trắng môi từ trong ngực lấy ra thứ gì liền hướng thẩm thanh tuân trong ngực bịt lại thẩm vệ thông vừa vặn trải qua phát hiện chỗ này giống như có người bóng người nửa ngày không động có chút kỳ quái liền đi tới nhìn một chút phát hiện nguyên lai là tam đệ hắn hô tam đệ ngươi tại cái này làm cái gì thẩm thanh tuân xoay người thần sắc là đã khôi phục lãnh đạm sau lưng hắn cách đó không xa tiểu cô nương thân ảnh nhoáng một cái vội vội vàng vàng quẹo qua một cái cua quẹo liền không thấy không có gì hắn hướng thẩm vệ thông đi tới vừa lúc ngăn trở hắn ánh mắt từng liền ngươi một người thẩm vệ thông dường như có cảm giác biết hướng phía sau hắn mắt nhìn bất quá cái gì cũng không có thẩm thanh tuân tay vắt chéo sau lưng đầu ngón tay ma toa lấy hầu bao thượng sợi tơ trong lòng đã là không ức chế được vui vẻ hắn đem đổ thừa mặt mũi, từ nhỏ cô nương kia lấy được hầu bao hảo hảo thu vào, sau đó nói với Thẩm vệ thông: "Đi." Thẩm vệ thông buồn bực nói: "Đi đâu?" Thẩm Thanh Tuân xoa nhẹ ra tay cổ tay, mặt không biểu tình: "Tập võ trận, chúng ta luyện một chút." Tác giả có lời muốn nói: Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 chương 49 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tống sơ miễu tại định An Hầu Phủ ở một trận Mới đầu Tống An Dục cảm thấy cái này không có gì Nhưng qua chút thời gian về sau Tất nhiên là 10 phần tưởng niệm nữ nhi Trong lúc đó hắn cũng tới định An Hầu Phủ nhìn qua miễu miễu Gặp nữ nhi tại định An Hầu Phủ ở là Thư Thái Thần sắc cũng so ở nhà lúc linh động không ít. Mặc dù có nghĩ tiếp nàng trở về tâm, cũng âm thầm thả trở về Tống sơ miễu bây giờ cùng Diêu Hòe có chút thân cận Tống An dục nghĩ đến đứa nhỏ này đã không có nương Hầu phu nhân có thế giống mẫu thân như vậy chiếu cố nàng Trong lòng cũng rất là trấn an Tại Tống Gia, tuy có mẫu thân cùng Diệp Thị Tại Nhưng đối miễu miễu tới nói chung Quy đều không phải là có thể đặc biệt thân cận Nhưng ngày hôm đó hắn lúc đến Lại là nữ nhi nhất lên muốn theo hắn về Tống Phủ đi Cuối năm đã gần đến Tống sơ miễu nhìn xem định an hầu phủ đang bận tuổi tác lúc, tự nhiên là nghĩ đến trong nhà. Nàng vẫn là phải đi về nhà, tổng không dễ chịu năm cũng lưu tại định an hầu phủ. Lại bây giờ xem như nàng tại tay nắm nhà, cửa ải cuối năm muốn mua thêm cùng trù bị công việc cũng rất nhiều. Tuy nói còn có dịp thị tại, nhưng nàng cũng nên trở về. Tống an dục tất nhiên là đều nghe nàng. Tống sơ miễu cùng cậu nương chào hỏi qua đi, một phen đơn giản thu thập, liền muốn theo cha trở về. Ngày hôm đó trước kia thời điểm, nàng là nhìn thấy qua thanh tuân biểu ca. Về sau cha đến đây, nàng dự định muốn về nhà lúc, nhưng lại không biết hắn đi đâu. Thẳng đến xe ngựa đã đợi tại ngoài cửa phủ, tống sơ miễu sắp lúc rời đi, mới rốt cục lại nhìn thấy hắn. Thẩm thanh tuân ra mặt tặng người, cử chỉ thỏa đáng, cũng không gặp trên mặt có cái gì khác thần sắc, nhưng tống sơ miễu có thể cảm giác được, biểu ca tựa hồ có một ít không cao hứng. Thẩm thanh tuân trong lòng là hơi có một tia không thoải mái. Tiểu cô nương nói về liền phải trở về, cũng không nói trước cùng hắn nói một tiếng. Nhưng hắn nhìn thấy miễu miễu ánh mắt đang tìm hắn, nhìn thấy hắn về sau, con ngươi một chút liền bày ra. Trong lòng điểm này không đáng giá nhắc tới nhỏ buồn bực cũng trong nháy mắt liền tản ra. Tiểu cô nương trở về, hắn cũng không phải không thể đi gặp nàng. Tống sơ miễu tăng nhanh mấy bước, đi đến biểu ca trước mặt, đưa tay muốn cho hắn đưa thứ gì. Thẩm Thanh Tuân một chút liền nhớ lại một hồi trước, tiểu cô nương trước khi đi còn kính đáo đưa cho hắn đường cử động. Hắn liền cho rằng lại là cái gì đường. Miểu Miểu tại lúc nhỏ liền thích cho nàng đưa bánh chân đường. Nàng tựa như cảm thấy nàng thích, hắn cũng sẽ thích, cũng không biết là cái gì đạo lý. Hoặc là cảm thấy chỉ cần làm bộ, hắn chính là dễ dụ thật tình không biết cái này cùng cho hắn cái gì cũng vô can hệ. Nhưng lần trở lại này hắn nhận lấy, lại chỉ là một trương cuốn lên tờ giấy, không phải đường. Thẩm thanh tuân hơi nhướng mày, hơi có chút kinh ngạc. Tự hồ là sợ biểu ca sẽ không cao hứng, tống sơ miễu đem tờ giấy kính đáo đưa cho hắn lúc, ma xui quỷ khiến lớn gan, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của hắn, hơi lung lay một chút. Trong mắt phản phất tại nói, ta muốn về tống phủ đi, biểu ca đừng không vui tay của nàng ấm mặc dù so với hắn muốn thấp, nhưng lại có lửa một đường bỗng tiến vào thẩm thanh tuân trong đầu đi. Hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, thấp giọng căng dặn. Trở về cẩn thận chút, chú ý thân thể. Tống sơ miễu gật đầu, cúi đầu lúc, vừa vặn nhìn thấy biểu ca bên hông treo hầu bao. Chính là nàng theo một cái kia. Theo công có chút thô lậu hầu bao, cùng hắn cái này một thân quý giá phối sức tuyệt không tương xứng. Tiểu cô nương nhìn thấy, liền ngay cả đầu cũng không có lại nhất, quay người bước nhỏ trở về cha bên người. Chờ xe ngựa đi xa, thẩm thanh tuân mới mở ra nàng lưu cho hắn tờ giấy. Chữ viết xinh đẹp hợp quy tắc, thật đơn giản, chỉ là một câu bình thường muốn về phủ nói từ biệt nói xong. Thẩm thanh tuân trong mắt lại bị ý cười lấp đầy. Tiểu cô nương không thể nói chuyện, nàng muốn trở về lúc, cũng liền không cách nào giống thường nhân như thế, cùng hắn nói tiếng đừng, thế là nàng liền nghĩ đem lời nên nói cho viết xuống đến, kính đáo đưa cho hắn. Vẹn vẹn cho hắn một người. Tiểu Sơn nghe thấy bên ngoài có người tại gõ cửa, liền để quyển sách trên tay xuống, đi trong viện mở cửa. Ngoài cửa là Trung Toàn. Trung Ca. Tiểu Sơn cười hô người, hướng bên cạnh nghi người sang để hắn tiến đến. Trung Toàn trong tay dẫn theo đồ vật tới, xem như chút đồ Tết. Đề oanh làm việc không ở Kinh Thành, cũng đề cập qua nắm hắn chiếu cố hạ tiểu sơn. Trung toàn nghĩ đến năm gần đây cuối cùng, đề oanh cái này đệ đệ, cũng không biết biết hay không đến chiếu cố mình, liền dẫn vài thứ đến một chuyến nhìn xem. Tiểu sơn tiếp đến cảm ơn, lại vội vàng đem trong viện thu thập một chút, đi rót trà đến mời chung ca ngồi xuống. Tính tình nhìn ngược lại là sau so lúc mới tới, khi tiếng trầm không nói thời điểm muốn hoạt bát một chút. Trung toàn nghĩ đến đệ oanh nhất nhớ thương nàng cái này đệ đệ, liền thuận miệng hỏi hắn gần đây đều đang làm cái gì. Đang cùng tiên sinh học sách, dành thời gian cũng sẽ ra ngoài làm điểm công việc. Tiểu Sơn nói. Trung Toàn nghĩ, ngược lại là rất ngoan cũng rất nghe hắn tỉ. Đọc sách rất tốt, đây cũng là tỉ ngươi hy vọng. Tiểu Sơn gật gật đầu, chần chờ sẽ, ngược lại hỏi. Trung ca, tỉ ta này trở về cái nào, nàng lúc nào trở về? Trung Toàn liếc hắn một cái, chỉ nói ra ngươi đừng lo lắng. Còn lại không đề cập tới, cũng là không cho hắn hỏi nhiều thần sắc. Tiểu Sơn liền cười lên. Tỷ tỷ bây giờ đi theo Chung ca các ngươi, trở nên rất lợi hại, ta không lo lắng. Lại làm bộ không hiểu chung toàn sắc mặt, hỏi: Thế nhưng là cùng kia Tống gia tiểu thư có liên quan sự tình. Nghe nói nàng bệnh rất lợi hại a. À. Hắn hôm nay thắc phát, mặt cũng rất có học sinh dáng vẻ, cười lên sạch sẽ tuấn tú chung toàn lại nhìn về phía hắn sắc mặt không thay đổi chỉ trong giọng nói nhiều một điểm lăng lệ ngươi biết tiểu sơn thu cười có chút bất an nói a à ta là đoán không phải sao hắn cũng chỉ là từ tỉ tỉ chỗ ấy đoán được một chút công tử đối tống gia tiểu thư rất tốn tâm tư phái tỉ tỉ làm một số việc cũng đều nơi này tương quan gặp chung toàn không nói lời nào tiểu sơn thả xuống đầu nói chung ca ta không phải cố ý đi đoán. Chỉ là nghĩ, ta có thể hay không cũng vì công tử làm chút chuyện. Hắn tự ti từ ghét tâm vốn là nặng, lại thường xuyên cảm thấy mình vô dụng. Trước kia hắn cái gì cũng làm không được, hiện tại nếu như có thể, hắn cũng nghĩ thử giúp tỷ tỷ. Trung toàn. Ngươi đây nên hỏi tỷ ngươi ý nguyện. Ngươi biết tỷ ngươi sẽ không đồng ý. Mà lại thiếu gia coi trọng trọng dụng là đề anh cũng không phải là nàng cái này đệ đệ, đệ oanh nàng như thế bảo hộ Tiểu Sơn, cũng tất nhiên sẽ không chịu. Tiểu Sơn người này tâm trí không chừng, cảm xúc cũng vô pháp trưởng khống, tính tình yếu đuối, cũng không thích hợp thay thiếu gia làm việc. Nhưng Trung Toàn nghĩ nghĩ, vẫn là thay đệ oanh khuyên hắn một câu. Tỷ ngươi thực vì ngươi quan tâm, ngươi nghe nàng hảo hảo đọc sách, còn lại không phải ngươi cần quan tâm sự tình. Tiểu Sơn âm thầm nhíu mày mặc dù hắn cũng thường xuyên xem thường mình, nhưng nói từ người khác nói đến, lại là một phen khác chói tai tư vị. Tỷ tỷ nghĩ như vậy, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, tuy nói là vì cái gì hắn tốt, nhưng kỳ thực trong lòng cũng là cảm thấy hắn vô năng thôi. Trong tiêu hương lâu lúc, hắn rất nhu nhược, sẽ chỉ vụng trộn trốn đi cái gì cũng không dám làm. Nhưng bây giờ bọn hắn không tại thanh lâu, đây hết thảy, có lẽ là không giống. Hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể có một lần, có thể đứng ở tỷ tỷ trước mặt đi đâu." Tiểu Sơn Phúc chốc hỏi, "Trung ca, nếu như chúng ta có thể đến giúp công tử rất nhiều, hoặc là dựng lên kiện đại công, công tử hắn sẽ thả chúng ta đi sao?" Trung Toàn nhìn xem hắn nói, "Đây mới là ngươi muốn hỏi." Không được Tiểu Sơn trả lời, Trung Toàn liền đứng dậy nói, "Ngươi cũng nên hỏi ngươi tỷ ý nguyện, mà không phải đến hỏi ta." Trung toàn vốn là đến thay đều anh nhìn xem Tiểu Sơn đồ tết đưa đến, trên người hắn lại còn có việc muốn làm, cũng liền không nói thêm lời lưu thêm rời đi. Trung toàn sau khi đi, Tiểu Sơn cầm sách lên, đã là một chữ cũng nhìn không đi vào, hỏi tỷ tỷ ý nguyện, hắn cũng không phải không biết, nhưng hắn nghĩ là người như bọn họ, tại quyền quý công tử trong mắt tất nhiên là cái gì cũng không thể coi là. Nếu thật có thể để công tử mở miệng thả bọn họ đi, tỷ tỷ há lại sẽ không theo. Nhìn không tiến sách, Tiểu Sơn liền đi đem chúng ta đưa tới đồ vật thu thập một chút. Có những này, ngược lại có thể tiết kiệm ra chút tiền tới. Chậm chút thời điểm ra cửa, đi hẹn xong địa phương làm công việc mà tính toán. Chờ hắn tích lũy tốt bạc, rời đi sau cũng tốt cùng tỷ tỷ sinh hoạt. Tiểu viện mặc dù lệch, ra bên ngoài đi một chút cũng có dấu vết người phụ cận người thấy qua, cũng đều chỉ coi bọn hắn là một hộ tầm thường nhân gia. Gặp Tiểu Sơn trải qua, tọa môn đôn thượng nhặt trao lão bà tử còn cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đứa nhỏ này ngày thường thật tốt, giống giống như cô nương. Tống sơ miễu về tống gia về sau, liền bận biểu lên phủ thượng ăn tết sự tình. Huynh trưởng cùng Diệp Thị cũng đang giúp lấy nàng, cho nên cũng vẹn vẹn thoáng bận rộn mấy ngày, liền đem hết thảy đều an bài thỏa đào nương tử lại tới đưa về sổ sách tú đỉnh các thanh danh càng làm càng lớn trương một số lượng lại lật cái phiên có thể đem những này khoản đưa đến phu nhân tay của nữ nhi bên trên đào nương tử so với ai khác đều vui vẻ nàng thuận miệng còn nhấc lên có nghĩ tại nơi khác mở chi nhánh suy nghĩ nhưng cũng chỉ là tạm thời trước hết nghĩ muốn những năm qua lúc này dịp thị liền rất sầu phủ thượng khoảng mỗi năm giảm bớt nhưng trong nhà đã dạng này nếu là đến cuối năm đều như vậy khó coi không có vui mừng, thời gian này trải qua liền thật không có ý tứ. Móc mà tính đi bạc như thế nào đều không đủ dùng, sầu đến đau đầu. Năm nay dịp thị đầu tuyệt không đau. Sổ sách đến tống sơ miễu trong tay, nàng mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng biết còn nhiều tiền thu. Nên đặt mua đồ vật nước chảy giống như hướng trong phủ đưa. Người cũng đều trở về, trong phủ khắp nơi là vui hỉ nhạc vui bầu không khí trong nhà đã nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Lão phu nhân những ngày này, trên mặt cũng đều là mang theo cười. Cười đến nhiều nhớ tới những năm qua, sẽ còn nhịn không được xóa lên nước mắt. Cháu gái của nàng mà thật lợi hại, sẽ là cái có phúc khí. Từ phủ thượng bọn hạ nhân đều đổi qua đi, hôm nay đã sớm không còn ra lấy trước kia loại chuyện. Lão thái thái bên người phục vụ lão nhân, cho dù ngay từ đầu còn không lọc nổi mắt xanh, bây giờ cũng đều không dám lỗ mãn dựa vào nhiều năm phục thị tình cảm mới lưu tại lão thái thái bên người không có bị đuổi đi ra từng cái đều cúi đầu làm việc lắm mồm ít lại thêm tống sơ miễu ngày bình thường nhớ tổ mẫu thường để cho người đưa chút dùng được đồ tốt tới hợp thời lại hướng định an hầu phủ kia nâng lên một hai một tới hai đi lão thái thái thư thái trước kia bởi vì hai nhà người tính tình không hợp sinh điểm này nhỏ ngăn cách cũng giảm đi không ít lại nói đến định an hầu phủ lúc cũng không còn là trước kia loại kia sắc mặt. Cảm thụ rõ ràng nhất, thuộc về từ định an hầu phủ theo tới tố hạ cùng xảo nhi. Trước kia tống lão phu nhân tới, các nàng cũng nên bị bạch thượng một chút, khiển trách tổn hại thượng đôi câu, bây giờ lại cũng vẻ mặt ôn hòa. Tố hạ cũng còn nhớ kỹ lúc mới tới tống phủ là cái gì tình trạng đâu. Nàng biết đây cũng là bởi vì cô nương nguyên nhân. Các nàng cô nương thật lợi hại. Từ miễu miễu sau khi trở về, hiển nhiên hết thảy đều tại tốt. Muốn nói bây giờ có thể để Tống An dục bọn hắn buồn, cũng liền nàng kia khó mà trừ bỏ bệnh căng. Cái này đêm rơi xuống mưa, miên miên tinh tế loại kia, ước lạnh khí tức có thế kề cận người xương cốt chui vào trong. Tống sơ miễu vết thương cũ chỗ lại bắt đầu phát tác, lại đau lại trướng, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ đưa nàng khó chịu tỉnh. Tố hạ bên ngoài ở giữa, nghe thấy cô nương bên giường rủ xuống linh âm thanh tỉnh lại, bận biểu đi vào đốt đèn lên. Gặp cô nương như vậy khó chịu, trong lòng cũng gấp, giúp đỡ nàng, đi lấy bình thuốc đến thay nàng trường nóng bôi thuốc. Đến bây giờ, cô nương trên người một chút vết thương cũ, vẫn là thỉnh thoảng sẽ phát tác. Chỉ là một điểm khó chịu lời nói, cứ việc nàng đề cập qua nhiều lần, cô nương vẫn là quan tâm người, phần lớn thời gian cũng không tới gọi nàng. Này lại chắc là vô cùng đau đớn. Gặp cô nương không thoải mái, Tố Hạ trong lòng cũng khó chịu. Tố Hạ thay nàng một lần nữa tốt nhất thuốc về sau, lại nhẹ nhàng giúp nàng xoa nắng lấy. Đều không có việc gì, còn lại cũng có dịp di nương nhìn chằm chằm. Cô nương ngươi liền nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Tống sơ miễu gật gật đầu. Kỳ thật cùng vừa trở về lúc so sánh, nàng cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ 10 phần sợ lạnh bên ngoài, một số thời khắc làm việc nhập thần, nàng đều sẽ quên mình còn bệnh. Cái này lạnh chứng dường như nhắc nhở lấy nàng, tại nàng thư giãn lúc, lại sẽ đến vụn trộn tra tấn nàng. Cái này mưa rơi không ngừng, dụng cũng thư giãn không có bao nhiêu. Tống sơ miễu về sau ngủ tiếp lấy cũng ngủ không an ổn. Cũng may sau nửa đêm sai gơ ngừng. Tống sơ miễu hô hấp dần dần bình ổn, không bao lâu liền làm lên mộng. Trong mộng nàng vẫn là cái nhỏ tống sơ miễu, theo mẫu thân đi định an hầu phủ chơi. Về sau có mưa, cũng là dạng này miên miên tinh tế nàng lại mang theo mẫu thân làm mật đường tiễn đến nhưng là không có tìm gặp tam biểu ca cửu cửu cậu nương tìm hắn lúc cũng không giống bình thường như thế xuất hiện cũng bắt đầu rất lo lắng coi là người là chạy ra phủ đi tranh thủ thời gian phái người ra ngoài tìm về sau nàng thừa dịp nương không có chú ý chống đỡ đem nhỏ dù giấy đi biểu ca trước kia thường đợi những cái kia nơi hẻo lánh bên trong tìm cuối cùng tại một chỗ bỏ trống lấy tạp gốc sân thông minh tìm gặp người. Thẩm thanh tuân tự hồ là cùng người đánh nhau, trên mặt bị thương, khóe miệng còn có máu. Chính hắn trốn tránh tại thanh lý vết thương, phát hiện nàng lại đi tìm đến về sau, sửng sốt một chút, sau đó liền hung dữ trừng mắt nàng. Bất quá hắn hung dữ, đối tống sơ miễu hoàn toàn không có tác dụng. Nhỏ tống sơ miễu ngồi xuống, gặp mái hiên ngăn không được miên miên bay tới mưa, liền cho hắn bung dù, hỏi hắn làm sao rồi có phải hay không bị ai khi dễ rồi thẩm thanh tuân nguyên bản không có ý định phản ứng nàng nhưng nghe lời này liền không nhịn được hắn lạnh lùng liếc xéo nàng một chút hắn như thế nào sẽ bị người khác khi dễ đi chỉ là đụng phải trường tính bá nhi tử khi nhục hắn dễ tính cãi lại không ngăn cản đối nương bất kính hắn cùng đối phương động thủ tuy là lớn như vậy người cuối cùng bị hắn đánh quỳ xuống đất ngao ngao gọi mà hắn cũng chỉ thụ một chút tổn thương mà thôi. Cho nên rõ ràng là hắn dạy dỗ người khác, ở đâu là bị khi phụ. Tống sơ miễu gặp hắn sụ mặt giống như không cao hứng, liền không nói. Nàng để hắn mau mau cùng với nàng trở về, cửu cửu cậu nương tìm không thấy hắn vội vã đâu. Nhưng là biểu ca cũng không phản ứng nàng. Thẩm thanh tuân sớm đi theo định an hầu tập võ. Nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, lại khắc khổ có thiên phú, cũng chỉ là đứa bé. Cùng so với hắn lớn tuổi chút người đánh nhau, treo tổn thương, tổn thương còn tại trên mặt, hắn cảm thấy mất mặt. Hắn luôn luôn đối với mình yêu cầu rất nghiêm, này lại trong lòng đang thất bại. Bởi vì không muốn gọi cha mẹ phát hiện, mới trốn ở chỗ này tự mình xử lý. Mỗi lần chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể tránh đi phủ thượng tìm người hộ vệ, lại vẫn cứ kiểu gì cũng sẽ bị cái này tiểu biểu muội cho tìm gặp. Mặc kệ thật giả, nhưng hắn nếu là định an hầu con trai, lại sao có thể cho phụ thân mất mặt hắn nghĩ đến nhiều trong lòng cũng vặn lấy hắn sợ phụ thân chê hắn vô dụng cảm thấy so ra kém hắn thân sinh nho nhỏ cô nương gặp hắn không chịu đi liền hỏi nàng đi tìm cửu cửu bọn họ chạy tới có được hay không bị thẩm thanh tuân thối nghiêm mặt cho hung trở về tống sơ miễu nửa ngày không nói chuyện hắn còn tưởng rằng nàng liền bị hắn hung khóc kết quả tống sơ miễu đột nhiên hỏi một câu có muốn ăn hay không mật đường tiễn nha. Thẩm Thanh Tuân đều muốn bị khí cười. Tiểu biểu muội gặp hắn không để ý tới, còn tại trong tay áo sờ lên, lấy ra khăn đưa cho hắn lau mặt. Thẩm Thanh Tuân để nàng lăn xa chút, tống sơ miễu lại đem dù chặn lại, trốn vào dưới mái hiên ngồi bên cạnh hắn. Nhặt được bên cạnh tương đối làm cây cỏ, biên a biên, viện cái cỏ hồ điệp hống hắn. Thẩm Thanh Tuân kỳ quái không có phản ứng nàng nàng về sau trở về, nói mình trông thấy biểu ca, để cửu cửu cậu nương yên tâm. Chỉ là không có sách hắn cùng người đánh nhau, trên mặt bị thương sự tình. Tống sơ miễu khi tỉnh lại, sắc trời sáng rõ, ngày đêm đêm qua khí ẩm đều mang đi. Tiểu cô nương bởi vì lấy giấc mộng này, mới nhớ tới đoạn này bị mình đem quên đi hồi ức. Nàng có chút đóng mặt, cảm thấy mình khi còn bé cũng thật sự là rất ngu đần. Tố hạ phục thị cô nương lúc, đặc địa hỏi trên tay nàng vết thương cũ nhưng có rất nhiều. Gặp cô nương gật đầu, lại mới trải qua thuốc mới yên tâm. Chậm chút thời điểm, tống sơ miễu đi cha chỗ ấy. Trở về thời điểm, thoáng nhìn phía trước cửa sổ trang kính thượng tựa hồ treo thứ gì. Đến gần lấy xem xét, đương nhiên đó là hách liên sĩ tinh khói. Nàng nao nao, vô ý thức nghiêng nghiêng thân, nhô ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Là hách liên sĩ khi nào đã tới? nhưng chân trời chỉ có mỏng mây bên ngoài cũng không có nửa cái bóng người tống sơ miễu chớp chớp con ngươi lại cúi đầu nhìn về phía trong tay tinh khói khách liên sĩ có lẽ là đi rồi sao vậy cái này là lưu cho nàng lần trước con kia nàng dùng tống sơ miễu cũng không biết khách liên sĩ vì sao lại cho nàng một con bất quá nàng nhớ tới biểu ca lần trước nói với nàng liền chỉ đem tinh khói tiện tay thu tại gương hạ cách bên trong nàng mới cất kỹ liền nghe tố hạ nói biểu ca tới thẩm thanh tuân tiếng viện tử bước chân dừng lại lạnh nhạt hướng bốn phía quét mắt liền đã nhận ra cái gì mới vặn lên lông mày liền gặp tiểu cô nương trong ngực ôm cái lò sưởi tay đi ra thẩm thanh tuân sắc mặt trở nên ấm chậm đem còn lại trước lướt qua một bên tiểu cô nương đến hắn trước mặt ngửa đầu con ngươi nước sáng chỗ sáng nhìn xem hắn trong mắt mang theo một tia nghi hoặc giống như đang chờ hắn nói là gì đột nhiên liền đến tố hạ vừa nói ngươi vết thương cũ phạm đau như thế nào thẩm thanh tuân lo lắng hỏi tiểu cô nương lắc đầu này lại đã không đau trung hạ đầu bên tóc mai sợi tóc lại bị gió thổi liền dính mấy sợi tại bên môi ngứa một chút tống sơ miễu nghĩ đưa tay đi phật chỉ là trong tay còn bưng lấy lò sưởi tay không hào phóng liền tiểu cô nương đang muốn đằng tay ra Thẩm Thanh Tuân đã trước một bước tới gần. Hắn có chút cúi người, thon dài đầu ngón tay tại nàng bên môi hơi dừng lại, vén lên sợi tóc. Biểu ca đột nhiên xích lại gần, bên môi giống như còn giữ biểu ca đầu ngón tay ấm ý. Tiểu cô nương lập tức có chút ngốc tỉnh tỉnh. Từ một bên xem ra, hai người tướng dựa vào rất gần, cử chỉ thân mật. Thẩm Thanh Tuân một cử động kia về sau, giống như vô sự. Sợ tiểu cô nương đứng bên ngoài đầu ở lâu khó chịu, liền đưa nàng về phòng trước đi. Lưu xong tinh khói, kỳ thực còn chưa rời đi Hách Liên Sĩ, thấp đầu khóe miệng im ắng khiên động. Hắn nằm tại nơi nào đó nóc phòng nơi bí ẩn, chậm ung dung thu hồi ánh mắt, nghiêng chân nhìn lên trời sắc. Sớm đi thời điểm, kia thẩm thanh tuân bất quá chỉ là âm thầm đối tiên tử muội muội cố ý. Vậy hắn liền có thể hoàn toàn không đi để ý. Bởi vì lấy bọn hắn ở giữa là bình đẳng. Nhưng bây giờ, đã khác biệt trọng tại kiến thức người, cũng càng dễ dàng xua đuổi khỏi ý nghĩ chút. Lại thích tiên tử muội muội, hắn hách liên sĩ cũng không có chặn ngang người khác một cước đam mê. Nửa ngày về sau, hắn thở dài, khinh khinh phiêu phiêu từ tống phủ lộn ra ngoài. Chậm, trễ rồi. Đi uống rượu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Chương 50 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com năm này nhoáng một cái liền qua tống phủ tự nhiên là cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt náo nhiệt mà định an trong hầu phủ bầu không khí cũng có chỗ khác biệt trừ bỏ thẩm lịch quân muốn kết hôn đại sự bên ngoài về phần sau này hầu phủ cùng thẩm thanh tuân những cái kia dự định biết được trong lòng cũng đều là đã có tính toán hết bên ngoài thẩm chương đuổi tại cuối năm thời điểm về trước kinh Hắn cùng Diêu Hòe liên tác chiến đều cùng một chỗ, này lại có chút thời gian không thấy, tưởng niệm cực kỳ. Khi trở về, hắn thuận tay cho mọi người trong nhà đều mang về điểm nơi đó đồ chơi nhỏ. Thẩm Thanh Tuân tiếp nhận cho hắn kia phần, mở ra sau khi mắt nhìn. Hắn muốn gốc kia hiếm thấy dược liệu liền lẳng lặng nằm ở bên trong. Hắn mặt vô thần sắc khép lại, cũng đi theo đại ca nhị ca phía sau nói tiếng cảm ơn cha. Một năm này vào đông, cùng trước kia có chút khác biệt năm mới qua đi không lâu thời tiết lại rất nhanh liền có trở nên ấm áp dấu hiệu đây đối với tống sơ miễu chứng bệnh tới nói là chuyện tốt mà thân thể không tốt hoàng đế thừa dịp nhiệt độ không khí còn có thể ngự giá một nhóm cũng lên đường từ hành cung trở về kinh thành đại hoàng tử dẫn người ra khỏi thành đón lấy lưu tại trong kinh thời gian tuy nói có một số việc chưa đạt thành nhưng hắn cũng trôi qua rất là thư thái hành cung chuyện ám sát manh mối rõ ràng đều chỉ hướng lấy nhị hoàng tử. Tuy nói hoàng thượng hạ lệnh nghiêm tra, nhưng thích khách kia đã tự vận, đại hoàng tử lại ở xa kinh thành, đem liên quan vừa đức, tra cũng tra không ra nhiều ít tới. Hồi cung về sau, hoàng đế đành phải lại đem nhị hoàng tử cấm túc mấy ngày, qua hai ngày đợi điều tra chứng không quan hệ sau lại giải lệnh cấm. Đều qua nhiều như vậy thời điểm, phương vi ngay từ đầu hơi có thấp thỏm tâm cũng sớm buông xuống. Đều quản lý sạch sẽ, vô luận như thế nào cùng hắn là không quan hệ mặc dù không có thật ám sát thành nhưng cũng coi như toại nguyện dơ bẩn hai hoàng đệ một tay phương vi coi là không có khe hở còn tại trong lòng ẩn ẩn đắc ý nhưng làm hắn kinh ngạc là gia hòa sự tình gia hòa công chúa chết tin tức trước đây một mực không có truyền về thi thể một mực cất giữ trong hành cung thẳng đến hồi kinh lại lấy hoàng nữ quy chế hạ tán gia hòa tình trạng ngày đó thái y đều là nhìn qua không có cái gì chỗ kỳ hoặc. Chỉ là vận khí không tốt, chỗ ở chỗ phút cuối cùng ổ rắn thôi. Phương Vi khiếp sợ đến đâu, cũng chỉ có thể như thế tiếp nhận. Mà Tống An Dục cùng Tống Thừa Lễ, nguyên bản sớm liền đang chờ, tốt đến ngự tiền đi, thanh toán một phen gia hòa công chúa đối Tống Gia sở tác sở vi. Ai nghĩ gia hòa đúng là đột nhiên chết. Lập tức nghe nói, bọn hắn còn có một cái chớp mắt không có kịp phản ứng. Chỉ nói nàng làm việc không hợp, gieo gió gặt bão. Thánh giá hồi cung lúc hết thảy thuận lợi. Ngược lại là xài đức vũ xảy ra chuyện. Xài công công thể trạng mập chút, xe ngựa lâu đi liền dễ dàng không thoải mái. Nửa đường ngồi mệt mỏi nhiều ngừng mấy lần, hồi kinh lúc xe của hắn đỡ, cũng liền so tất cả mọi người muốn lạc hậu rất nhiều. Nhưng mà xài đức vũ mới đến ngoài cửa thành không xa, bốn phía lại đột nhiên tuôn ra một đám che mặt sát thủ tới. Sát thủ không ít người, vừa hiện thân liền thế công mãnh liệt, đem Sài Đức Vũ xe ngựa bao bọc vây quanh. Lúc đó Sài Công Công ngay tại trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh vẻn vẹn ngoài ý muốn dưới, thần sắc tuyệt không bối rối. Bọn sát thủ cầm lưỡi đao mới muốn tới gần, bốn phía lại đột nhiên toát ra một nhóm tinh nhuệ ám vệ, cùng sát thủ chém giết, đem Sài Đức Vũ an an hảo hảo bảo hộ ở ở giữa. Sài Đức Vũ như thế vài chục năm nay, trên tay dính sự tình cùng mệnh đều không phải là một chậu nước có thể rửa sạch sẽ. Muốn tính mạng hắn biển người đi. Có hơn phân nữa, hắn thậm chí căn bản đều không nhớ rõ. Xài Đức Vũ như thế tiếp mệnh người, cho tới nay, không biết bỏ ra bao nhiêu bạc tâm huyết điều giáo lấy bên người tử sĩ ám vệ. Muốn tới giết hắn người rất nhiều, nhưng chưa bao giờ một cái có thể còn sống sót. Của đại công công bên người phòng vệ, như tường đồng vách sắt, cái này thanh danh sớm đã truyền xa bên ngoài, đã có thật lâu không có nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Chưa qua bao lâu, phục sát nhóm người này liền bị Sài đức vũ ám vệ dọn dẹp sạch sẽ. Bốn phía lưu lại một chỗ huyết sắc. Hộ vệ ấn xuống mấy cái người sống trói chặt ở bên. Sài Đức Vũ vẫy màn xe, cười ha hả hỏi một người trong đó, tại sao tới giết hắn A. À? Bị áp lấy người kia một thân tổn thương, nhìn thấy Sài Đức Vũ lúc muốn trách cả mí mắt, muốn dãy dụa mở sông đi lên. Trong miệng gào thét thiến tặc hại hắn cả nhà. Sai Đức Vũ chăm chú nghĩ nghĩ, thực sự không nhớ rõ. Hắn ngồi trở lại trong xe, ném ra ngoài một câu toàn dết, đều thu thập sạch sẽ sau xe ngựa lại chậm rãi hướng thành nội chạy tới. Thẳng đến hết thảy kết thúc, một mực tìm ẩn chỗ gần đề oanh mới lặng yên đứng dậy, xúc mồ hôi lạnh cả người. Nàng làm việc trở về, cũng là đúng lúc trải qua, liền nhìn thấy sài đức vũ bị ám sát một màn này nàng vừa nghĩ tới ngày đó tiêu hương lâu bên trong sở sinh sự tình liền đối trái này của đại thái giám cực kỳ chán ghét trông thấy nhiều người như vậy vây công sài đức vũ lại dần dần rơi xuống hạ phong lúc kích động trong lòng khó nhịn suýt nữa không nhịn được muốn xuất thủ giờ phút này nàng may mắn còn tốt mình không có xúc động lấy nàng chút bản lĩnh ấy tùy tiện xen lẫn trong trong đó ám sát không chỉ có muốn tử tại cái này, còn mệt mỏi hơn hại đến công tử. Đề oanh thấy tận mắt, mới rốt cục đã hiểu Trung ca nói tới, giết xài đức vũ không phải kiện chuyện dễ dàng, đến tột cùng là ý gì. Chỉ là gặp cái này một chỗ huyết sắc, nàng khó tránh khỏi lòng có bi thương. Còn tốt ngày đó có công tử, nàng cùng tiểu sơn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá loại sự tình này tất nhiên là giao cho công tử định đoạt, nàng chỉ nghe mệnh là được. Đề oanh thu thập xong nỗi lòng, lặng yên không một tiếng động rời đi, vào trong thành. Ngoài thành trận này động tĩnh, rất nhanh liền truyền vào trong kinh các nơi. Biết được sau tự mình thở dài thất vọng may mắn người đều có, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Sài Đức Vũ mới hồi phủ không bao lâu, ngựa kế sớm biết được tin tức chạy đến. Nếp nhăn không ít mặt bị lo lắng vẻ mặt lo lắng một chen, ngấn văn sâu hơn chút. Tiếng viện tử, Mã Đại Nhân miệng bên trong liền không ngừng tại đọc lấy hắn cha nuôi như thế nào. Nếu không phải xài đức vũ ngay cả nửa sợi tóc gáy đều không có bị đụng phải, hắn này lại còn kém đấm ngực khóc thét để diễn tả đối cha nuôi treo ưu chi tình. Ngựa kế đợi một hồi, liền bị xài đức vũ hô đi vào. Một đường tùy hành mà đến ngọ tam đợi tại bên ngoài, không tiện đi theo vào, liền tiến đến một bên, cùng xài công công phủ thượng đám tiểu thái dám nói chuyện. Ngọ tam cũng là gương mặt quen, Mã Đại Nhân bên người đắc lực hầu cận. Làm người khách khí, nói chuyện cũng có ý tứ, còn đặc biệt thượng đạo, rất được xài phủ thượng đám tiểu thái giám hảo cảm. Đám tiểu thái giám cười hì hì giả bộ như từ chối một chút, lại yên lặng nhận lấy hắn hôm nay đưa tới đồ vật. Ngọ tam trong tay luôn có thể có chút không coi là đáng giá tiền, cũng rất mới lạ đồ chơi. Ngọ tam thở dài nói. Nhìn lão gia chúng ta, lo lắng đến đâu. Có tiểu thái dám nói. Mã đại nhân luôn luôn như thế. Bất quá ta nơi này hộ vệ nghiêm mật đây, có gì tốt lo lắng. Một người khác hỏi. Ngươi vừa vặn rất tốt kỳ công công bên người đến tục cùng có bao nhiêu người, đoán xem. Ngọ Tam cười một tiếng, khoát khoát tay. Ai, ta biết cái kia làm cái gì. Còn không bằng đoán lão gia hôm nay thưởng không thưởng ta uống rượu. Đám tiểu thái dám tâm phòng buông lỏng, bị chọc cười ngoài thành trận này huyết chiến, cuối cùng bị xài đức vũ sai người một thanh lý, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hoàng đế hồi cung về sau, long thể vẫn như cũ không thấy có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Triều nghị bên trong mệt mỏi buồn ngủ thời điểm tự hồ càng nhiều chút. Nguyên bản bởi vì đại hoàng tử lỗ mãn hành động, mà có chỗ lo lắng ngụy thái phó cũng tâm thần dần dần an. So với những này hung hiểm gợn sống định an trong hầu phủ là hoàn toàn khác biệt bầu không khí, bốn phía đều lộ ra hỷ khí thẩm lịch quân thành thân thời gian muốn tới gần sớm đi thời điểm hầu phủ đã đưa ra thiệp mời bữa tiệc vui muốn mời tới tự nhiên không thể thiếu tống phủ về phần cái khác đều là hướng hầu phủ giao hảo phủ thượng chuyển tới thẩm gia đại công tử thành thân phủ thượng đương nhiên cực kỳ coi trọng tuy là tại rất nhiều chi tiết đều rất là giảng cứu nhưng định an hầu phủ cũng không thèm để ý mời yến phô trương cũng sẽ không nhìn cái gì người khác sắc mặt đưa ra thiệp mời không nhìn thế gia quyền thế quan hệ chỉ đưa đến nguyện mời tới phủ thượng miễn cho mời đến nhiều người lộn xộn cho việc vui thêm không thoải mái thẩm thanh tuân còn cố kỵ tống sơ miễu tiểu cô nương tình huống như vậy nếu là không quen biết ngoại nhân nhiều có lẽ có một hai không có mắt nữ quyến không chừng sẽ bị khinh bỉ cái này muốn đưa thiếp mời lựa thì càng cẩn thận thẩm lịch quân thành thân ngày đó, cưỡi ngựa cao to đi lận nhà đón dâu trở về. Tống sơ miễu sớm liền tại định an hầu phủ, bị vui mừng không khí nhuộm dần, mặt mày cũng công thành nguyệt nhi giống như. Bất quá vị kia chị dâu che kính vui khăn, bị đại biểu ca nắm bái đường về sau, liền ôm đi vui phòng. Nàng không có nhìn thấy ra sao bộ dáng. Nhưng tư thái mời đình, eo như mảnh liễu, tất nhiên là cái dịu dàng mỹ nhân. Mở yến về sau, Tống sơ miễu bên cạnh ngồi chính là liễu gia tỷ muội. Hai người gặp nàng rất hưng phấn, ở bên từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn lẫn nhau ngại chôn hai câu, không ngừng nói chuyện đầu. Hai nàng hôm nay dùng mang, còn tất cả đều là tú đỉnh các bộ kia đâu. Bởi vì hai người này, yên lặng tống sơ miễu bên người cũng biến thành rất là náo nhiệt. Hai nàng huynh trưởng liễu tu cẩn thì tại một chỗ khác bồi tiếp thẩm như tân. Liễu gia tỷ muội trò đùa ngại qua huynh trưởng văn nhược, tống sơ miễu còn tưởng là như thế nào. Kỳ thực là cái nhìn tới nhã nhặn nho nhã người, đợi biểu tỷ quan tâm chiếu cố lại ôm nhu, cho dù ai nhìn đều cảm thấy mỹ mãn hâm mộ. Hôm nay đến định An Hầu Phủ Thượng, cũng có mấy cái đại thế gia, như là tần gia tô gia. Tống sơ miễu đang cúi đầu yên tĩnh kẹp đồ ăn ăn, chợt nghe gặp có người gọi nàng, xem xét nguyên là tô thiền. Tô thiền nhìn thấy nàng liền đến đây, cười chào hỏi một tiếng. Liễu Tiêu Linh vừa đổ một chén nhỏ ngọt rượu trái cây, đã nhìn thấy Tô Thiền. Đều xem như quen biết, Liễu Tiêu Linh gặp người, tiện tay liền đem đổ đầy cái chén đặt đi một bên, nhường một nhỏ tòa liền cùng Tô Ngũ cô nương đàm trò chuyện. Tống Sơ Miểu thì tại bên cạnh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu làm đáp lại. Tô Thiền cũng là vừa đã đính hôn, Liễu gia tỷ muội biết được sau hướng nàng chút vui. Đợi đến Tô Thiền lúc rời đi, Liễu tiêu linh cầm lấy vừa để ở một bên cái chén uống một ngụm, không khỏi nhíu mày. Trong chén là vị nhạt quả trà. Liễu tiêu linh cho là mình làm sai lệch, cũng liền không để ý. Qua một lát, tống sơ miễu muốn rửa tay, đứng dậy rời tịch. Tịch bên ngoài chờ lấy tố hạ gặp cô nương tự hồ muốn ra ngoài, bận biểu theo sau. Tống sơ miễu liếm một cái môi, răng ở giữa còn có một tia ngọt ngào tư vị. Nàng mới vừa bắt sai uống chén ngọc rượu trái cây còn không biết. Nhưng tiểu cô nương cử chỉ như bình thường, cũng không hề có sự khác biệt, chỉ trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Tại trong buổi tối nhìn tới, cũng không rõ ràng. Ngọt rượu trái cây chuyên môn là cho cô nương gia uống, tử kình cũng rất nhỏ mọn. Hương vị thanh thanh ngọt ngào, mùi rượu cũng nhạt, rất dễ cửa vào. Tống sơ miễu cũng không có cẩn thận lưu ý, đem nguyên một chén uống hết đi xuống dưới, mới hậu tri hậu giác phát hiện trà này rất ngọt nha. Nàng trường kỳ dùng đến thuốc, là không tiện uống rượu. Chưa hề uống qua, cũng không biết mình đúng là không có chút nào tử lượng có thể nói. Tiểu cô nương đi rửa tay ra lúc, cả người thần sắc như thường, bước chân cũng đi được ổn định, kỳ thực trong mắt đã hiện ra mê ly tới. Vốn nên trở về, nhưng nàng nửa đường lại không muốn trở về. Cạt một đường sau đi trong phủ vườn hoa. Tố hạ đoán hỏi, cô nương nhưng là muốn tại cái này thấu sẽ khí. Tống sơ miễu nghiêng tai nghe, còn chăm chú nhẹ gật đầu. Kỳ thực ngay cả tố hạ nói là cái gì, đều không có nghe lọt. Có lẽ là thời tiết bị định an hầu phủ vui mừng náo nhiệt lây nhiễm, này lại đợi tại bên ngoài, cũng sẽ không làm sao lạnh. Tố hạ cũng liền theo cô nương thích. Không ai phát hiện nàng có chút say, bao quát chính nàng. Tống sơ miễu tại giả sơn bên cạnh đứng vững, bên cạnh đầu có chút nheo lại mắt. Hai mắt nhiễm tầng mông lung, ánh mắt phiêu hốt xem ra ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy miệng bên trong ngọt ngào, dưới chân cũng bồng bền. Thẩm thanh tuân đợi xong khách, muốn đi xem tiểu cô nương, lại không tại trên ghế nhìn thấy người. Hắn ra tìm một vòng, cuối cùng tại trong hoa viên đem người cho tìm gặp. Tiểu cô nương lẳng lặng đứng tại trong vườn, cũng bất động, liền ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì hắn tới khoát tay chặn lại, tố hạ gặp liền lui đi. Thẩm thanh tuân thả nhẹ bước chân đi đến tống sơ miễu sau lưng. Miễu miễu tại cái này làm cái gì? Tiểu cô nương ngơ ngác, phản ứng một hồi, mới phát giác được mình nghe thấy được cái gì âm thanh. Nàng chậm rãi xoay người lại. Động tác ung dung chậm rãi, lộ ra một cổ lười biến mềm mị kinh. Trông thấy biểu ca về sau, liền chấp con ngươi, không hề chớp mắt đang nhìn hắn thẩm thanh tuân đối đầu ánh mắt của nàng sửng sốt một lát mới ý thức tới tiểu cô nương giống như cùng bình thường có chút khác biệt hắn còn không biết cho nên đến gần chút hỏi nàng miễu miễu thế nào tiểu cô nương đáp lại một cái mỉm cười ngọt ngào cười một tiếng về sau ánh mắt cũng không biết lướt tới chỗ nào còn lại liếm lấy thêm môi trên môi còn dính lấy ngọt rượu trái cây dư vị rất thơm ngọt thẩm thanh tuân hắn lúc này mới phát giác tiểu cô nương thần sắc không thích hợp ánh mắt cũng mê ly mượn ánh trăng cùng trong vườn đèn đuốc cách gần sau còn có thể trông thấy nàng khuôn mặt nhỏ có chút hiện ra đỏ tống sơ miễu xem biểu ca hướng nàng đến gần cũng học hắn hướng cái kia mà đi hai bước nhỏ hai người khoảng cách trong nháy mắt thiếp đến càng gần nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn lúc thiếp đến tới gần tự hồ nghe thấy cái gì dùng sức kiển mũi chân Tiểu cô nương mềm mềm đem toàn bộ người xông tới, tại thẩm thanh tuân bên môi ngửi một chút. Sau đó ngửi thấy một tia mùi rượu. Thẩm thanh tuân uống chính là liệt một chút rượu, cũng không thơm ngọt. Nàng ngửi thấy, cũng không làm sao thích, khuôn mặt nhỏ liền bất mãn nhăn thành một đoàn. Muốn né tránh lúc, nghiêng về phía trước lúc trọng tâm bất ổn, chân lại có chút như nhũng ra. Dưới hai tay ý thức liền hướng biểu ca trên thân khẽ chống, muốn ổn định chính mình nhưng tiểu cô nương trên tay cũng là mềm mềm không có gì khí lực thẩm thanh tuân vội vương tay chụp tới đem tiểu cô nương vững vững vàng vàng tiếp tại trong khuỷu tay hắn dò xét nàng về sau hơi kinh ngạc miễu miễu uống rượu tiểu cô nương mượn đến lực giống như là nhẹ nhàng thở ra sau đó miễn cưỡng đem trọng lượng của mình đều đặt ở biểu ca trên thân như thế cảm thấy nhẹ nhõm nhiều tiểu cô nương rất hài lòng lại xông biểu ca dương lên cười nước nước trong con ngươi tất cả đều là của hắn cái bóng. Say tiểu cô nương, không xấu hổ không tránh, cũng không tránh. Cứ như vậy thẳng vào đang nhìn hắn. Qua một lát, con ngươi liền sẽ nháy một chút. Trên mặt từ đầu đến cuối treo ngọt mềm tiếu dung. Rất ngoan, rất ngoan. Thẩm thanh tuân nắm cả nàng, quả muốn đem người vào tiếng thực chất bên trong đầu đi. Tiểu cô nương trên thân cũng không có mấy phân mùi rượu, xác nhận không uống mấy ngụm. Đó chính là nàng tửu lượng quá yếu." Hắn bất đắc dĩ nói, "Liền chút rượu này lượng, sau này không cho phép uống nữa." Tiểu cô nương cũng không biết nghe vào không có. Nàng đặt tại trước người hắn tay đột nhiên nặng một chút, sử chút khí lực. Sau đó yên lặng, luôn luôn miếng chặt môi không há miệng tiểu cô nương, đột nhiên chậm rãi mấp máy đôi môi. Làm một cái rất rõ ràng khẩu hình. Im lặng tại gọi hắn. Biểu ca thẩm thanh tuân chăm chú nhìn nàng hồng nhuận môi toàn thân đều cứng đờ hắn trong cổ giống như là bị tức hơi thở ngạnh ở một hồi lâu mới khó khăn lắm có thế lên tiếng Viện tiểu cô nương cánh tay chậm rãi nắm chặt hắn thử thăm dò lên tiếng hỏi miễu miễu nói cái gì tống sơ miễu liền lại không hề có một tiếng động hoáng hắn một lần sau đó miếng môi ngọt ngào cười cười thẩm thanh tuân tâm lập tức nhảy nhanh chóng tiếp có khẩn trương tràn ngập ngoại trừ phát nhiệt đến ý thức không rõ đêm đó, tiểu cô nương có trong giấc mộng im ắng hô qua về cha bên ngoài. Nàng chưa từng lại mở miệng, nói chuyện qua. Thẩm thanh tuân chậm lại ngữ khí, chậm chậm dụ lấy nàng. Miễu miễu lớn tiếng một chút, ta nghe không được. Tiểu cô nương sai lệch hạ đầu, chỉ yên tĩnh nhìn chầm chầm hắn đang nhìn. Một hồi lâu, tự hồ mới nghe hiểu biểu ca ý tứ. Nàng nhíu mày, lại lại mở miệng, đôi môi trùng điệp đụng một cái, ngay cả trong mắt đều là dùng sức bộ dáng. Biểu ca Thẩm thanh tuân cơ hồ bình phong hơi thở, thẳng tắp nhìn chầm chầm tiểu cô nương, ngưng thần đi nghe. Vẫn như trước là lặng yên im ắng. Chính tống sơ miễu lại giống như chưa phát giác, chỉ coi đã nghe biểu ca đi làm. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn, mặt mày cong cong, giống như là đang chờ lấy khích lệ. Thẩm thanh tuân không muốn buông tha cơ hội như vậy, liền kiên nhẫn dỗ dành nàng miễu miễu làm được rất khá nhưng ta còn là nghe không được thử lại lần nữa có được hay không tiểu cô nương con ngươi chớp chớp sau đó đặt tại trước người hắn tay vùng vẫy dưới muốn đẩy hắn ra ánh mắt bỏ qua một bên một chút cong lên miệng có nhỏ tâm tình nàng cắn môi dưới chăm chú ngậm miệng không muốn phản ứng biểu ca mặt hắn lại nói cái gì cũng lại không mở miệng ngay cả một sợi tóc đều đang bày tỏ lấy cự tuyệt thẩm thanh tuân không muốn tiểu cô nương lại vẫn náo lên tính tình hắn ở trong lòng trùng điệp thở dài triệt để bất đắc dĩ không muốn liền không muốn đi tống sơ miễu dãy a dãy liền từ biểu ca trong ngực tránh ra tới nàng về sau vừa lui lại quên chân của mình mềm bước chân lảo đảo một chút phía sau lưng suýt nửa đâm vào phía sau trên núi giả thẩm thanh tuân bận bịu lại lôi nàng một cái Tiểu cô nương một chút nhào trở về, cánh tay thuận thế liền ôm lên biểu ca cổ. Nho nhỏ thở dài một hơi về sau, giống như là đem vừa mới điểm này nhỏ tính tình cũng cho ném ra sau đầu. Cái này tha thứ hắn. Tống sơ miễu chống đỡ hắn, nhẹ nhàng điểm xuống, đem miệng xích lại gần hắn bên tai. Thẩm thanh tuân đương nàng lại là phải gọi hắn, nhưng tiểu cô nương há to miệng, lại chỉ nho nhỏ thổi ngụm khí. Thẩm thanh tuân toàn thân căng cứng, bên tai tê dại không ngừng, đôi mắt sau bóng đêm còn sâu u. Không muốn ngoan như vậy tiểu cô nương, lại cũng sẽ có như thế mệt nhọc dụ hoặc một mặt. Hắn bất đắc dĩ đè xuống nàng, ngăn lại nàng lại làm loạn, nếu không cũng chỉ là tại tra tấn mình thôi. Miễu miễu say, biểu ca ma ngươi trở về nghỉ ngơi được chứ. Tống sơ miễu nghe, đưa tay thu hồi, chăm chú gật đầu. Thẩm thanh tuân lại hỏi nàng. Mình có thế đi. Tiểu cô nương lại nhẹ gật đầu, trên mặt là chuyện đương nhiên thần sắc. Nhưng nàng vừa cất bước tử, mình không cảm thấy, người bên ngoài xem ra lại là mềm bồng bềnh. Thẩm Thanh Tuân không khỏi có chút buồn cười, trên đường đi một mực nắm nàng, chậm rãi đi ra vườn. Nàng bộ dáng này, tạm thời là không tiện trở về. Thẩm Thanh Tuân mang người trở về nàng thường ở viện tử. Cho dù nàng không tại lúc, trong viện cũng sai người mỗi ngày tại cả quét tống sơ miễu theo sát lấy biểu ca xe nhẹ đường quen trở về nguyệt ngân huy cùng đỏ đèn lồng đang dệt ra một bộ mông lung lộ mỏng giống như là lồng tại nàng cùng biểu ca chung quanh nàng phản phất là muốn đi theo hắn hướng phía trước một mực một mực đi xuống đi trong lòng cái gì huyên tạp đều rút đi một mảnh an bình tác giả có lời muốn nói hôm nay càng hai vạn hủy đi thành chương bốn bộ dạng này còn lại buổi chiều hai chương buổi tối một chương cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video